chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện một không thể tiếp thu xuyên qua. Chương một không thể tiếp thu xuyên qua Mênh mông cánh đồng hoang vu, các vàng khe rảnh, đoạn bồng khô thảo, nếu là lại đến một tiếng điểu kêu, liền thật ứng hồ nhạn trên rỉ này cảnh, đường ninh buồn bực mà ngồi ở nhà mình hậu viện cao sườn núi thượng, nhìn yên tĩnh hoang vắng bốn phía, đôi mắt ngậm mãn nước mắt, nhấp miệng, thật sâu hít hít cái mũi, thở ra một mụn trọc khí, nàng thật sự tưởng không rõ, nhìn một quyển xuyên qua tiểu thuyết, ngủ một giấc, tỉnh lại như thế nào liền đến trong sách miêu tả đại chu Tây Bắc Biên Thùy, một cái chim không thèm ỉa, gà không sinh trứng địa phương, cùng nằm mơ dường như liền ở đường ninh ảo não đấm đánh trên mặt đất hoàng thổ ngật đáp thời điểm phía sau truyền đến vài tiếng uyển chuyển nhẹ nhàng bước đi thanh người tới dẫm cành khô đoạn thảo mà đến đen thùi lùi nhìn không ra nhan sắc móng vuốt hướng đường ninh trên vai hung hăng một loạt đại tỷ ngươi như thế nào lại một người trộn trốn ở chỗ này khóc cha đều nói đại đường tỷ tình huống không giống nhau ngươi đừng luôn nhớ thương chính mình dọa chính mình đường ninh tức muốn học máu triều phía sau người rống giận tiểu tử thúi ngươi da ngứa có phải hay không dám đánh ta đường trung liên tục xin tha, ta chính là xem ngươi mấy ngày nay không có gì tinh khí thần, lúc này mới dọa dọa ngươi, làm gì như vậy thật sự. Đường trung cảm thấy chính mình thực vĩ khuất, trước kia luôn là mang theo hắn chơi tỷ tỷ gần nhất đều không thế nào để ý đến hắn, làm hắn trong lòng thực hụt hẫn, tình nguyện đường ninh tấu hắn, cũng không hy vọng đường ninh đối hắn hờ hững. Đường ninh từ nguyên chủ trong trí nhớ biết này đệ đệ không sai biệt lắm là nàng mang đại, cùng nàng cảm tình cực hảo, nhưng chính là bởi vì tỷ đệ hai cảm tình thật tốt quá, nàng mới sợ chính mình ở đường trung trước mặt lòi, cố ý xa cách hắn, nhưng hiện tại nhìn đến đường trung rầu rĩ không vui bộ dáng, nàng lại nghẹn đến mức hoảng, cũng không biết có phải hay không này thân thể tình cảm quấy phá. Nàng bất đắc dĩ thở vào nhẹ nhõm, lại ngồi trở về, lẩm bẩm nói, ta không phải bởi vì đại đường tỷ sự tình khổ sở, mà là... Nga, ta đã biết, ngươi không phải bởi vì đại đường tỷ sự đó chính là bởi vì đói bụng. Đường trung một bộ ta cái gì đều biết đến đắc ý bộ dáng, bất quá thực mau liền nhíu mày, che lại chính mình bụng khí nhược mà nhỏ giọng nói thầm nói, chính là trong nhà không có gì ăn, cha nói cửa hàng lương thực quý đến không thể sờ, trong nhà tồn lương cũng không nhiều ít, tất cả đều bị nương khóa ở trong ngăn tủ, chúng ta muốn ăn cũng lấy không được. Đương nhiên, hắn cũng liền ngoài miệng nói nói, thật làm hắn đi trộn trong nhà lương thực hắn cũng là không cái kia lá gan. Đường ninh triều hắn mắt trợn trắng, đối thượng đường trung cặp kia thanh triệt sáng ngời đôi mắt, không biết vì sao đột nhiên chua sót không thôi. Bất đắc dĩ, nàng đứng dậy vỗ vỗ trên mông hôi, kỳ thật cũng không có gì hảo chụp, ở tại loại địa phương này, liền tính không ngồi ở thổ địa thượng đại gia cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu, đặc biệt gió to một thổi, liền trên tóc đều có thể dính đầy các bụi, đáng tiếc nhà bọn họ nghèo, liền bọc tóc khăn tay đều mua không nổi, cũng liền ra cửa thời điểm mang cái mũ rơm gì. Đường Trung thấy đường ninh cúi đầu không trên một tiếng mà hướng sườn núi hạ đi, vội theo sát đi lên, lớn tiếng hỏi, đại tỷ, chúng ta hiện tại làm gì đi? Tìm ăn không? Đường Ninh bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, quyết đoán lắc đầu, không được, ta trở về nằm một lát. Đường Trung Nệnh bước một đốn, không lại tiếp tục đuổi theo đi, ngơ ngốc mà nhìn Đường Ninh vào nhà mình sân, lúc này mới xoay người hướng một cái khác phương hướng chạy. Trở lại thấp bé củ nát trong phòng, Đường Ninh buồn bực mà ngồi vào tấm ván gỗ đắp thành trên giường, cảm thụ được mông phía dưới cỏ khô, đem thân mình cuộn tròn lên, ôm hai chân ô ô khóc lớn. Liền ở nàng khóc đến không thể chính mình thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một cái rõ ràng thanh âm, đã tìm được đánh số 875.421 ký chủ, xin hỏi hay không trói định vị diện thương thành hệ thống. Đương đối phương không ngừng máy móc mà lặp lại những lời này, rất có đường ninh không đồng ý nó liền vẫn luôn bá báo đi xuống là lúc, đường ninh cuối cùng hoàng hồn, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt nhỏ giọng hỏi, cái gì vị diện thương thành hệ thống? Trả lời nàng vẫn là câu kia lặp lại bá báo máy móc thanh. Đường ninh lúc này mới nhíu mày, Nghĩ đến chính mình xuyên qua phía trước xem những cái đó bàn tay vàng tiểu thuyết, tâm mạch danh rung lên, kích động mà đáp, đúng vậy. Đinh một tiếng, nàng trong đầu đột nhiên vang lên một trận dễ nghe âm nhạc, cẩn thận vừa nghe, này còn không phải là thương trường rút thăm trúng thưởng hoạt động trừ trung giải thưởng lớn phối nhạc sao. Đường ninh khóe miệng rung rẩy một chút, như thế quen thuộc âm nhạc cuối cùng làm nàng tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Liền ở nàng tiếp thu hệ thống thời điểm, trong đầu lại lần nữa truyền đến đối phương thanh âm, hoan nghênh đánh số 875.421 ký chủ đi vào vị diện thương thành hệ thống, ta là người hệ thống quản gia, đánh số 897573624. Đình Đường ninh đánh gãy hệ thống thanh âm, vô ngữ mà nói, có thể hay không chỉnh điểm đơn giản, này một chuỗi đánh số đều có thể đem ta nhanh nhanh nghe hôn mê. Hệ thống tạm dừng một chút, lời ít mà ý nhiều mà nói, ký chủ đường ninh, ta là người hệ thống quản gia, người có thể tùy tiện kêu hiện tại ta hướng ngươi giới thiệu một chút chúng ta cường đại vị diện thương thành hệ thống này hệ thống là chúng ta oscar lan đế quốc vĩ đại nhất thiên tài phát minh có được xuyên qua thời gian không gian năng lực đình cho nên ta vì cái gì sẽ xuyên qua đường ninh hỏi ra trong khoảng thời gian này trong lòng lớn nhất hoang mang hệ thống quản gia dừng một chút đương nhiên mà giải thích nói vị diện thương thành hệ thống yêu cầu đi trước các vị diện các thời không thu thập các loại vật tư ngươi là bị hệ thống tuyển định ký chủ cần thiết đi theo hệ thống cùng nhau xuyên qua. Đường ninh tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên, kích động mà quát, ta, nơi này tỉnh lược một vạn tự lời thô tục, ngươi tuyển định ta, ta nhưng không đồng ý. Không được, ngươi đến đưa ta trở về. Hệ thống lại lần nữa mắc kẹt từng cái, ngữ khí yếu đi một ít, ký chủ đã đồng ý, không thể phản hồi. Đường ninh lại lần nữa bạo thô khẩu, ngươi trước đem ta lộng tới này chim không thèm ỉ địa phương, buộc ta đáp ứng, dựa vào cái gì dựa vào cái gì có lẽ là đường ninh đã khí đến sắp đánh mất lý trí hệ thống xem nàng có đồng quy vu tận ý niệm vội vàng nói ký chủ bình tĩnh một ít trói định hệ thống chẳng những có thể có được tùy ý võng mô năng lực hệ thống còn tặng kèm ký chủ một cái nhưng thăng cấp kho hàng bảo đảm ký chủ ở thời đại này quá đến hô mưa gọi gió trở thành nhân thượng nhân nếu là không có này một hồi tao thao tác đường ninh còn khả năng tin tưởng hệ thống chuyện ma quỷ hiện tại đối phương tới vừa ra rút củi dưới đáy nồi nàng nếu là lại bị nắm cái mũi đi chính là thật xuẩn Thấy Đường Ninh không tin, hệ thống vội nói, "Thỉnh ký chủ lựa chọn mở ra kho hàng, nhưng tùy thời kiểm tra kho hàng tình huống, kho hàng có thể tồn trữ ký chủ ở thương thành mua sắm chi vật, cũng có thể đặt ký chủ ở thời đại này thu hoạch chi vật." Đường Ninh vừa nghe, khẽ cắn môi, liều mạng. Thật dựa theo hệ thống nói như vậy hướng trên màn hình xem qua đi, chỉ thấy màu lam trên màn hình có một cái kho hàng cái nút, nàng tùy tay một chút, màn hình xuất hiện một cái màu cam hào phóng khung, nhắc nhở nàng hay không mở ra kho hàng nàng lại lần nữa tuyển, đúng vậy, trong đầu lập tức xuất hiện một cái ước chừng một mét khối tiểu không gian, bên trong trống rỗng, thứ gì cũng không có. Chương 2 vị diện thương thành hệ thống. Chương 2 vị diện thương thành hệ thống. Đây là ngươi nói kho hàng. Đường ninh vẻ mặt không thể tưởng tượng, chậm rãi cắn môi, cảm giác lại lần nữa bị lừa, một cổ vô danh nghiệp hỏa chính hừng hực bốc cháy lên. Hệ thống chạy nhanh giải thích thuyết minh, tặng kèm kho hàng là nhưng thăng cấp, ký chủ đừng nhìn kho hàng hiện tại tiểu, đó là bởi vì ngươi quyền hạn thấp, giả thuyết tệ bằng không, chỉ cần ngươi nỗ lực kiếm lấy giả thuyết tệ, liền có thể mở ra thương thành quyền hạn, thăng cấp kho hàng. Lời này hảo lý giải, ý tứ chính là nàng hiện tại là một con nghèo cẩu, liền kho hàng đều khinh thường nàng, cho nàng một mét khối không gian đã tính rất lớn. Đường ninh hung hăng trừ trừ khóe miệng, buồn bực hỏi, khi kho hàng có thể thăng cấp đến bao lớn? Hệ thống lập tức tinh thần tỉnh táo, mê hoặc mà nói, kho hàng hiện tại là một mét khối, đi lên trên một bậc là có thể mở rộng gấp 10 lần, chỉ cần ký chủ có tâm, đem kho hàng biến thành một tòa thành cũng không phải không có khả năng. Cái này đường nên xác định này hệ thống là làm bán hàng đa cấp, thập phần cảnh giác hỏi, thăng cấp điều kiện là cái gì? Cái này mới là trọng điểm, nếu là hệ thống thiết trí điều kiện gian nan, nàng vô pháp hoàn thành, cái này kho hàng liền quá râu ria. Lúc này hệ thống không lại cho nàng họa bánh nướng lớn, một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí nói, kho hàng thăng cấp điều kiện từ dễ đến khó, lúc ban đầu thăng cấp điều kiện là 100 giả thuyết tệ, lại lần nữa thăng cấp muốn 1.000 giả thuyết tệ, lúc sau chính là một vạn giả thuyết tệ, theo thứ tự gia tăng, ký chủ chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, không có gì là không có khả năng. Lại tới, đường ninh trực tiếp xem nhẹ rất cuối cùng câu nói kia, ngồi ở cỏ khô mặt trên trầm tư, dựa theo hệ thống này cách nói, thăng cấp kho hàng giống như cũng không phải cái gì việc khó, cũng không biết cái này giả thuyết tệ muốn như thế nào kiếm. Đường Ninh lại lần nữa hỏi ra trong lòng hoang mang, lần này hệ thống không lại cho nàng chỉnh những cái đó hư đầu ba não trực tiếp đem thuyết minh đánh vào trên màn hình nói hệ thống đã đem giả thuyết tệ đơn vị đổi thành thời đại này tiền đơn vị ký chủ cần ở thời đại này thu hoạch thương phẩm bán cho hệ thống thương thành hệ thống thương thành đem giám định ký chủ bán ra thương phẩm chủng loại cùng chất lượng cấp ra tương ứng giả thuyết giá cả ký chủ bán ra đồ vật ở thế giới này càng hiếm lạ thương thành cấp giá cả sẽ càng cao ký chủ được đến giả thuyết tệ nhưng dùng cho thương thành thương phẩm mua sắm cái này nàng cuối cùng minh bạch, nói trắng ra là cái này hệ thống là muốn nàng thu thập thời đại này vật tư, làm trao đổi điều kiện, nàng có thể từ hệ thống cửa hàng mua được mặt khác đồ vật, có thể là không thuộc về thời đại này, cũng không biết nàng có thể hay không làm một khẩu súng tới phòng thân. Cảnh cáo cảnh cáo Ký chủ ý tưởng rất nguy hiểm, thời đại này không có vũ khí nóng, ký chủ không thể đánh vỡ thời đại này cân bằng, nếu không đem đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Đừng nên bị khiếp sợ, trừng lớn đôi mắt hỏi thời đại này không có vũ khí nóng, ta đây không thông qua hệ thống, chính mình mân mê ra thuốc nổ cũng không được. Lúc này hệ thống trầm mặt, một hồi lâu mới nói, mỗi cái thế giới đều có chính mình vận chuyển pháp tắc, phát triển quy luật, ký chủ nếu là làm ra một ít hành động đối thế giới này tạo thành thật lớn thay đổi liền phải gánh vác tương ứng hậu quả, nếu là tạo phúc cho dân, ký chủ bản thân cũng có thể được đến phúc trạch hồi báo, nếu là dẫn tới sinh linh đồ tháng, ký chủ tiếp thu trừng phạt sẽ so hồn phi phách tán còn nghiêm trọng, thỉnh ký chủ tam tư nhi hành. Nói cách khác cũng không phải có được hệ thống liền có thể tùy ý làm bậy. Đường ninh phía trước cốt xấu cũng là cao tài sinh, đối với hệ thống này đó ước thúc nhưng thật ra rất lý giải, vẫn chưa lại có những cái đó nguy hiểm ý niệm, bất quá bị người không trâu bắt chó đi cày cảm giác vẫn là thật khó chịu, nếu là có thể, nàng thật đúng là tưởng đem hệ thống bắt được tới tấu một đốn xả xả giận. Bất quá việc này chỉ có thể ngẫm lại, nàng cũng làm không đến, đã chính mình bình tĩnh lại, nàng mới lại lần nữa nhìn về phía ý thức hải trung hệ thống màn hình, lúc này màn hình đã phản hồi chủ trang, góc trên bên phải biểu hiện giả thuyết tệ linh ngạch trống là như vậy rõ ràng chói mắt, làm nàng có loại chạy nhanh bán hóa cấp cáp cảm, màn hình ở giữa có hai lựa chọn mô khối, một cái là thu mua thương phẩm, một cái là bán ra thương phẩm. Đường Ninh không cần suy nghĩ liền điểm thu mua thương phẩm mô khối, hỏi nàng vì cái gì không lựa chọn bán ra thương phẩm mô khối, nàng liền ha hả, một cái liền giả thuyết tệ đều không có nghèo bức, bán ra thương phẩm mô khối độ sáng đều là ảm đạm, hiển nhiên nàng liền điểm đánh tư cách đều không có tiến vào thu mua thương phẩm mô khối, biểu hiện ở nàng trước mặt chính là mấy cái đại loại, bất quá đối nàng mở ra chỉ có thiên nhiên loại, giống thiên nhiên động vật, thiên nhiên thực vật, thiên nhiên khoáng thạch từ từ. Đừng nên trực tiếp xem nhẹ rớt những cái đó nàng điểm đều không thể điểm mô khối, quyết đoán lựa chọn thiên nhiên thực vật, ánh vào mi mắt chính là rậm rạp thực vật hình ảnh, phía dưới còn có thực vật tên cập tương ứng giá cả, nơi này giá cả phân đến tinh tế, mỗi loại thu mua thực vật đều có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với tinh phẩm giá cả cái gọi là phẩm cấp phân chia cũng thực hảo lý giải hạ phẩm thực vật nhất thứ giống những cái đó không hoàn chỉnh lại phẩm chất giống nhau trực tiếp về vì hạ phẩm trung phẩm thực vật tức thông thường ngắt lấy hoàn chỉnh thực vật phẩm chất giống nhau có thể thượng phẩm thực vật yêu cầu không chỉ có muốn hoàn chỉnh còn muốn phẩm chất cao đến nỗi tinh phẩm thực vật đường ninh cảm thấy chính mình hẳn là lộng không đến tinh phẩm thực vật trực tiếp không đi nghiên cứu tinh tế xem xuống dưới trung phẩm thực vật giá cả còn tính bình thường Thượng phẩm thực vật giá cả căn cứ hiếm lạ trình độ phân chia, bình thường thượng phẩm thực vật giá cả giống nhau so trung phẩm thực vật nhiều 30% đến 80%, hiếm lạ có thể phiên vài lần, cũng không biết cái này hiếm lạ thực vật như thế nào định nghĩa. Bất quá trước mắt nàng cũng không có nghiên cứu ý nghĩa, liền nàng vị trí cái này hoàn cảnh, đừng nói hiếm lạ thực vật, liền không hiếm lạ thực vật đều nhìn không tới mấy cái, tạm thời có thể xem nhẹ. Để cho người không thể tiếp thu chính là cái kia hạ phẩm giá cả, quả thực thấp đến làm người giận sôi tỷ như một cân trung phẩm cây tục đoan, hệ thống cấp giá cả là 6 văn tiền, đổi thành hạ phẩm, cũng liền cấp 2 văn tiền, kém không phải nhỏ tí tẹo. Nói cách khác đường ninh nếu muốn từ hệ thống bên này kiếm được giả thuyết tệ còn không thể ứng phó rồi sự, nếu không bận việc một hồi cũng chỉ là lăn lộn mù quáng mà thôi, căn bản kiếm không được mấy cái tiền. Chải vuốt rõ ràng suy nghĩ sau, đường ninh ý thức mới từ hệ thống rời khỏi tới, bình phục một chút cùng ngồi tàu lượng siêu tốc dường như tâm tình, vừa lúc bên ngoài truyền đến tiếng vang, nàng chạy nhanh mặt vào giày, chạy chậm mở cửa nhìn xung quanh, thấy trở về chính là đường trung, nàng mặt danh nhẹ nhàng thở ra, đi ra ngoài nhỏ giọng hỏi, ngươi lại đi đâu vậy? Vừa mới không phải đi theo ta mặt sao? Đường trung kích động thần sắc cương ở sắc mặt, rất là ủy khuất mà lên án nói, tỷ, cảm tình ta có hay không cùng ngươi trở về ngươi cũng không biết. Đường ninh cười mỉa hai tiếng, tự biết đối lý, vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn về phía đường trung trên tay đồ vật, vẻ mặt cò mò, ngươi mân mê cái gì đã trở lại đường trung cũng không rối rắm, khôi phục hưng phấn, lôi kéo đường ninh trốn đến hậu viện góc tường hạ, cùng làm tặc dường như nhỏ giọng cười nói, ta cùng kẻ lỗ mãn bọn họ đến sau núi tìm ăn, đào một qua trứng chim, tổng có sáu cái, chúng ta chia đều, tỷ, ngươi chạy nhanh thiêu xài củi lửa, chúng ta nướng trứng chim ăn, bằng không chờ cha mẹ bọn họ trở về thứ này khẳng định hộ không được. Nói, đường trung thật cẩn thận mà đem bàn tay mở ra, đem ba cái trứng chim triển lãm cấp đường ninh nhìn xem. Chương 3 bán ra trứng chim chương ba bán ra trứng chim. Đường ninh nhìn về phía kia ba cái đường trung một bàn tay là có thể bắt lấy trứng chim có chút ngây người. Đường trung thấy nàng bất động, trực tiếp đem trứng chim thật cẩn thận mà đặt ở trên mặt đất, đứng dậy lạch cạch lạch cạch mà nói, vẫn là ta đi dọn củi lửa tính, nếu không phải ngươi không thích ăn sinh trứng chim ta đều không cần như vậy phiền toái. Từ từ, đường ninh một phen túng chặt đường trung tay, đem đường trung kéo một cái lão đảo. Đường trung vẽ mặt nghi hoặc, tỷ, làm sao vậy? ngươi hôm nay thoạt nhìn so với phía trước còn cổ quái. Chẳng lẽ là đói choáng váng? Đường ninh ngẩng đầu hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi tỷ ta hảo thật sự. Ta ý tứ là này trứng chim đừng nóng vội ăn, đều cho ta, trước tích cóc. A. đường trung đôi mắt nháy mắt trừng lớn, không tha mà nhìn đệ tam kia tam cái trứng chim, bất quá thực mau lại dời đi tầm mắt, cầm nắm tay, tự hồ làm cái gì trọng đại quyết định dường như nói, hành đi, kia này tam cái trứng chim chính ngươi lưu trữ ăn, Ta lại đi ra ngoài đi dạo, cha mẹ bọn họ trở về ngươi nhớ rõ thay ta yểm hộ a. À. Nói không đợi Đường Ninh giải thích, kia tiểu tử liền cùng Phong giường như chạy không ảnh. Đường Ninh miệng trương trương, vẻ mặt dở khóc dở cười, bất quá như vậy nhưng thật ra tỉnh nàng không ít miệng lưỡi, thừa dịp bốn phía không người, nàng chạy nhanh đem tam cái trứng chim bán cho hệ thống. Chỉ nháy mắt công phu, trên mặt đất tam cái trứng chim không thấy, trong đầu nhiều hệ thống quản gia thanh âm, ký chủ Đường Ninh xác định bán ra tam cái đầu bạc trứng. Xác định. Đường Ninh vừa mới trả lời xong, hệ thống phía trên bên phải giả thuyết tệ ngạch trống lập tức từ linh biến thành 15, màn hình nhất phía dưới xuất hiện một cái bá báo biểu ngữ, mặt trên biểu hiện, thu mua tam cái thượng phẩm đầu bạc trứng. Đường Ninh xem đến đôi mắt đều thẳng, này tam cái trứng chim thế nhưng là thượng phẩm. Tự hồ nhận thấy được đường Ninh nghi hoặc, hệ thống quản gia chủ động giải thích nói, ký chủ thu hoạch tam cái trứng chim để trứng thời gian không vượt qua 48 giờ, thả trứng chim hoàn chỉnh, vô tổn hại cho nên phán định vì thượng phẩm. Đường Ninh bắt được mấu chốt, vội vàng truy vấn nói, khi trung phẩm trứng đẻ trứng thời gian có hay không hạn chế. Xem tình huống, trung phẩm trứng tức vượt qua 48 giờ, nhưng vẫn bảo trì mới mẻ có thể tính trung phẩm, thuận tiện nhắc nhở ký chủ một câu, hạ phẩm trứng cũng muốn mới mẻ, bất quá vỏ trứng có thể có rất nhỏ vết rách, không mới mẻ trứng hệ thống là không thu. Đường Ninh giống như bị xem thấu tâm sự giống nhau, chột dạ mà chu chu môi, lẩm bẩm nói, ngươi có thể hay không không cần nhìn trộm ta tâm tư." Hệ thống dừng một chút, một hồi lâu mới nói, "Hệ thống chỉ có thể nghe được ký chủ về mua bán tiếng lòng, còn lại tiếng lòng vô pháp biết được, thỉnh ký chủ yên tâm." "Được, nhân gia cũng không phải cái gì đều cảm thấy hứng thú, đừng ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại cảm thấy có chút mặt danh khó chịu, cũng may bán ra thương phẩm mô khối đã đối nàng mở ra, cái này nàng lập tức đem điểm này không thoải mái vứt ở sau đầu, hưng phấn địa điểm khai ra bán thương phẩm mô khối." ánh vào mi mắt cùng thu mua thương phẩm mô khối không sai biệt lắm, bên trong phân rất nhiều đại loại. Lấy nàng hiện tại giả thuyết tệ ngạch trống, đối nàng mở ra phân loại cũng là có hạn chế, bất quá nhưng thật ra sau so thu mua thương phẩm mô khối tới nhiều, xuyên qua lại đây sau nàng liền không ăn qua một đống cơm no, cơ hồ mỗi ngày đều là bụng đói kêu vang trạng thái, có tiền, đương nhiên trước tiên mua lương thực. Chờ đường ninh hưng phấn địa điểm khai lương thực một lan, liệt khóe miệng liền như vậy cứng lại rồi, mảnh chớp chớp mắt nàng mới tìm được chính mình thanh âm, kinh hô, này cũng quá quý đi. Một cân trung phẩm gạo muốn 18 văn tiền, này trung phẩm gạo định nghĩa là hỗn loạn chút ít cám, thế nhưng có tạp chất. Vô tạp chất. Thượng phẩm gạo muốn 25 văn. Này 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 đây là dược tiền A. Nàng bán tam cái thượng phẩm trứng chim cũng mới được 15 văn tiền, liền một cân trung phẩm gạo đều mua không nổi, chỉ có thể mua một cân hạ phẩm gạo, cái gọi là hạ phẩm gạo tức trộn lẫn cám toái bể, như vậy một cân đều phải 14 văn, nếu là dựa theo hệ thống cái này giá cả, nàng đến ngày tháng năm nào mới có thể tích cấp đủ thăng cấp kho hàng giả thuyết tệ. Hệ thống thấy nàng phản ứng như vậy kịch liệt cũng thực vĩ khuất, nói, thỉnh ký chủ trước hiểu biết một chút thời đại này giá hàng, lại cùng hệ thống giá hàng làm đối lập, bổn thương thành hệ thống tuyệt đối không lừa già dối trẻ, công bằng công chính. Đừng ninh cái gì cũng chưa mua liền từ hệ thống thương thành lui ra tới, không phải nàng không mua, mà là hệ thống quản gia nhắc nhở nàng, nàng đến bây giờ cũng không biết thế giới này tình huống, đối giá hàng càng là hoàn toàn không biết gì cả, nếu là mù quán mà lấy ra một thứ, vô cùng có khả năng cho chính mình mang đến tai họa. Nghĩ đến đây, nàng lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tính toán trong chốc lát đường trung bọn họ trở về hảo hảo nói bóng nói gió mà hỏi thăm một phen. Ngày ngã về Tây, vẫn luôn bên ngoài bận việc giang thị rốt cuộc đã trở lại, nàng muốn ở đường tuấn cha ruột tử hai trở về trước đêm cơm chiều làm tốt. Giang thị vừa vào cửa liền nhìn đến uể oải yểu xìu vài ngày nữ nhi ở quét tước sân, chết lặng trên mặt cuối cùng có chút tươi cười, khoan dung từ ái mà nói, khuê nữ đói bụng đi, nương này liền đi nấu cơm. Đường ninh nhấp miệng, ngoan ngoãn gật gật đầu, lập tức đi ôm củi lửa, đi theo giang thị mông mặt sau vào nhà bếp. Giang thị vừa thấy vui vẻ, nha. Đây là hảo. Biết hỗ trợ làm việc. Đường ninh ngượng ngùng mà rủ xuống đầu, nguyên chủ hiện tại tuổi mụ 13, ở thời đại này đã xem như đại cô nương, bất quá bởi vì dinh dưỡng bất lương, nhìn cũng liền chừng 10 tuổi bộ dáng, bởi vì đường tuấn sinh cùng giang thị liền nàng một cái nữ nhi thiên sủng một ít cũng chưa từng cho nàng quá nhiều sinh hoạt áp lực thế cho nên nguyên chủ tính tình có chút tùy hứng thích chơi tiểu tính tình này đây đường ninh trong khoảng thời gian này đều không làm việc cũng không ai nói nàng bất quá nàng tốt xấu cũng là sắp bôn tam người thật đúng là vô pháp yên tâm thoải mái tiếp thu đại gia loại này bao dung hiện tại có hệ thống nàng cũng tỉnh lại lên triều giang thị nhếch miệng cười nói nương ta giúp ngươi nhặt rau nói đường ninh cầm lấy một cái bồn gỗ từ đại lưu bên trong múc ra một gáo thủy, thật cẩn thận mà phóng tới chậu, lúc này mới từ giang thị bối trở về rổ tìm được một phen rau dại, trước đem rau dại hệ rễ thổ xóa sạch, lại đem căng cần hái được, đảo ra một phần ba thủy trước rửa sạch một lần, lại đảo dư lại một nửa nước trong cẩn thận tẩy lần thứ hai, cuối cùng một lần rửa rau thủy muốn lưu trữ, có thể rửa tay rửa chân. Tây Bắc Biên Thùy Thiếu Thủy Mọi người đều là một giọt thủy hận không thể phân thành 10 tích dùng, quanh năm suốt tháng cũng liền tẩy một lần tắm, thật sự là tắm rửa quá phí thủy nghĩ đến thủy đường ninh theo bản năng mà nhìn về phía hệ thống thương thành bán ra thương phẩm mô khối không nghĩ tới bên trong thật là có bán thủy cái gì nước giếng thanh tuyền thủy vô căn thủy liền nước biển đều có có bán liền có mua nàng chạy nhanh đi xem thu mua mô khối hảo gia hỏa này thu mua cùng bán ra giá cả một mau giống nhau còn có số lượng hạn chế nói cách khác nàng không thể tóm được một con dê kéo mau muốn dựa bán thủy làm giàu là không hiện thực bất đắc dĩ đường ninh thở dài khẩu khí liền biết hệ thống sẽ không cho nàng lỗ hổng toản. Giang thị nghe được thanh âm, cúi đầu vừa thấy, cho rằng đường ninh là bởi vì ăn rau dại mới thở ngắn than dài, trong lòng không dễ chịu, an ủi nói, khuê nữ, hiện tại mùa màng không tốt, bên ngoài lương thực thật sự là quá quý, cha ngươi cùng đại ca ngươi bên kia gần nhất cũng tiếp không đến cái gì việc, chúng ta thật sự không có tiền mua lương thực, chờ thêm đoạn thời gian lương thực thu đi lên, nương lại cho ngươi làm một đốn rắn chắc có được không? Chương 4 Đường Gia Cơm Chiều chương 4 đường gia cơm chiều. Đường Ninh ngẩng đầu, đối thượng Giang Thị miễn cưỡng cười vui mặt liền biết nàng nói chỉ là an ủi người nói, hiện thực tình huống hẳn là thực gian nan, nàng tới hơn 10 ngày, tuy rằng đối sự tình gì đều không để bụng, nhưng ngẫu nhiên nghe đường Tuấn Sinh bọn họ nói chuyện phím vẫn là biết một ít. Năm nay tình hình hạn hán nghiêm trọng, thượng nửa năm loại lương thực cơ hồ là không thu hoạch, chỉ có như vậy một chút cũng giao các loại sưu cao thuế nặng. Toàn gia bận việc hơn nửa năm, cái gì cũng chưa dư lại, nếu không phải đường tuấn sinh cùng đường chính còn có tay nghề sống, bọn họ một nhà thật muốn uống gió Tây Bắc, nguyên bản cho rằng loại tình huống này tới rồi 6 tháng cuối năm sẽ tốt một chút, nhưng hiện tại đều phải nhập thu, ông trời không hãnh diện, mà càng ngày càng hạn, có hoa màu đều trực tiếp khô chết, dựa theo trước mắt tình huống này, 6 tháng cuối năm thu hoạch chỉ sợ so thượng nửa năm còn không bằng. Bất quá đường ninh không dám ở gian thị trước mặt nói thật, mà là phụ họa nàng nặng nề mà gật đầu, mở to sáng người mắt to tò mò hỏi, nương, Ngươi nói hiện tại lương thực quý, có bao nhiêu quý? Sao thịt còn quý sao? Giang thị mỉm cười, cho rằng đường ninh thèm thịt, có chút chua xót mà rủ xuống mắt liễm, nhớ rõ nhà bọn họ lần trước ăn thịt vẫn là ăn tết thời điểm, một khối sáu lượng tả hữu heo thịt nạc, cộng thêm một cây dịch đến cực kỳ sạch sẽ đại cốt, là đương gia cho người ta làm sống, chủ người nhà cấp tạ lễ. Nàng đem thịt thiết đến hơi mỏng, đại cốt ngao canh, hơn nửa rau dại cùng cây đậu, chính là lộng một nồi to trù cháo làm toàn gia ăn một đống mang điểm thức ăn mặn cơm no, qua đi loại này thức ăn liền không hề có. Giang thị cố nén không cho nước mắt thấm ra tới, ôm nhu nói, chúng ta ăn tạp mặt cùng hát mặt không như vậy quý, chỉ là năm nay mùa màng không tốt, hơn nữa phát trung, thuế má thu đến trọng, thường lui tới 12 văn là có thể mua được đồ vật, hiện tại đều phiên gấp đôi, nếu là không tỉnh một ít, năm nay mùa đông chỉ sợ là khó qua. Nói khó qua vẫn là nhẹ, từ cây trồng vụ hè sau làng trên xóm dưới thường xuyên có thể nghe được đói chết người hoặc là đổi con cho nhau ăn việc càng có rất nhiều bán nhi bán nữ giang thị sợ mấy tin tức này dọa đến hài tử căn bản không dám ở bọn họ trước mặt đề chỉ có thể càng thêm buồn đầu làm sống đáng tiếc ông trời không mưa lại như thế nào liều mạng cũng chưa dùng nhưng trong đất sống không làm lại không thành hiện tại bọn họ tình huống đừng nói nuôi sống hài tử chính mình chỉ sợ đều mau chết đói nếu là bọn họ không có mấy cái hài tử làm sao bây giờ nghĩ đến đây Giang thị đánh cái giật mình, chạy nhanh lắc đầu, không làm thâm tưởng. Lòng bếp hỏa vượng lên, Giang thị lại múc nửa gáo thủy ra tới, dọc theo nồi duyên thật cẩn thận đảo đi vào, thừa dịp nấu nước công phu, nàng xoay người đi ra ngoài một chút, trở về trong tay nhiều nửa chén tạp mặt, đem nửa chén tạp mặt đảo tiếng sạch sẽ bình gốm, cùng cắt nát rau dại cùng ở bên nhau, chờ nước sôi lại đem bọc tạp mặt rau dại toái lộng tan bỏ vào đi, ném vào đi mấy viên muối thô ba, nấu trong chốc lát thịnh ra tới. Đây là bọn họ đêm nay thức ăn, cỡ nào nguyên nước nguyên vị, giản dị tự nhiên. Rau dại chua sót hương vị hỗn tạp mặt các loại vị, làm người ăn đệ nhất khẩu tuyệt đối không nghĩ lại ăn đệ nhị khẩu, thật đem một chỉnh chén ăn sạch tuyệt đối không phải bởi vì thứ này ăn ngon, mà là đói đến chịu không nổi. Bởi vì đối cơm chiều không có chờ mong, chờ giang thị đem bình gốm mang sang đi đường ninh mí mắt đều không mang theo chớp một chút, cọ tới cọ lui, thuận tay giúp đỡ giang thị đem nồi to cùng bể bếp cấp thu thập. Này hành động dừng ở giang thị trong mắt chính là nữ nhi trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện, tuyệt đối không thể tưởng được đường ninh là kháng cự như vậy thức ăn. Màn đêm buông xuống, đường ninh ngồi ở trong viện vẫn luôn triều cửa nhà đại lộ nhìn xung quanh, thẳng đến mau trầm hạ tới, đường tuấn sinh cùng đường chính thân ảnh mới xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Đường ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, không khỏi lo lắng đường trung, kia tiểu tử cũng không biết thượng chỗ nào lăn lộn, trời đã tối rồi còn không trở lại, trong chốc lát đường tuấn sinh cùng đường chính hỏi. Nàng thật đúng là không biết như thế nào thế hắn giải vây liền ở đường ninh nôn nóng thời điểm, chỉ thấy hậu viện truyền đến một tiếng trầm vang, nàng theo bản năng mà xoay người, liền nhìn đến một đạo hắc ảnh không lưng vào nhà bếp. Không chờ đường ninh đuổi theo, đường trung đã cầm gáo múc nước lộc cộc lộc cộc mà mảnh rót mấy ngụm thủy, phát ra một tiếng thoải mái than thở, nhảy bắn hai hạ liền đứng ở đường ninh trước mặt, cười hì hì triều nàng làm mặt quỷ, tỷ ngươi hôm nay không cùng ta đi ra ngoài thật đáng tiếc, chúng ta buổi chiều lại lộng tới không ít thứ tốt, cùng ngươi nói. Không đợi đường trung nói xong, đường ninh đã lôi kéo hắn quần áo, ý bảo hắn nhìn về phía ngoài cửa. Đường Trung lúc này mới phát hiện hắn cha cùng hắn đại ca không biết gì thời điểm đã đẩy cửa vào được, tức khắc sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, đôi tay che miệng lại. Khi ngu sủng bộ dáng rõ ràng chính là có tật giật mình, đường chính liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp, càng đừng nói đường tuấn sinh. Tiểu tử thúi, ngươi hôm nay lại đi nơi nào gây sự. Đường tuấn sinh mày bỗng chốc nhíu lại, không giận tự uy. Đường trung theo bản năng mà lắc đầu, đầu cùng trống bỏ dường như, lắp bắp mà biện giải nói, không 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 gây sự, chính là cùng kẻ lỗ mãn bọn họ đi ra ngoài chơi. Nói, đường trung còn xin giúp đỡ mà triều đường ninh nháy mắt. Đường ninh biết đường tuấn sinh rất là phản đối bọn họ này đó tiểu hài tử đi vào núi chơi, xem đường trung bộ dáng này liền biết khẳng định lại vào núi, còn chạy đến chỗ sâu trong đi, bằng không cũng không. Cần chột dạ thành như vậy. Nghĩ đến đường trung thành thật công đạo môn khả năng muốn nở hoa, nàng không thể không căng da đầu giúp hắn mở miệng, cha, đại ca, đệ đệ chính là lên cây thay ta đào trứng chim, không gặp rắc rối, nương đã làm tốt cơm chiều, các ngươi chạy nhanh tẩy tẩy ăn cơm. Đường trung cuồng gật đầu phụ họa. Đường tuấn sinh nhìn tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng không miệt mài theo đuổi, nhưng thật ra đường đứng đắn quá bọn họ bên người thời điểm nhéo nhéo đường ninh khuôn mặt, lại vỗ vỗ đường trung đầu, hiển nhiên hắn đoán được. Tỷ đệ hai đứng ở trong đêm tối hai mặt tương khuy, khóc không ra nước mắt đường trung thế nhưng còn có tâm tư cùng đường ninh tiếp theo vừa mới chưa nói xong đề tài, tỷ không có việc gì, đại ca sẽ không tố giác chúng ta, ta cùng ngươi nói, chúng ta ở trong núi phát hiện một viên hồ đào cùng mấy cây sắp thành thục quả táo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trích đi. Các ngươi còn ở bên ngoài nói thầm cái gì? Tiến vào ăn cơm. Giang thị một tiếng thét to, đánh gãy tỷ đệ hai đối thoại, đường ninh vội vã muốn hỏi rõ ràng, lại không thể không nhịn xuống, đi theo đường trung mặt sau vào nhà chính nhà chính đen thùi lùi, không phải tới khách nhân hoặc là quan trọng hoạt động, giống nhau là sẽ không châm nến, chỉ có ảm đạm ánh trăng chiếu vào, làm người miễn cưỡng có thể nhìn đến một ít hình dáng. Cũng may đại gia không phải cận thị, đảo cũng sẽ không xuất hiện thấy không rõ đồ vật tình huống, bất quá nơi này người cơ hồ tất cả đều dinh dưỡng bất lương, cho dù không phải cận thị, đêm coi năng lực cũng không tốt, thông thường ăn cơm đại gia liền ra nhà chính, ngồi ở trong viện tiểu tọa một lát lại trở về ngủ, ngày hôm sau thiên không lượng lại lên làm việc, vòng đi vòng lại một chén rau dại mặt bánh canh cũng liền mấy cái mặt ngực đáp dư lại tất cả đều là nước canh không cần hai khẩu là có thể thu phục đường ninh vào nhà chính mông còn không có ngồi nhiệt đường tuấn cha ruột tử ba người đã ăn được đi ra ngoài nàng sửng sốt một chút chạy nhanh đem dư lại nước canh uống sạch giúp đỡ giang thị cầm chén đổ đưa đến nhà bếp nguyên bản nàng là tưởng hỗ trợ rửa chén giang thị sợ nàng thấy không rõ nát trong nhà còn sót lại chén đũa chính là đem nàng đuổi đi ra ngoài Suy xét đến cổ đại mỗi cái địa phương gieo trồng lương thực bất đồng, liền đậu loại đều có thể đương lương thực, cho nên đem đại chu Tây Bắc Biên Thùy giả thiết thu hoạch một năm hai thuộc. Chú ý, nơi này thu hoạch không phải đơn thuần chỉ lúa nước lúa mạch, chỉ cần có thể đương lương thực đều tính. Chương 5 đêm khuya bái phỏng đường lão nhị Chương 5 đêm khuya bái phỏng đường lão nhị Đường ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lời đến bên ngoài bồi ngồi, lúc này bọn họ này địa giới chỗ tốt liền biểu hiện ra tới, hoang vắng, tất cả đều là hoàng thổ, liền căng cỏ dại đều hiếm thấy, tiểu phi trùng tự nhiên cũng ít, nhất thường thấy chính là mũi, gió đêm từ từ thổi quét, hơn nữa ăn mặc quần dài trường tụ, cũng không cần lo lắng đại buổi tối bị cắn ra một thân bao. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền nghe đường tuấn sinh cùng đường chính dặn dò nói, hoàng viên ngoại gia sống lại hai ngày liền không sai biệt lắm, phía trước nghe ngươi nhị bá nói tỉnh xuyên sườn núi thôn trưởng nhi tử muốn thành thân, yêu cầu đánh một ít gia cụ, cũng không biết này sống định ra không có, trễ chút ta đi ngươi nhị bá bên kia một chuyến, ngươi cũng qua đi cùng nhau nghe một chút nghe đường tuấn sinh ý tứ này là tính toán đem đường chính bồi dưỡng ra tới làm hắn một mình đảm đương một phía đường chính nhíu mày chần chờ mở miệng cha đại đường tỷ vừa mới trở về nhị bá phỏng chừng chính đau đầu đâu nghe nói đã có mấy ngày không có đi ra ngoài kéo xe chúng ta hiện tại qua đi có thể nghe được tin tức giang thị mới vừa tẩy hảo chén lại đây nghe được lời này thuận miệng nói không quan trọng ngươi đi theo cha ngươi qua đi đem ngươi muội muội cũng mang qua đi Ta bên này lại chuẩn bị điểm rau dại cùng hai cái trứng gà, liền nói đi thăm ngươi đại đường tỷ, thuận tiện lại hỏi thăm một chút, nếu là ngươi nhị bá kia đầu không tin tức liền tính. Nhu nha đầu cũng là cái mệnh khổ, đã nhiều ngày ta vốn là muốn quá khứ, chính là các ngươi vội vàng làm sống, thức khuya dậy sớm không được nhàn, trong đất sống lại chỉ vào ta một người, chờ ta vội xong trời đã tối rồi, bản thân qua đi cũng không thích hợp, hiện tại các ngươi cùng đi vừa lúc. Đường Ninh nhị bá Đường Tuấn Kiệt là cái người quá vợ, nguyên phối mất sớm, chỉ có đường nhu một cái khuê nữ, hiện tại đường nhu tan phu mang theo hài tử bị chạy về nhà mẹ đẻ, nhị phòng loại tình huống này, giang thị một người đại buổi tối quá khứ xác thật không thích hợp. Đường Tuấn Sinh lập tức đứng dậy, cùng đi theo giang thị về phòng, hai người ở bên trong lẩm nhẩm lầm nhầm nói một hồi lâu, ra tới thời điểm đường Tuấn tay mơ nhiều một cái cái làng, giang thị lại nhanh nhẹn mà chạy tới nhà bếp bắt hai thanh rau dại ra tới. Đường chính nhìn không sai biệt lắm, cấp đường ninh để cái ánh mắt, đường ninh lập tức thông minh mà đứng lên. Hai anh em đi theo đường tuấn sinh mặt sau rời đi gia môn, đường trung vốn dĩ cũng tưởng đi theo cùng đi, ngại với vừa mới bị đường tuấn sinh nói một hồi, lại bị đường chính nhìn thấu, không dám đi theo, chỉ có thể nhìn xuống không đi. Ba người ra gia môn chính là một cái rộng lớn hoàng thổ lộ, bên cạnh liền điểm bụi cây đều không có, nhìn không sót gì, quả thực không cần quá hảo tẩu. Đường ninh hôm nay mới vừa được hệ thống, giả thuyết tệ cũng không hề là trứng việc, tâm tình không tồi, liền đi đường đều là nhảy nhót, nếu không phải sợ ca hát lòi, nàng đều tưởng hát vang một khúc. Nhìn nàng này tâm tình tốt bộ dáng, đường tuấn sinh cùng đường chính diện thượng cũng nhẹ nhàng vài phần, cũng có tâm tình cùng nàng nhất lên một hai câu. Phụ tử ba người kéo hai câu việc nhà, đi rồi mau 15 phút mới đến đường tuấn kiệt gia, hai nhà kỳ thật ly đến không xa, từ đường ninh gia lại đây, trong lúc cũng liền trải qua một hộ nhà mà thôi, liền bởi vì bọn họ nơi này hoang vắng, từng nhà khoảng cách cũng đi theo kéo ra. Đường Tuấn Sinh mang theo bọn nhỏ ngựa quen đường cũ mà đẩy ra viện môn, trong triều đầu hô, nhị ca ngủ không. Theo hắn như vậy một kêu, trong phòng đột nhiên truyền ra hài tử tiếng khóc. Phụ tử ba người hai mặt tương khuy, đường tuấn sinh hơi có chút xấu hổ, một cái không cẩn thận, tự hồ dọa đến hài tử. Suy nghĩ gian, một khát gian nhà ở cửa mở, một bóng hình từ bên trong vô cùng lo lắng mà chạy ra, vì sự a. À. Đại buổi tối chạy tới. Gió lớn, chạy nhanh đi nhà chính nói chuyện. Đường Tuấn Kiệt một bên tiếp đón ba người, một bên gõ vang cách vách cửa phòng, khuê nữ, người tam thúc mang theo a chính A Ninh lại đây, bận việc xong liền mang theo hài tử đi nhà chính ngồi ngồi. Một hồi lâu trong phòng mới truyền ra một tiếng ứng hòa. Đường Tuấn Kiệt thở dài một tiếng, cúi đầu do dự một lát, xoay người hướng nhà chính đi. Đẩy ra nhà chính môn, bên trong thật sự chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay, cũng may đường Tuấn Kiệt đi nhà bếp điểm một cây ngọn nến lại đây, đoàn người rốt cuộc có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Đường Tuấn Kiệt này phòng ở là năm đó thành thân thời điểm khởi, sau đường Ninh gia sớm kiến mấy năm, Đường Nhu không xuất giá trước đều là nàng ở thu thập, Đường Nhu xuất giá sau liền đường Tuấn Kiệt một người trụ, nhiều ít tùy ý một ít, trong một góc đôi vài bó dây thừng, cùng một chồng chồng đều nhịp củi lửa, hẳn là muốn bán. Toàn bộ nhà chính trừ bỏ góc kia đôi đồ vật, cũng liền ở giữa này một trương hình vuông bàn gỗ cùng bốn đem ghế, quả thực sạch sẽ đến có thể. Ba người ngồi xuống sau, Đường Tuấn Kiệt lại muốn đi bận việc đường tuấn sinh vội đem người giữ chặt, nhị ca, ngươi đừng lăn lộn, chúng ta chính là lại đây ngồi ngồi, thuận tiện nhìn xem chất nữ cùng hai đứa nhỏ, lại không phải người ngoài, còn dùng ngươi bận trước bận sau hầu hạ. Đường tuấn kiệt nghe vậy, lúc này mới đi theo ngồi xuống, đường ninh nương ánh nến, cuối cùng thấy rõ đường tuấn kiệt bộ dáng. Đường Tuấn sinh năm nay tuổi mụ 32, đường Tuấn Kiệt nhiều lắm so với hắn đại 2-3 tuổi, nhìn lại già rồi năm 6 tuổi không ngừng, hơn nữa đường nhu nguyên nhân, trên mặt nhiều đau khổ ưu sầu chi sắc, có vẻ càng thêm tan thương. Đường Tuấn Sinh nhìn mấy ngày không thấy nhị ca liền cùng thay đổi cái bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi, đem rổ đẩy đến đường Tuấn Kiệt trước mặt, thô thanh thô khí mà nói, đây là ta cùng hài tử con mẹ nó một chút tâm ý, cấp A Nhu Hòa hai đứa nhỏ bổ bổ, lần trước hoàng viên ngoại gia sống bức cho khẩn, chúng ta cũng không có thể kịp thời lại đây, hiện tại kia đầu không sai biệt lắm muốn kết thúc, ta bên này cuối cùng không như vậy vội. Đường Tuấn Kiệt lắc đầu, thở ngắn than dài mà nói người bên kia tình huống như thế nào ta có thể không biết biết các ngươi quan tâm kia nha đầu là được đồ vật liền không cần hiện tại mọi người đều khó nhà các ngươi còn có ba cái hài tử muốn nuôi sống đổi điểm lương thực mới là đứng đắn Đường Tuấn Sinh lắc đầu một hai phải đem đồ vật lưu lại một mã sự về một mã sự mấy thứ này cấp a nhu hòa bọn nhỏ ăn vừa lúc đổi lương thực cũng đổi không bao nhiêu hôm nay ta cùng lão đại trở về trên đường nghe người ta nói lương thực lại trướng lại trướng đường Tuấn Kiệt kinh ngạc lại khiếp sợ, mày thật sâu nhíu lại, lần trước không phải đã tăng tới 25 văn một cân. Còn trướng, đường Tuấn Sinh trầm mặt gật gật đầu, giống nhau sầu khổ, tăng tới 28 văn, hôm nay hảo những người này ở tiệm lương bên ngoài nháo sự, còn có người gào khóc, chợ thượng loạn thành một đoàn, nhà môn bên kia phái nha sai đều áp không được, vẫn là quan binh lại đây mới bình ổn loạn sự. Ta nguyên bản còn nghĩ thượng nửa năm thu hoạch không hảo trong cậy vào 6 tháng cuối năm, nhưng 6 tháng cuối năm tình huống này nhìn còn không bằng thượng nửa năm, hôm nay chợ thượng như vậy một nháo, nha môn cũng chưa nói giảm giá hoặc là giảm bớt thu nhập từ thuế, chỉ sợ thu hoạch vụ thu qua đi mọi người đều muốn sống không nổi nữa. Đường Tuấn Sinh nghe được sắc mặt trắng bệch, vừa lúc Đường Nhu một tay ôm hài tử, một cái nắm một cái tiểu nữ hài lại đây, đại gia mới ngừng đề tài. Đường Ninh tự giác đứng dậy nhường chỗ ngồi. Đường Nhu lắc đầu, khinh Thanh tế ngữ mà nói, "Muội muội ngồi liền hảo." ta làm cô gái đi dọn ghế lại đây. Cô gái chính là đường nhu bên người tiểu nữ hài, nhìn cũng mới 3-4 tuổi bộ dáng, đi đường đều còn không thế nào vững chắc đâu. Chương 6 quả dạy tử Chương 6 quả dạy tử Đường ninh vội vàng đem ghế đưa qua đi, nhanh nhẹn mà ra nhà chính, tỷ, ngươi cũng đừng cùng ta khắc khí, ta đi là được, đại buổi tối, cũng đừng làm cho hài tử quan ngã. Làm a ninh đi là được. Đường tuấn sinh sôi lời nói, đường nhu liền không hề chối từ, ôm hài tử ngồi xuống. Đường Tuấn Sinh xem nàng gầy ốm tiều tụy bộ dáng, đau lòng nói, ngươi tam thẩm cho ngươi cầm mấy cái trứng gà cùng một ít rau dại, còn có một phen táo đỏ, nghe nói ngươi ở chung gia cũng không hảo hảo ở cử, trở về liền cẩn thận dưỡng dưỡng, ngươi còn có cha ngươi cùng chúng ta này đó thúc bá huynh đệ tỷ muội, không cần tưởng quá nhiều. Đường Chính cũng ở thời điểm này mở miệng, cha nói chính là, đường tỷ hảo hảo dưỡng không cần tưởng quá nhiều, có chuyện gì khó xử cứ việc đi trong nhà tìm người, ta cùng cha ta khả năng không ở nhưng ta nương liền trên mặt đất a ninh cùng a trung đều ở nhà phụ cận kêu một tiếng bọn họ liền ra tới đường ninh dọn ghế mới vừa vào cửa nghe được lời này liên tục phụ họa đúng vậy ta liền ở nhà phụ cận không phải ở trong nhà làm việc chính là ở chân núi thải rau dại thực hảo tìm liền ngươi này con khỉ quậy còn có thể như vậy cần mẫn đường chính tỏ vẻ thật sâu hoài nghi đường ninh hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái ngạo kiều mà hừ thanh nói hảo nữ không cùng nam đấu ha 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 đường tuấn kiệt cùng đường tuấn sinh đều đi theo vui vẻ A à ninh nhị bá nhớ không lầm nói là hảo nam không cùng nữ đấu đi ngươi nha đầu này thật đúng là cổ linh tinh quái lời này vừa ra liền đường nhu đều có ý cười đường gia tuy rằng là bình thường nông gia nhưng sớm chút năm không nhiều như vậy thiên tai nhân họa thời điểm vẫn là có chút của cải đường ninh gia gia đem trưởng tử đường tuấn tài đưa đi niệm thư lại làm trưởng tử giáo phía dưới mấy cái đệ đệ Sao lại trong nhà mua một đầu lừa, khiến cho lão nhị đường tuấn kiệt học đánh xe, chờ lão tam tới rồi không sai biệt lắm tuổi, lại suy nghĩ đem người đưa đến thợ một bên kia đương học đồ. Nhỏ nhất nhi tử bởi vì đầu óc linh hoạt, ngồi không được, không chịu nghe cha mẹ an bài, chính mình chạy tới tử lầu đương tiểu nhị, dựa vào kia trương biết ăn nói miệng, chính là đem nhật tử quá đến hô mưa gọi gió, sau mấy cái ca ca đều hảo. Mặc dù là mùa màng không tốt hiện tại, đường ninh tiểu thúc nhật tử cũng là bốn trong nhà đầu tốt nhất đáng tiếc bọn họ một nhà sớm dọn đến ly tửu lầu gần ngoại ô, ly bên này xa chút, ngồi xe lừa muốn một canh giờ, tầm thường thời điểm bọn họ là sẽ không trở về, phỏng chừng đến bây giờ tiểu thúc một nhà còn không biết đường nhu bị chạy về nhà mẹ đẻ, bằng không không có khả năng như vậy gió êm sóng lặng. Đường ninh cười mỉa hai tiếng, nói trên chọc cười, tùy tiện tùy tiện, đều giống nhau, sống học sống dùng sao. Đường Tuấn Kiệt rất là tán đồng gật gật đầu, cùng đường Tuấn Sinh cảm thán nói, đáng tiếc là cái nha đầu, bằng không lấy nàng tính tình này cùng mồm mép, nhưng thật ra có thể cùng lão tứ lưu manh. Đường Tuấn Sinh nghe được đau đầu không thôi, nhị ca, ngươi nhưng đừng khen nàng, ngày thường cùng nàng đệ đệ leo lên nóc nhà lật ngói, liền trong núi đều dám đi, lá gan đại đến ta đều sợ hãi, ngươi lại khen nàng, nàng nói không chừng có thể đem thiên đều cấp cùng ra một cái lỗ thủng. Đường Ninh đôi mắt nháy mắt trừng đến lão đại, cảm tình nàng cha cùng nàng đại ca cái gì đều biết, khi nàng làm gì còn lao tâm lao lực mà cùng đường trung diễn kịch. Nghĩ đến đây, nàng cả người đều không tốt. Này cổ linh tinh quái bộ dáng lại chọc đến đường Tuấn Kiệt cười vài tiếng. Hai anh em xả vài câu đường Tuấn Sinh mới hỏi khởi tỉnh xuyên sườn núi bên kia tình huống. Đường Tuấn Kiệt nghe vậy, cao mày nhìn về phía đường Nhu, muốn nói lại thôi. Đường Tuấn Sinh một nhà nhìn hắn như vậy, cũng kỳ quái mà nhìn về phía đường Nhu. Đường Nhu ở mọi người nhìn chăm chú rủ xuống mắt, ông hài tử tay nắm thật chặt, hạ giọng nói, cha là lo lắng nha sai nói chuyện đó sao. Vì sự A. À. Đường Tuấn Sinh nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Đường Tuấn Kiệt than một tiếng, tay trái ở trên mặt bàn chụp một cái tác, mày càng nhăn càng sâu, đều mau ninh thành đoàn, rối rắm một hồi lâu mới nói, ta kia không phúc khí con rể là như thế nào không các ngươi hẳn là cũng nghe nói. Đường Tuấn Sinh hơi hơi gật đầu, biết, nha môn khẩu gián bố cáo ta nhìn, chết trận danh sách bên trong có hắn. Ô ô ô, đường nhu áp lực tiếng khóc vang lên, cô gái sợ hãi mà dính sát vào nàng. Đường ninh nhìn đến mẹ con hai người này đáng thương bộ dáng, trong lòng khó chịu, ý thức tiến vào hệ thống, ở bán ra thương phẩm mô khối bên trong nhìn một vòng, nguyên bản tưởng cấp hài tử mô khối không chớp mắt đường viên hống một hống, ai biết nàng liền mua sắm thực phẩm phụ phẩm tư cách đều không có, đừng nói đường viên, liền nước đường cũng chưa đến mua, không rảnh lo phun tàu hệ thống keo kiệt, nàng lập tức xem xét thiên nhiên thực vật. Nhìn một hồi lâu mới khẽ cắn môi mua hai lượng bạch thứ, thứ này lại tiểu lại ngọt, Hồng Diễm Diễm, nhìn liền ăn ngon, chính yếu tiện nghi, hệ thống chỉ thu nàng một văn tiền. Đương Đường Ninh đem mấy viên bạch thứ nhất vào cô gái trong tay thời điểm, tiểu nha đầu sợ ngây người, liền sợ hãi đều đã quên. Đường Nhu hai mắt đẫm lệ mông lung vọng qua đi, bị kia mấy mặt đỏ tươi đâm mắt, theo bản năng mà chống đẩy, như thế nào còn mang quả tử ra cửa, chạy nhanh chính mình lưu trữ ăn, cấp A Trung đỡ thèm cũng là tốt. Năm nay khô hạn, đừng nói quả dại, liền rau dại đều mau bị đại gia đào rỗng, đường ninh trong tay này mấy viên móng tay cái lớn nhỏ quả tử tuyệt đối coi như thứ tốt, nàng nhưng không mặc mũi muốn. Đường Tuấn Sinh lúc này cũng nhận ra bạch thứ, kinh hô, nha. Khuê nữ lợi hại a à. Thứ này là ngươi tìm được vẫn là lão nhị cái kia con khỉ quậy. Ta nếu là nhớ không lầm nói loại này quả dại được đến thôn 10 dặm ngoại giả đỉnh núi mới có đi. Cha! Đường Ninh kiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, nàng cha còn nhận được ngoạn ý nhi này. Đường Tuấn Sinh tức giận mà thở hổn hển nói, đừng tưởng rằng ngươi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ta liền không biết các ngươi làm những cái đó sự. Không cho các ngươi lên núi các ngươi liền hướng xa chạy, lão nhị hôm nay có phải hay không lại thượng chỗ nào chuyển. Bằng không như thế nào sẽ như vậy vãn trở về. Đường ninh giật mình, thấy đường chính một bộ hồ nghi bộ dáng, lập tức liều mạng gật đầu, nhận. Bị nghĩ lầm chạy xa tổng so với bị biết vào núi tới cường, ít nhất không cần đường trung không cần bị đánh. Một bên đường nhu nghe xong, càng thêm không chịu muốn này quả tử đường ninh nhất sẽ không loại người này tình lõi đời, trực tiếp vòng qua đường nhu, không nói hai lời liền đem bạch thứ nhất vào cô gái trong miệng, lúc này mới lẩm bẩm nói, đây là ta cấp tiểu cháu ngoại gái lễ gặp mặt, lại không phải cho ngươi. Nói đường ninh nhéo nhéo cô gái khuôn mặt, cười hì hì trêu đùa nói, hảo hảo ăn, tiểu gì bên này có rất nhiều, ăn xong rồi còn có. Thật vậy chăng? Đường chính đột nhiên tới như vậy một câu. Đại gia ánh mắt bỗng chốc bắn xuyên qua. Đường chính kéo kéo khóe miệng, không thể không giải thích nói, ta chính là muốn hỏi một chút nha đầu này nơi nào trích. Lời này nhưng thật ra không tật xấu, đáng tiếc đường ninh cũng không biết nơi nào trích, lập tức đem trong túi dư lại bạch thứ đều lấy ra tới, viết miệng nói, thấy tùy tiện thải, cũng không biết bây giờ còn có không có, đại ca nếu là thèm ăn liền phân ngươi một ít, dư lại đều cấp cô gái. Đường chính không thể hiểu được bị đeo cái thèm ăn mũ, thập phần vô ngữ, ta còn có thể nhớ thương ngươi như vậy điểm đồ vật. Bất quá là nghĩ này quả tử còn tính hiếm lạ, nếu là có thể lại thải một ít bán được chợ thường, nhiều ít cũng có thể đến mấy văn tiền, rốt cuộc hiện tại lương thực quý đến chúng ta đều mau mua không nổi, trong nhà tồn lương nhưng căng không được bao lâu. Chương 7 đường nhu tao ngộ Chương 7 đường nhu tao ngộ Đường chính bản thân vì tam phòng trưởng tử, đối trong nhà tình huống tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nói lên lương thực, đề tài lại vòng trở về kiếm tiền mặt trên. Trầm mặt một hồi lâu đường Tuấn Kiệt tiếp tục nói, ta con rể chết trận sau, triều đình cho một bút trợ cấp bạc, cụ thể nhiều ít chúng ta không rõ ràng lắm, bất quá tới rồi A Nhu bên này còn có năm lượng bạc, bởi vì này năm lượng bạc cùng phòng ở đồng ruộng, ta con rể những cái đó huynh đệ chính là buộc A Nhu tái giá. A Nhu vừa mới tan phu, hai đứa nhỏ lại như vậy tiểu, sao có thể ở ngay lúc này tái giá, nàng không đồng ý, chung gia bên kia liền sử thủ đoạn, đem người hướng đã chết bức, thậm chí còn bôi đen nàng thanh danh, nếu không phải cùng thôn mấy cái phụ nhân xem bất quá đi, học chợ thời điểm tìm không cùng ta thấu tiếng gió ta còn không biết nàng ở trung gia nhật tử như vậy gian nan nghe đến đó đường tuấn sinh khí đến lông mày đều dựng thẳng lên tới hung hăng chụp bàn đáng giận nhị ca chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói ngươi nếu là nói chúng ta huynh đệ mấy cái hơn nữa a à chính bọn họ định đem trung gia những người đó thu thập đến liền thí cũng không dám phóng đường du nghẹn ngào thế đường tuấn kiệt biện giải tam thúc là ta không cho cha ta cùng các ngươi nói gần nhất nếu là sự tình nháo lớn, ta còn ở chung gia, bọn nhỏ lại tiểu, các ngươi đi rồi, chúng ta nhật tử khẳng định càng không hảo quá. Thứ hai, các ngươi cũng vội, ta cũng không nghĩ lại cho. Các ngươi ngột ngạt. Nói cái gì? Đường Tuấn sinh khí đến râu đều phải nhếch lên tới, đáng tiếc hắn không râu, nói hắn lại trường hướng đường Tuấn Kiệt, quán trách nói, đại chất nữ không nói, ngươi cũng từ nàng làm bậy, bạch bạch làm người khi dễ đi. Đường Tuấn Kiệt lại là một tiếng thở dài, hữu khí vô lực mà nói, có thể làm sao bây giờ? A nhu cha mẹ chồng còn ở, một cái khiếu tự áp xuống tới, nàng có thể như thế nào phản kháng? Hơn nữa hai đứa nhỏ rốt cuộc là họ chung, chung gia chỉ cần lấy bọn họ áp chế A nhu, A nhu cũng không có biện pháp. Biết đối phương chỉ nghĩ muốn những cái đó gia tài sao, chúng ta hai cha con cộng lại một chút, dứt khoát đem kia bút trợ cấp bạc cho bọn hắn, làm trao đổi điều kiện, hai đứa nhỏ đều phải theo chúng ta đi. Nếu là tầm thường mùa màng, chung gia bên kia còn khả năng do dự một chút, nhưng hiện tại từng nhà cũng chưa gì lương thực, không có khả năng dưỡng này hai cái tiểu nhân, nếu là lưu lại hài tử, bọn họ quay đầu cấp bán, chúng ta nháo lên, trung gia bên kia cũng không hảo làm người. Cân nhắc lúc sau trung gia đáp ứng chúng ta mang đi hai đứa nhỏ, điều kiện là trợ cấp bạc cùng phòng ở đồng ruộng đều phải lưu lại, đại gia ký công văn, còn đi nha môn che lại dấu tay, sau này A Nhu Hòa hai đứa nhỏ cùng trung gia bên kia xem như hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Mọi người nghe vậy, trầm mặt, đoạn đều chặt đứt lúc này lại nháo cũng nháo không đứng dậy chỉ là khẩu khí này nghẹn thực sự ở lệnh người bực bội một lát sau đường tuấn sinh trưởng trường phun ra một mụn trọc khí nghẹn khuất mà nói thôi đại chất nữ cũng không cần quá khổ sở như vậy thân thích không cần cũng thế vừa lúc hai đứa nhỏ sửa họ đường nhị ca này phòng cũng không sợ nối nghiệp không người ta cũng chưa tưởng nhiều như vậy ngươi nhưng thật ra an bài đến rõ ràng đường tuấn kiệt có chút dở khóc dở cười nhìn đường nhu hòa bọn nhỏ liếc mắt một cái sâu kín nói hiện tại vấn đề không phải này đó, mà là phát trung việc này, nhà sai đi chung gia báo tan thời điểm, từng lắm miệng đề ra một câu, hình như là lúc này đánh bại chiến, chúng ta bên này cơ hồ toàn quân bị diệt, liên quan binh chủ soái cũng đã chết. Hiện tại biên quan bên kia loạn thật sự, người nào đều có, càng quan trọng là ta nghe được một ít tin tức, tự hồ triều đình lại muốn trưng binh, chúng ta nơi này ly biên quan gần nhất, binh dịch khẳng định là trốn không xong, nhà của chúng ta theo ta một cái, dù sao không tới phiên, nhưng nhà các ngươi có ba cái, A9 à, năm nay vừa lúc 15, nếu là triều đình công văn xuống dưới, các ngươi hai cha con cần thiết đi một cái. Không ngừng là nhà các ngươi, đại ca bên kia cũng muốn ra một cái, này binh dịch 89 phần 10 là có đi mà không có về, ta mấy ngày nay vì việc này đều mau cấp đầu bạc. Đường Tuấn Kiệt đã sớm tưởng cùng đường Tuấn Sinh nói chuyện này, nhưng lại không biết như thế nào đề, rốt cuộc tin tức còn không có xuống dưới, vạn nhất là giả chẳng phải là hại nhân gia lo lắng hải hùng một hồi, nếu là thật sự, việc này cũng trốn không xong, không duyên cớ chọc người sốt ruột thương tâm. Đường Tuấn cha ruột tử hai bởi vì lời này bạc trắng mặt, thật lâu không nói gì, nhưng thật ra đường Ninh còn tính trấn định, cùng đường Nhu hỏi, đại đường tỷ những cái đó nha sai còn nói khác. Đường Nhu thành thật lắc đầu, lúc ấy ta đại chịu đã kích, toàn bộ đầu óc đều là chỗ trống, khi lời nói cũng là vì đối phương an ủi ta, ta mới ghi tạc trong lòng, xong việc càng nghĩ càng không thích hợp, liền cùng cha ta nói. Đường Tuấn Kiệt ưu sầu mà chậm rãi nói, A Nhu vừa nói, Ta liền vội vội vàng vàng đi hỏi thăm, ta là đánh xe, kéo người nhiều, một ít tiểu đạo tin tức cũng nhiều, ra binh dịch việc này, ta còn nghe được mặt khác tin tức, nói là triều đình trừ bỏ trưng binh, còn muốn chinh lương cùng chinh thiết. Cái gì? Lúc này liền Đường Ninh đều không bình tĩnh, lớn lên miệng kinh hô, triều đình đây là nghèo điên rồi sao? Thượng nửa năm lương thực đều bị thu quát sạch sẽ, 6 tháng cuối năm thu hoạch lại không tốt, chúng ta thượng chỗ nào cấp lương thực? Còn có cái này chinh thiết lại là cái thứ gì? Đừng trách nàng không kiến thức, trước kia lịch sử đi học không tốt, xem tiểu thuyết cũng không thấy quá chinh thuế còn chinh thiết, nàng hiện tại thật là đầu óc trống rỗng. Đường Tuấn Kiệt nhưng thật ra sắc mặt như thường, nói: "Ngươi cái tiểu nha đầu không biết cũng là bình thường, triều đình thông thường là chỉ trưng thu lương thực, chinh thiết chính là mỗi nhà mỗi hộ ra mấy cân thiết, cái này thiết có thể là giao phay, cũng có thể là nồi to, hoặc là mặt khác làm bằng sắt nông cụ, chinh thiết việc này không nhiều lắm thấy, ta lớn như vậy cũng liền gặp gỡ một hồi." Đường Tuấn Sinh lúc này đã hoãn lại đây, chỉ là nói chuyện thanh âm nghe tới có chút run rẩy, đều tới rồi chinh thiết này nông nổi, chúng ta bên này cũng không biết còn có thể hay không giữ được. Lại nói, hiện tại từng nhà có thể có vài món thiết khí. Khi nhưng đều là ăn cơm mạng sống gia hỏa sự, đều cấp trưng thu muốn đại gia như thế nào sống. Bảy thước con người rắn rỏi lúc này cũng nhịn không được rơi xuống nóng bỏng nước mắt, ông cụ non đường chính đều bị sợ tới mức không có chủ ý. Đường ninh nữa cái thân mình đều bổ nhào vào trên mặt bàn, mắt trông mong mà nhìn đường tuấn kiệt nhị bá hiện tại chúng ta làm sao bây giờ à cha ta cùng ta đại ca khẳng định không thể đi phát trung bọn họ lấy cái răng cưa tiểu đao còn hành làm cho bọn họ ra trận giết địch chính là đi toi mạng nói nữa ta nương cực cực khổ khổ trên mặt đất không biết ngày đêm làm việc cũng đến không bao nhiêu lương thực năm nay mùa đông còn không biết như thế nào quá nếu là lương thực đều bị trưng thu đi rồi chúng ta một nhà phải đi uống gió tây bắc nha đầu ngươi đừng nói nữa đường tuấn kiệt bất đắc dĩ mà triều đường ninh để cái ánh mắt đường ninh lúc này mới phát hiện đường tuấn sinh đã sắp sầu ngất đi rồi nàng sợ tới mức chạy nhanh qua đi đem người chống đỡ vắt hết óc an ủi nói cha trời không tuyệt đường người thật sự quá không nổi nữa chúng ta cùng lắm thì chạy thoát chính là dù sao thủ nơi này sớm hay muộn cũng là đói chết có lẽ bởi vì nàng không phải sinh trưởng ở địa phương người đối căn không có gì chấp niệm hiện tại một tráng chính là nghĩ như thế nào né tránh này đó loạn sự trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng liền nói như thế nào. Chương 8 chạy trốn ý niệm. Chương 8 chạy trốn ý niệm. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều sợ ngây người, ở bọn họ ăn sâu bén rễ tư tưởng trừ phi thật sống không nổi nữa, bằng không tuyệt đối sẽ không rời đi sinh dưỡng bọn họ thổ địa, có người càng là thà chết đều không muốn rời đi. Đường ninh loại này ý tưởng nói là đại nghịch bất đạo đều không quá. Đường chính dẫn đầu mở miệng, bạch một khuôn mặt run run rẫy rẫy nói, tiểu muội ngươi làm sao dám như vậy tưởng cẩn thận nghe còn có thể phát hiện hắn trong thanh âm mang theo vài tia run rẩy cùng mờ mịt tuyệt vọng đường ninh nhưng thật ra một bộ đương nhiên bộ dáng một bên dựa gần đường tuấn sinh một bên đem chân đạp lên ghế hoành côn thượng mượn lực tùy tiện không câu nệ tiểu tiết có cái gì không dám ở mạng sống trước mặt mặt khác sự tình đều đến sang bên trạm nói nữa hiện tại trốn lại không phải chỉ có nhà của chúng ta nghe a trung nói trong thôn có mấy hộ gia cảnh giàu có đều bán phòng ở cùng đồng ruộng dọn đi xa phương thân thích bên kia nghe nói hướng phủ thành bên kia đi xa hơn nói là muốn dọn đi cam châu đường ninh đem gần nhất nghe tới tiểu đạo tin tức cùng đại gia chia sẻ đường chính vẻ mặt khiếp sợ những người đó gia không phải đi thăm người thân sao đường ninh một lời khó nói hết mà nhìn nàng lúc này mà khôn khéo đến quá mức khi thì lại ngay thẳng đến đáng yêu đại ca nhưng gia liền như vậy vừa nói ngươi thật đúng là tin ngươi gặp qua thăm người thân vừa đi hơn phân nửa tháng không trở lại. Nhà ai thân thích như vậy nhiệt tình hiếu khách. Tai năm nhà ai không phải lặt khẩn lưng quần sinh hoạt, nấu cơm hận không thể dựng gạo hạ nồi, nào có dư thừa lương thực đi chiêu đãi tới cửa thân thích. Đường chính đầu tiên là giật mình, mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chính là sắc mặt càng thêm khó coi. Ta đã nhiều ngày vẫn luôn ở nhà, nhưng thật ra không nghe đến mấy cái này tiếng gió, bất quá tháng trước trấn trưởng đại nhi tử nhưng thật ra thật sự dìu già dắt trẻ ra thôn đường tuấn kiệt vuốt trầm trầm tư giống hắn loại này kiếm khách giống nhau miệng kín mít nếu là khách nhân không nói hắn cũng sẽ không chủ động hỏi thăm như vậy ngồi hắn xe lừa nhân tài nhiều cũng bởi vì như vậy hắn cũng chưa cẩn thận cân nhắc trấn trưởng đại nhi tử một nhà rời đi nguyên do hiện tại xem ra bọn họ thật đúng là chạy đường tuấn sinh vô lực mà nói liền trấn trưởng gia đều nghĩ đến biện pháp trộn dọn đi có thể thấy được nơi này là thật sự không thể đãi cha chúng ta đây đâu chúng ta cũng muốn trốn sao. Đường chính sống đến lớn như vậy, lần đầu tiên như vậy bàn hoàng bất lực. Đừng nói hắn, ngay cả đường tuấn sinh chính mình cũng chưa chủ ý. Trốn lại có thể trốn hướng nơi nào. Chúng ta một nhà căn đều ở chỗ này, trụ đến xa nhất thân thích chính là ngươi tiểu thúc một nhà. Đường tuấn sinh là thật sự sầu đầu bạc. Đường tuấn kiệt cũng trầm mặt, trong phòng ngẫu nhiên có đường nhu nức nở thanh âm, lệnh không khí càng thêm nặng nề áp lực hảo sau một lúc lâu đường ninh mới lại lần nữa mở miệng cha chúng ta vẫn là đi thôi rời đi nơi này còn có mạng sống cơ hội hiện tại không đi chờ triều đình công văn xuống dưới liền hoàn toàn đi không được đừng tuấn sinh trong lòng loạn thực tả hữu lắc lư vô pháp hạ định quyết định nếu mày nói cha không phải thật sự không nghĩ đi nhưng cho dù công văn không xuống dưới chúng ta cũng không phải nói đi là có thể đi rời đi nơi này là phải có lộ dẫn không có thích hợp lý do nha môn là sẽ không cho chúng ta lộ dẫn nói nữa chúng ta liền tính tìm được thích hợp lý do cũng muốn có cái nơi đi, bên ngoài tình huống như thế nào. Chúng ta cũng không biết, hướng chỗ nào đi a à. Đường Tuấn Sinh gấp đến độ dậm dậm chân, liền như vậy một lát sau, đường ninh rõ ràng nhận thấy được hắn bối công, cả người thoạt nhìn tiều tụy lại tan thương, tâm mạch danh đau xót. Tuy rằng nàng không đem đường gia trở thành chính mình gia, đối nơi này càng là không có gì lòng trung thành, bất quá không thể phủ nhận chính là đường gia những người này đối nàng là thật sự hảo, loại này thân tình là nàng trước kia chưa bao giờ thể hội, đây cũng là vì cái gì nàng tuy rằng một bên đau mắng hệ thống đem nàng lộng tới loại này địa phương quỷ quái lại không chấp nhất muốn hệ thống đem nàng đưa trở về. Hiện tại tình huống này, nàng liền càng thêm không thể đi, mặc dù phải đi, cũng muốn trước giúp đường gia vượt qua lần này nguy cơ, chờ đường gia người ổn định xuống dưới, nàng lại hảo hảo cân nhắc chuyện này. Hạ quyết tâm sau, đường ninh cả người tinh thần trạng thái rõ ràng không giống nhau, nhìn này một phòng người suy suốt bộ dáng, nàng nói, cha, lộ dẫn việc này bởi vì vẫn là có thể thao tác, các ngươi bên này không thể lộng, đại bá cùng tiểu thúc kia đầu hẳn là có biện pháp, bọn họ một cái ở tiệm vải đương phòng thu chi, một cái ở tử lầu đương tiểu nhị, người mặt quản, kiến thức nhiều, chắc chắn có chủ ý. Đến nỗi nơi đi nhị bá cùng cha cùng đại bá cùng tiểu thúc thương lượng một chút, nhìn xem bên ngoài nơi nào tương đối an ổn, chúng ta liền hướng bên kia đi. Đường Tuấn Sinh hiển nhiên bị đường ninh lời này thuyết phục tâm tư, bất quá hắn còn có mặt khác băng khoăn, vẫn chưa trực tiếp đồng ý. Nhưng thật ra đường đang có chút sốt ruột, không thể lại ngẫm lại biện pháp khác sao. Thật muốn rời đi sao? Tiểu muội ngươi liền chẳng lẽ một chút cũng sẽ không luyến tiếc sao? Lúc này đường ninh nhưng thật ra trả lời rất kiên quyết, ta chỉ luyến tiếc các ngươi, mặt khác còn hảo, chỉ cần cùng cha mẹ đại ca tiểu đệ ở bên nhau, đi chỗ nào ta cũng chưa ý kiến. Đường chính ngơ ngẩn, tự hồ bị đường ninh cấp đánh thức, nôn nóng bất an tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, theo bản năng mà nhìn về phía đường tuấn sinh đường tuấn sinh nhìn trưởng tử bộ dáng này liền biết hắn bị thuyết phục trầm ngâm nói ra xa nhà không giống các ngươi tưởng đơn giản như vậy đầu tiên này lộ dẫn một quan liền không dễ làm liền tính làm tốt lộ dẫn núi cao sông dài trên đường phỉ khấu cũng là một đại tai họa ngầm còn có lương khô lộ phí nhà của chúng ta đã không có gì tiền đi không được nhiều xa chờ lương khô ăn xong lộ phí dùng hết tới rồi trời xa đất lại địa phương chúng ta phải làm sao bây giờ vạn nhất trên đường lại có cái đau đầu nhức óc. Bọn họ tuổi cũng không nhỏ, cho dù chết cũng tình nguyện chết ở quen thuộc địa phương, nếu là chết tha hương, hắn khẳng định sẽ chết không nhắm mắt. Đường bản chính tới đã lấy hết can đảm, bị đường tuấn sinh lời này nói được lại dao động, nếu là ra xa nhà có nhiều như vậy nguy hiểm, kia còn không bằng không đi. Đường ninh nghe được mày đều nắm đi lên, cha, đại ca, chúng ta tình cảnh hiện tại gian nan, bên này khẳng định là đãi không được, rời đi còn có thể bắt một phen, thắng chúng ta cả nhà còn ở một khối liền tính thật gặp gỡ cha nói mấy vấn đề này chúng ta cũng không phải không có cách nào đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được chúng ta không thể ngồi chờ chết a à. hảo một cái tùy cơ ứng biến ngồi chờ chết không nghĩ tới ngươi nha đầu này còn tuổi nhỏ nhưng thật ra hiểu được không ít so với chúng ta này đó nửa thanh thân mình xuống mồ còn có quyết đoán đáng tiếc không phải nam tử bằng không chúng ta đường gia còn có thể càng tiến thêm một bước vẫn luôn không hé răng đường tuấn kiệt cảm thán một câu Đường Ninh khóe miệng không tự giác mà trừ trừ, vô ngữ nói, nhị bá, hiện tại cũng không phải là cảm khái thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp, nghĩ cách. Nàng mãn đầu óc đều là như thế nào chạy đi, một đôi mắt sách thẳng chuyển. Còn đừng nói, nhìn nàng này nhiệt tình mười phần không nhận mệnh bộ dáng, đại gia rõ ràng muốn so vừa mới tinh thần một ít. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đường Tuấn Kiệt đánh nhịp nói, hảo, liền tính phải đi cũng không phải một sớm một chiều có thể làm thành, trời chiều rồi, các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ tạm, có chuyện gì ngày mai lại nói mặt khác lão tam ngươi ngày mai đi làm sống thời điểm nhìn xem có thể hay không bớt thời giờ đi tiệm vải cùng lão đại nói một tiếng lão nhị bên kia phỏng chừng đến lão đại đi thông tri chương 9 đêm dài từ từ chương 9 đêm dài từ từ bọn họ này địa giới ít người một cái thị trấn tổng cộng liền như vậy một chút người nói là thị trấn kỳ thật cùng thôn không sai biệt lắm lại nghèo lại hoang vắng to như vậy thị trấn cũng liền như vậy hai ba con phố náo nhiệt Học chợ liền ở kia một mảnh, đường gia lão đại đường tuấn ở bên kia tiệm vải đương phòng thu chi, tìm hắn vẫn là tương đối mau. Trừ bỏ gần nhất chợ náo nhiệt một ít, lại xa chính là huyện thành, đi huyện thành đến ngồi xe lừa hoặc là xe la, qua lại một chuyến ban ngày thời gian liền không có, đường gia lão tứ đường tuấn nghị liền ở huyện thành tửu lầu đương tiểu nhị, dĩ vãng đều là đường lão nhị vội vàng xe lừa tiễn khách đến bên kia rảnh rỗi mới thấy đường lão tứ một mặt, hiện tại trong nhà loại tình huống này, đường lão nhị đi không khai tìm đường lão tứ chỉ có thể làm đường lão đại đi làm. Trên đường trở về, đường Tuấn Sinh cùng đường chính một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, đi đường đều là cúi đầu, may mắn bọn họ nơi này lộ còn tính sang bằng, bằng không đến đi đến mương đi. Đường Ninh nhìn bọn họ uể oải yếu xìu bộ dáng, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, đi theo bọn họ phía sau yên lặng mà vào gia môn. Giang thị lúc này còn chưa ngủ, nghe được động tĩnh lập tức mở cửa, cao mày hỏi, như thế nào đi lâu như vậy? đường tuấn sinh lắc đầu thanh âm trầm thấp lại khàn khàn trễ chút lại nói nói xong đường tuấn sinh quay đầu lại thấy hai đứa nhỏ đều từng người vào phòng lúc này mới đóng lại cửa phòng giang thị xem hắn như vậy liền biết tỉnh xuyên sườn núi bên kia sống thất bại thế hắn cởi áo ôm thanh khuyên nhủ tỉnh xuyên sườn núi kia đầu sống không làm cũng không có việc gì khẳng định còn có khác nhân gia có sống thủ nghệ của người đại gia vẫn là tán thành không được chúng ta lại thiếu thu điểm chắc chắn có người chính mình đi tìm tới Ta lo lắng không phải việc này, mà là Đường Tuấn Sinh há miệng thở dốc, đối thượng Giang thị cặp kia dò hỏi hai tròng mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói như thế nào, thở ngắn than dài một lát, mới đưa Đường lão nhị nói sự tình nói cho Giang thị. Giang thị nếu không phải lúc này đã ngồi ở ván giường thượng, chỉ sợ là sẽ lập tức té xỉu trên mặt đất, áp lực thanh âm hỏng mất khóc lớn, tại sao lại như vậy a? À? Đây là muốn chúng ta cửa nát nhà tang a. À? Muốn bức tử chúng ta một nhà a. À? đường tuấn sinh sợ tới mức ôm chặt lấy giang thị khuyên dỗ nói sự tình còn chưa tới cái kia nông nổi ngươi đến bình tĩnh lại thật sự không được cùng lắm thì chúng ta chạy thoát chính là giang thị tiếng khóc cứng lại sửng sốt một chút lắc đầu nói có thể trốn hướng nơi nào nhà của chúng ta đều nghèo thành như vậy liền lộ phí đều gom không đủ trên đường còn nguy hiểm thật mạnh không có lộ dẫn chúng ta nào cũng không thể đi nào cũng đi không được nói giang thị càng thêm tuyệt vọng đường tuấn sinh ôm hắn nhất thời không nói gì giang thị lo lắng cũng là hắn vô pháp giải quyết nang đề chính hắn trong lòng cũng chưa đế lại như thế nào khuyên giải giang thị này một đêm phu thê hai người ôm làm một đoàn trận tròn mắt đến hừng đông phản phất nhận mệnh ngồi chờ hình phạt giống nhau ngủ ở cách vách đường ninh căn bản không biết nhà mình cha mẹ đã sầu thành như vậy thoải mái dễ chịu mà ngủ đến tự nhiên tỉnh đẩy ra cửa phòng chỉ thấy đường trung một người đang ở trong viện cầm một cây gậy vui đùa không hề kết cấu chiêu thức mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, cùng đường trung hỏi, cha mẹ cùng đại ca đều ra cửa. Đường trung đầu đều không trở về mà đáp, sớm đi rồi, trong nồi cho ngươi nhiệt thức ăn, chờ ngươi ăn xong ta cũng muốn ra cửa. Đường ninh bước chân một đốn, kinh ngạc nhìn về phía hắn, đi đâu? Ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói, chúng ta ở trên núi phát hiện một viên hồ đào cùng mấy cây cây táo, mặt trên quả tử đều mau chín, đại gia nói tốt mấy ngày nay luôn qua bên kia thủ, chờ quả tử một thục lập tức hái xuống, Đỡ phải để cho người khác nhanh chân đến trước Nói đường trung ném trên tay gậy gộc Làm bộ liền phải ra bên ngoài hướng Đường ninh chạy nhanh nhéo hắn cổ áo Đem người hướng viện môn kéo hai bước Ngươi đợi chút ta cùng ngươi lên núi Hảo A Đường trung trả lời xong mới ý thức được đường ninh nói gì đó Cả người liền cùng thấy quỷ dường như nhảy dựng lên tỷ. Ngươi nghĩ thông suốt Không khó chịu Đường ninh triều hắn mắt trợn trắng Ta vốn dĩ liền không khó chịu Được rồi đừng nhiều lời trong chốc lát mang ta vào núi, vẫn là lão quy cũ, ta sọc tử cho các ngươi thông khí, các ngươi mân mê nhìn xem có hay không thứ tốt, càng nhiều càng tốt. Ở đường ninh trong trí nhớ, đôi tỷ đệ này hai thường xuyên cổng cha mẹ cùng trong thôn gia tiểu tử vào núi, mỗi lần đều có thể lộng tới một ít thứ tốt tìm đồ ăn ngon, bằng không liền nhà bọn họ này thức ăn, tỷ đệ hai cũng vô pháp có hiện tại này trước mặt thấy qua đi thể trạng. Hảo thuyết Đường Trung Triều đường ninh lộ ra một ngụm không tính bạch nha, xem đến đường ninh thẳng nhíu mày, lúc này nhà nghèo không chú ý nhiều như vậy, hơn nữa bọn họ nơi này thiếu thủy, đại bộ phận người cả đời cũng chưa quét qua nha, chính là buổi sáng lên uống một gáo thủy xong việc, hàm răng tất cả đều hoàng đến không ra gì. Đường Trung bây giờ còn nhỏ, hàm răng hoàng không có đại nhân như vậy rõ ràng, nếu là lại quá mấy năm, chỉ sợ tưởng bạch trở về đều khó khăn. Nghĩ đến đây, đường ninh hoảng sợ mà che lại chính mình hàm răng, chạy đến. Nhà bếp đối với lưu nước thủy cẩn thận chiếu, xác định chính mình hàm răng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng sau nàng mới nhẹ nhàng thở ra, đem trong nồi đã hóa khai không biết là mặt ngực đát vẫn là hồ dáng thủy đồ vật cấp ăn. Cao mày, nàng nhanh nhẹn mà đem chén đổ thu thập hảo, bối thượng cái sọc, thuận tiện đem trong nhà đốn củi đao mang lên, đi theo đường trung bay nhanh mà hướng phía sau trên sườn núi chạy. Từ nhà bọn họ vào núi, muốn trước thượng mặt sau cao sườn núi, dọc theo cao sườn núi thượng đường đất cuốn lượng phía trên, hạ cao sườn núi còn phải đi một đoạn đường, xuyên qua một ít nhân gia, thẳng đến dân cư càng ngày càng ít mới đến chân núi. Bọn họ này địa giới không chỉ có người ăn đồ vật thiếu, giả thú cũng giống nhau, hiện tại là đầu thu, giả thú cũng muốn bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông trương lương, trong núi cũng không an toàn, trước kia liền xuất hiện vài khởi thôn dân vào núi bị giả thú cắn thương hoặc là cắn chết sự kiện, dần già, bọn họ nơi này người đều sẽ không dễ dàng hướng núi sâu đi, trừ phi thật sự sống không nổi. Bất quá cái loại này tình huống cũng muốn mấy chục cái tráng háng kết bạn đi vào thử thời vận, không có khả năng một hai người đơn độc hành động. Hiện tại là năm mất mùa, sơn bên ngoài phỏng chừng đã bị thôn dân thu quát vài biến, chỉ sợ liền rau dại đều khó tìm, đường trung bọn họ có thể tìm được hồ đào cùng quả táo khẳng định là hướng núi sâu chạy, cũng không biết là chạy rất xa, đường ninh biết núi sâu nguy hiểm thật mạnh, chính là không rõ ràng lắm này đốn củi đao đỉnh không được việc, vạn nhất đụng tới nguy hiểm bọn họ có thể hay không thoát được. Dọc theo đường đi đường Ninh vẫn luôn buồn không hé răng mà lên đường, nhưng thật ra làm đi ở đằng trước đường Trung Kỳ Quái không thôi, tỷ, trước kia loại chuyện này ngươi đều sẽ đuổi theo ta hỏi cái đế hướng lên trời, hôm nay thấy thế nào ngươi một chút đều không hiếu kỳ dường như. Đường Ninh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, mặt vô biểu tình nói, hiện tại đều ở trên đường, hỏi như vậy nhiều làm gì, liền tính các ngươi tìm được địa phương rất nguy hiểm, chỉ bằng này hồ đào cùng quả táo, chúng ta hôm nay cũng cần thiết qua đi. Giống như rất có đạo lý bộ dáng đường trung sờ sờ cái ót tổng cảm thấy nơi nào quái quái, lại tưởng không rõ, đành phải lắc lắc đầu không thèm nghĩ. Chương 10 đơn độc hành động Chương 10 đơn độc hành động Tỷ đệ hai tới rồi chân núi, đường ninh phát hiện nơi đó đã có một đám người chờ, chờ bọn họ đến gần, cầm đầu cái kia người cao to triều bọn họ hai cái vẫy tay, lôi kéo đường trung nhỏ giọng thương lượng nói, ta liền biết ngươi sẽ đem ngươi tỷ mang ra tới, cho nên ta cũng đem ta muội muội mang đến, cậu đảng mang theo hắn đường ca A quý, thiết đầu ai cũng không mang, hiện tại chúng ta có 7 người, 5 cái nam, hai cái nữ, vừa lúc phân tam tổ. Luân vào núi thủ, những người khác liền ở phụ cận tìm đồ vật, lão quy cũ, mặc kệ tìm được cái gì, đại gia chia đều. Đường ninh thính lực không tồi, đem người cao to nói nghe xong cái toàn, ở trong trí nhớ cẩn thận tìm tòi, biết người này chính là kẻ lỗ mãn, những người khác đều là đường trung tiểu đồng bọn, này nhóm người bên trong, nàng duy nhất có thể nói được với lời nói chính là kẻ lỗ mãn muội muội tiểu táo bất quá tiểu táo ngày thường muốn ở trong nhà làm sống ra cửa số lần không nhiều lắm hai người tuy rằng nói chuyện được tiếp xúc lại không nhiều lắm gần nhất một lần vẫn là cây trồng vụ hè lúc ấy đại gia đi ngoài ruộng hỗ trợ gặp gỡ chào hỏi nghĩ đến đây đường ninh không khỏi trừ trừ khóe miệng tiểu táo đã tự quen thuộc mà cọ đến bên người nàng hưng phấn mà bắt lấy tay nàng a à ninh trong chốc lát chúng ta một tổ được không ta ca ghét bỏ ta nói ta liền sẽ liên lụy hắn khi hắn vì cái gì còn muốn mang ngươi lại đây đường ninh nhìn kẻ lỗ mãn liếc mắt một cái tiểu táo ủy khuất mà biểu môi lẩm bẩm nói bởi vì ta cũng tưởng trích ta ca nói ta tới bên này liền phải hỗ trợ nhặt đồ vật bằng không không bao giờ mang ta đường ninh thấy tiểu táo so nàng còn muốn lùng một ít trong chốc lát đi lại là núi sâu có chút lo lắng vốn định khuyên một khuyên dư quan thoáng nhìn tiểu táo một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng hơn nữa đường lão nhị nói những cái đó sự tình khuyên người nói không biết như thế nào liền nói không ra khẩu. Loại này liền ăn cơm đều khả năng ăn không được, tùy thời khả năng đói chết thời điểm, có thể tìm được ăn đối đại gia tới nói chính là thiên đại sự, nàng đều nghĩ đi mạo hiểm, lại có cái gì tư cách ngăn cản người khác, hơn nữa nói nhiều nhân gia không chừng còn tưởng rằng nàng tưởng độc chiếm đâu. Nghĩ kỹ sau đường ninh không cần phải nhiều lời nữa, mà là hỏi tiểu táo có hay không mang cái gì phòng thân đồ vật. Tiểu táo kích động mà từ trong sọp lấy ra một phen đốn củi đao, cười hì hì nói, cái này thế nào đường ninh hảo gia hỏa nguyên lai like mọi người đều là một cái ý nghĩ nàng cười mỉa không lên tiếng nữa khi đầu đường trung mấy cái rốt cuộc thương lượng hảo phân tổ sự tình đường trung không yên tâm đường ninh tỷ đệ hai nhất định phải ở bên nhau vừa lúc tiểu táo muốn cùng đường ninh một tổ ba người tiến đến một khối cẩu đảng a quý là đường huynh đệ cần thiết tách ra cuối cùng thiết đầu cùng cẩu đảng một tổ kẻ lỗ mãn cùng a quý cùng nhau bởi vì là ngày đầu tiên từ kẻ lỗ mãn cùng A Quý đi trước thủ thụ, những người khác liền ở kia phụ cận tìm ăn, đại gia cho nhau chiếu ứng. Vào núi thời điểm, Đường Ninh vẫn luôn tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, trong lòng khẩn trương, trên mặt không hiện. Tây Bắc bên này Sơn cùng phương Nam Sơn sai biệt không phải nhỏ tí tẹo, xuyên qua trước nàng ở tại Đông Nam vùng Duyên Hải, bên kia Sơn Sơn thế bằng phẳng độ cao so với mặt biển thấp, bốn mùa thường thanh, thích hợp đạp thanh du ngoạn, mà bên này núi cao tủng đẩu tiểu, liên miên không dứt, bốn mùa rõ ràng, ở chân núi là có thể cảm nhận được thu hiu quạng, vừa mới bước vào núi rừng, ánh sáng đã bị dày đặc đỉnh bạc cây bạch dương cây bách che đậy, tầm mắt tối sầm rất nhiều. Xuyên qua này phiến rừng cây, càng đi trên núi đi, bốn phía thảm thực vật càng ngày càng phong phú, bắt đầu xuất hiện một ít không biết tên quả dại, đáng tiếc chỉ cần là có điểm thấy hồng đều bị cướp đoạt đi rồi, một cây xanh đậm, làm người thở dài. Tiểu táo thấy đường ninh nhìn chầm chầm vào kia vài cọng quả dại tử, liền lôi kéo nàng quần áo dời đi nàng tầm mắt, đừng nhìn, xem cũng ăn không đến mọi người đều nhìn chằm chằm đâu nàng như vậy vừa nói đường ninh mới lưu ý đến này phụ cận còn có rất nhiều người đã tới dấu vết đừng hỏi nàng làm sao thấy được tục ngữ nói trên đời này vốn không có lộ đi người nhiều liền có đường này phụ cận trừ bỏ bọn họ đi này sơn đạo còn có rất nhiều tiểu đạo hiển nhiên là bị người đạp ra tới đã thành chân chính đường núi loại địa phương này cho dù có cái gì thứ tốt cũng không tới phiên bọn họ mấy cái hài tử Đường Ninh nhận mệnh mà tiếp tục đi theo đại bộ đội đi phía trước đi, càng đi trên núi đi, bốn phía tiểu đạo càng ngày càng ít, thẳng đến mặt sau liền dư lại bọn họ đi này một cái, Đường Ninh còn tưởng rằng bọn họ sẽ như vậy vẫn luôn đi phía trước đi, kết quả đi đến nửa đường kẻ lỗ mãn liền mang theo đại gia quải tông, từ một cục đá lớn liền vòng đi xuống, nhảy vào một cái tiểu mương bên trong, lại bò lên trên tiểu mương lệnh một bên. Kế tiếp lộ đều là mấy cái nam cầm nhánh cây khai ra tới, bọn họ ở phía trước gõ gõ đánh đánh đường an hòa tiểu táo liền ở phía sau gắt gao đi theo, thuận tiện lại quét qua có hay không cái gì thứ tốt. Còn đừng nói, thật làm đường ninh phát hiện một con thỏ hoang thân ảnh, đáng tiếc thỏ hoang loại đồ vật này chạy lên chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, muốn trả ngoạn ý nhi này cũng không phải là sự tình đơn giản. Nàng thở dài, tiếp tục đi theo mọi người đi phía trước đi, dọc theo đường đi cũng không có cái gì tươi tốt lùng cây, phần lớn là thổ ngật đáp cùng lung tung rối loạn cục đá, lộ bất bình, bọn họ như vậy gõ cũng là tưởng đuổi đi một ít dấu ở cục đá phía dưới xà trùng chuột kiến, đi đến trong sơn cốc thời điểm, đường ninh còn phát hiện hai sườn trên sườn núi trường rất nhiều cây tùng, mặt trên kết không ít tùng quả, bất quá phần lớn vẫn là xanh đậm sắc, không đến ngắt lấy thời điểm. Nàng chỉ có thể tiếc núi mà thu hồi tầm mắt, đi theo này nhóm người rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc ở lật qua một cái sườn núi nhỏ sau thấy được cái gọi là hồ đào cùng quả táo thụ. Này mấy cây liền lớn lên ở cùng nhau, một cây hồ đào, bảy tám cây quả táo thụ, bởi vì không ai phát hiện, phía trên có chút thuộc thấu quả tử cũng không ai trích, bất quá bởi vì ở trên cùng, bọn họ muốn thải cũng không phải đơn giản như vậy, phỏng chừng là nguyên nhân này ngày hôm qua đường trung mới không mang đồ vật trở về. Mấy cái hài tử bị trước mắt cảnh sát kích thích đến, tất cả đều oa oa kêu, không cần kẻ lỗ mãn an bài việc liền biết nên làm cái gì, leo cây leo cây, tìm trường nhánh cây tìm trường nhánh cây, tiểu táo đã bắt đầu trên mặt đất lay, hận không thể đem những cái đó tiểu khe hở đều cấp phiên một lần, chỉ cần tìm được một viên dưa vẹo táo nứt nàng đều có thể hưng phấn mà lại kêu lại nhảy. Đường ninh nguyên bản cũng tưởng cùng nàng cùng nhau tìm, nhưng nhìn tiểu táo nhặt những cái đó táo, không phải bị điểu ăn qua chính là đã lạng một nửa, loại này tỷ lệ chỉ sợ hệ thống đều không thu, nàng muốn cũng vô dụng, dứt khoát không cùng tiểu táo đoạt, ở phụ cận chuyển động chuyển động. Đi thời điểm nàng cũng không quên cùng đường trung lên tiếng kêu gọi, đem đốn củi đao lấy ra tới, một tay đốn củi đao, một tay trường công tử, cho chính mình bỏ thêm đem kính nhi, hùng hổ mà hướng nơi xa đi. Chỉ đi rồi trong chốc lát nàng liền túng, đặc biệt là lật qua bên cạnh triền núi lại đi xuống liền nhìn không tới đường trung bọn họ, nàng đến chạy nhanh trở về triệt, không nghĩ tới hạ sườn núi thời điểm bởi vì đi được cấp, bị bên cạnh cây tùng. Cành khô câu lấy tóc, nhẹ nhàng dãy dụa hai hạ không dãy dụa ra tới, dưới sự tức giận, nàng buông gậy gộc thượng thủ túng, kết quả một bàn tay không có thể bẻ gãy nhánh cây. Tức giận đến nàng túng nhánh cây hướng trên thân cây hung hăng đạp hai hạ, thuận tiện phát tiết trong khoảng thời gian này trong lòng buồn bực. Bùm bùm, trên cây rớt xuống một đống lung tung rối loạn đồ vật. Chương 11 thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 11 thu hoạch ngoài ý muốn. Đường đinh theo bản năng mà che đầu bảo hộ, phát hiện một bàn tay bắt lấy nhánh cây, một bàn tay sách theo đống củi đao, căn bản không động đậy, không chờ nàng phản ứng lại đây, hệ thống đột nhiên ra tiếng, ký chủ hay không bán ra sóc một con. Sóc? Thứ gì? Nàng khi nào bắt được sóc? Này ý niệm chợt lóe mà qua, đường ninh không cần suy nghĩ phải trả lời, muốn. Đinh một tiếng, hệ thống bá báo, thu được tinh phẩm sống sót một con, trùng dương hai nữa. Đường ninh lập tức hướng góc trên bên phải xem, phát hiện ngạch trống từ 14 văn biến thành 90 văn, nói cách khác này chỉ nàng liền thấy cũng chưa gặp qua sóc cho nàng tránh 76 văn, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc này động tĩnh đã ngừng, đường ninh thấy chính mình không có bị thương, nhẹ nhàng thở ra, khẽ cắn môi, huy khởi đốn củi đao đem cuốn lấy nàng không bỏ kia căng nhánh cây cấp chém chờ nàng khôi phục tự do mới chạy nhanh chạy ra cây tùng vòng cùng hệ thống quản gia hỏi vừa mới kia sóc là chuyện như thế nào ta liền sóc bóng dáng cũng chưa nhìn thấy như thế nào liền bán ra vẫn là tinh phẩm việc này liền cùng bầu trời rất bánh có nhân dường như tuy rằng đối nàng có lợi nhưng không biết rõ ràng nói nàng này trong lòng không đế hệ thống nhưng thật ra rất sảng khoái trực tiếp giúp nàng giải thích nghi hoặc Ký chủ vừa mới đá cây tùng trên cây sóc vừa lúc rơi vào ngươi trong sọp cũng coi như ngươi đạt được hệ thống chủ động dò hỏi là bởi vì ký chủ trong lòng vẫn luôn nghĩ bán hóa nếu ký chủ không có bán hóa dục vọng hệ thống liền vô pháp tự động kiểm tra đo lường sóc tỷ lệ hảo không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương tươi sống cho nên phán định vì tinh phẩm nói cách khác tinh phẩm không ngừng muốn tỷ lệ hảo còn muốn tươi sống không thể có bất luận cái gì tổn thương đường ninh bừng tỉnh đại ngộ liếm liếm môi nhộn nhạo ra một mặt sáng lạng cười duyên, được một tất lại muốn tiến một thước hỏi, ngươi có này bản lĩnh, có thể hay không giúp ta thăm dò một chút này phụ cận nơi nào có thứ tốt, như vậy ta cũng có thể tỉnh một ít công phu, ngươi còn có thể thu được đồ vật, một công đôi việc đúng hay không? Thỉnh ký chủ không cần luôn là nghĩ đi lối tắt, hệ thống không có cái này công năng, nếu là ký chủ yêu cầu hảo vật dò xét nghi có thể nỗ lực kiếm lấy giả thuyết tệ, mở ra tân quyền hạn. Hệ thống quản gia một có cảm tình mà nói thực sự có loại này thứ tốt đừng ninh một đôi mắt tỏa ánh sáng xoa tay hầm hè mà chuẩn bị đi vào mua sắm thương phẩm đi dạo kết quả điểm đi vào mới ý thức được chính mình quyền hạn thấp kém liền thứ này ở đâu cái phân loại đều ra không đến càng đừng nói xem xét giá cả không có thể đạt tới mục đích nàng có vẻ có chút nản lòng hệ thống quản gia nhìn nàng như vậy bất đắc dĩ nhắc nhở nói ký chủ yêu cầu chính mình hăng hái hướng về phía trước khai phá chính mình tiềm lực chỉ cần có tâm không có gì là tìm không thấy có ý tứ gì? Đường Ninh nghi hoặc suy nghĩ muốn mở miệng dò hỏi, đáng tiếc hệ thống quản gia trực tiếp offline, điểu đều không điểu nàng. Đường Ninh biểu môi, mọc ra một ngụm trọc khí, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh, hệ thống tuy rằng âm hiểm xảo trá lại không nói nhân tình, nhưng ở giao dịch phương diện vẫn là thực đáng tin cậy, đề cập hàng hóa sự tình nó không có khả năng ba hoa chích chòe, cuối cùng câu kia cũng tuyệt đối không phải tùy tiện nói nói mà thôi muốn nàng khai phá chính mình tiềm lực nàng có cái gì tiềm lực hiện tại này phá thân tử liền bẻ gãy nhánh cây sức lực đều không có còn có cái gì hảo trong cậy vào nghĩ đến đây đường ninh buồn bực không thôi bốn phía thật sự quá trống trải cũng liền bên cạnh này cây tặng nàng một con sóc cây tùng có chút xem đầu chẳng lẽ bên trên còn có sóc không đạo lý a à? vừa mới động tĩnh như vậy đại không rơi xuống hẳn là cũng chạy hết đi vì xác minh chính mình suy đoán nàng đem cái sọc khấu ở trên đầu che chở lại lần nữa tới gần cây tùng, đứng ở cây tùng phía dưới hung hăng đạp hai chân, lại là một trận bùng bùng, cái sọc bị tạp vài hạ, đường ninh vô cùng may mắn chính mình dự kiến trước. Đãi động tỉnh qua đi, nàng trên mặt đất nhìn một vòng, liền cái sóc mau cũng chưa thấy, nhưng thật ra ở trong góc phát hiện một viên sơn hạt dẻ. Như thế nào cây tùng mặt trên sẽ có thứ này? Nàng vẽ mặt dấu chấm hỏi mà nửa ngưỡng đầu, vây quanh cây tùng vòng hai vòng sau lại tới gần dư một chút. Đại thể xác định sơn hạt dễ là từ địa phương nào rơi xuống sau, nàng khẽ cắn môi, đem cái sọt cùng đốn củi đao buông, cuốn lên tay áo hướng trên cây bò. Lúc này nàng lại không thể không may mắn này cây tùng lớn lên ở trên sườn núi, có nhất định nghiêng độ, hơn nửa cành khô thô tráng, cuốn lượng mà thường, nàng mới có thể rung rung rảy rảy bò lên trên đi. Nếu là đổi thành cái loại này thẳng tắt cây tùng lớn, nàng liền nhất lùng phân chi đều phàn không đến. Một đường thật cẩn thận mà bò đến sơn hạt dễ rơi xuống địa phương đường ninh ở kia phụ cận cẩn thận sờ soạn, quả thực làm nàng tìm được rồi một cái sóc qua, kia chỉ xui xẻo sóc phỏng chừng là ở bản thân cửa nhà thời điểm bị nàng đá xuống dưới, này dùng tài hùng biện nhìn có một cái thành niên nam tử nắm tay đại, bên trong đen thùi lùi, nương ánh sáng mơ hồ có thể nhìn đến một ít sơn hạt dẻ bóng dáng. Nàng rối rắm hồi lâu, không dám trực tiếp đem bàn tay đi vào, đành phải đi xuống lộng cái nhánh cây lại bò lên tới. lăn lộn hồi lâu mới từ sóc trong động móc ra hảo chút sơn hạt dễ tượng tử còn có chút hứa hồ đào, cùng với một ít không biết tên quả dại tử, nhìn còn rất mới mẻ, rải rác mấy thứ này hợp nhau tới thế nhưng cũng có hai phủng, may mắn hệ thống ở, bằng không nàng còn phải đi xuống đem cái sọc lộng đi lên trang. Hệ thống tự động phân biệt sau, máy móc mà nói, kiểm tra đo lường đến ký chủ có sơn hạt dẻ hai lượng nữa, hồ đào hai lượng nhị, tượng tử bốn lượng một, sơn bóng đèn tám viên, thứ hai viên, nửa viên giả quả hồng, hay không toàn bộ bán ra. Đường ninh do dự một chút, đem nửa viên giả quả hồng xóa, mặt khác tất cả đều bán. Đinh một tiếng, nàng giả thuyết tệ ngạch trống từ 90 văn gia tăng đến 130 văn, cụ thể hệ thống như thế nào tính mấy thứ này phẩm cấp nàng không nhìn kỹ, chỉ khắc sâu ý thức được cần lao thật sự sẽ có thu hoạch, rõ ràng ngày hôm qua buổi sáng nàng vẫn là cái một văn tiền đều không có kẻ nghèo hèn, hiện tại cũng đã người mang 130 văn phú ông. Đừng nhìn chút tiền ấy không nhiều lắm, đối đường gia tới nói đã là một số tiền khổng lồ, tuy rằng không thể đề hiện, nhưng nàng có thể từ hệ thống thương thành mua sắm đến so trên thị trường còn tiện nghi vật tư, quan trọng nhất chính là nàng đã tích cốc đủ lần đầu thăng cấp không gian kho hàng điều kiện, quả thực không cần quá mỹ. Hiện tại đối nàng tới nói có hai lựa chọn, một cái là hoa 100 giả thuyết tệ đem một mét khối không gian thăng cấp thành 10 mét khối, hoặc là tiếp tục tích cốc tiền, tới rồi nhất định ngạch độ mở ra thương phẩm phân loại. Đừng ninh thực rối rắm, này 130 văn đối nàng tới hợp ý không dễ, ai biết về sau còn có hay không loại này vận khí tốt ở không xác định chính mình còn có thể có loại này cứt chó vẫn dưới tình huống, nàng nhịn xuống thăng cấp không gian xúc động. Bất quá có này số tiền nàng hiển nhiên kiên định nhiều, cũng chịu làm đâu chắc đấy suy nghĩ bước tiếp theo đi như thế nào, không hề giống phía trước giống nhau mãn đầu óc đều là tiền cùng bán đồ vật. Liền ở nàng thất thần thời điểm, đường trung thân ảnh đột nhiên xuất hiện dưới tàn cây nôn nóng mà triều nàng hô, tỷ ngươi sao lại thế này. Ta ở bên kia xem ngươi vẫn luôn vây quanh này viên thụ chuyển, lên rồi cũng không xuống dưới, có phải hay không gặp gỡ phiền toái? Vẫn là không dám xuống dưới. Đường Ninh phục hồi tinh thần lại, đối thượng đường trung cặp kia lo lắng con ngươi, nhếch miệng cười, ta tìm được rồi nửa viên sóc ăn dư lại giả quả hồng, ngươi tiếp theo. Sửa chữa một ít quan trọng tình tiết ha. Chương 12 Sơn Hạt dễ giả quả hồng Chương 12 Sơn Hạt dễ giả quả hồng Đường Trung còn không có chuẩn bị sẵn sàng đường ninh liền đem quả hồng ném xuống dưới, hắn chạy nhanh luống cúng tay chân mà tiếp được, đường ninh lúc này mới từ trên cây chậm rãi đi xuống bò nhìn đến này nửa viên giả quả hồng đường trung biểu tình thật là một lời khó nói hết ngươi liền vì này nửa viên giả quả hồng ở chỗ này háo lâu như vậy quả nhiên nữ nhân là không thể trông cậy vào bất quá lời này cũng liền ở trong lòng ngẫm lại hắn cũng không dám nói ra tới sợ bị đánh đường ninh hừ một tiếng tức giận nói ngươi nhìn xem này bốn phía liền viên giả quả hồng thụ đều không có ta có thể tìm được thứ này đã rất lợi hại lại đi dạo thuyết minh không nhất định phụ cận liền có giả quả hồng thụ sóc sẽ không rời đi chính mình lãnh địa quá xa nó có thể lộng tới giả quả hồng thuyết minh cách đó không xa khẳng định có giả quả hồng thụ nói không chừng còn có thành thục giả quả hồng đường trung đầu óc linh hoạt bị đường ninh một chút lập tức hiểu được lập tức cầm kia nửa viên giả quả hồng chạy tới cùng các đồng bọn thương lượng kẻ lỗ mãn bọn họ vừa mới còn đối đường ninh không làm việc lòng có bất mãn ngại với đường trung là chủ lực chi nhất khó mà nói cái gì lúc này nghe xong đường trung nói đối đường ninh về điểm này bất mãn hoàn toàn tiêu tán mấy người cộng lại một chút từ đường trung cùng cậu đảng mang theo đường ninh đi tìm giả quả hồng tiểu táo ở bên này tìm nửa ngày xác định không có gì đồ vật có thể nhặt cũng muốn cùng nhau qua đi đường trung không nói hai lời đem người mang lên bốn người đứng ở cây tùng hạ vọng cuối cùng quyết định hướng không đi qua địa phương đi dạo bởi vì sẽ thoát ly đám người bọn họ lại mang theo hảo chút phòng thân nhánh cây cùng gậy gộc từ cây tùng bên này cao sườn núi hạ đến lệnh một bên, cảnh sát lại thay đổi một cái dạng. Tiểu táo áp lực kích động tâm tình dậm chân nói, các ngươi mau xem, là mau hạt dẻ, sơn hạt dẻ thật nhiều sơn hạt dẻ. Đúng vậy, không sai, bọn họ trước mắt là một mảnh nhỏ cây tùng lâm, cây tùng lớn lên thưa thớt, xuyên thấu qua này đó cây tùng có thể nhìn đến mặt sau kia một mảnh sơn hạt dẻ, ở sơn hạt dẻ bên cạnh liền có mấy viên giả quả hồng, kia chỉ sóc khẳng định chính là từ bên này lộng tới những cái đó qua mùa đông đồ ăn. Nghĩ đến đây, đường ninh trong lòng lửa nóng, nhấc chân liền tưởng hướng trong đi, lại bị đường trung giữ chặt. Làm sao vậy? Đường ninh khó hiểu mà quay đầu lại hỏi. Cậu đảng giải thích nói, chúng ta không có tới quá bên này, nơi này còn có nhiều như vậy thức ăn, động vật khẳng định cũng nhiều, ở còn không có xác định hay không an toàn phía trước, chúng ta phải cẩn thận một ít. Đường ninh lập tức triều cậu đảng giơ ngón tay cái lên, cân nhắc một lát, nói, như vậy, ta đi đem kẻ lỗ mãn bọn họ hô qua tới, dù sao bên kia thủ cũng không có chuyện gì, không bằng tới trước bên này thăm thăm tình huống. Đường Trung cùng cậu đã nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng ý đường ninh ý kiến. Chờ đường ninh đem kẻ lỗ mãn ba người lãnh lại đây thời điểm, ba người đều sợ ngây người, nằm mơ cũng không nghĩ tới phụ cận còn có như vậy một tảng lớn thứ tốt, bọn họ thiếu chút nữa liền sai mất bảo sơn. Kích động qua đi, kẻ lỗ mãn quyết đoán mang theo mấy cây trường nhánh cây cùng đốn củi đao đi ở đằng trước dò đường, vào cây tùng lâm, bốn phía sột sột soạt soạt thanh âm nhiều lên, ngẩng đầu còn có thể nhìn đến những cái đó ở trên cây chợt lé mà qua thân ảnh. Tiểu táo nhìn chầm chầm vài thứ kia mảnh nuốt nước miếng, thật nhiều sốc a. À. Này đó ở bọn họ trong mắt nhưng đều là khó được thịt. Mấy cái nam hài tử cũng thèm, bất quá bọn họ chưa quên chuyến này mục đích, hẳn là chịu đựng không đi xem, tiếp tục đi phía trước đi, xuyên qua cây tùng lâm bọn họ cuối cùng thấy rõ này phiến sơn hạt dễ lâm. Ước chừng hai ba mươi cây sơn hạt dễ thụ, lớn lên thưa thớt, còn có rất nhiều cỏ dại, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít thân ảnh ở bụi cỏ trung chợt lóe mà qua, xinh đẹp lông đuôi phản xạ năm màu ánh sáng, không cần xem đều biết là gà rừng, ngoạn ý nhi này chạy trốn mau, bọn họ mấy cái hài tử trước mắt còn không có trảo gà rừng năng lực, trừ phi thiết bẫy rập, nhưng thời gian không kịp. Liền ở đại gia bị gà rừng phân tâm thần thời điểm, đường ninh đã bắt đầu động thủ ngắt lấy, này phiến sơn hạt dẻ đều thành thục, bên trong không ít sóc nhảy hành, chim chóc cũng không ít, còn có gà rừng thỏ hoang trên mặt đất như hổ rình mồi lại không động thủ liền gì cũng đoạt không đến mọi người xem đường ninh bắt đầu xuống tay cũng chạy nhanh phục hồi tinh thần lại phân tán khai dùng sức hướng trong sọc lay chỉ có đường trung không nhanh không chậm một bên trích một bên cảnh giác mà mọi nơi nhìn xung quanh trước sau không dám ly đường ninh quá xa đường ninh xem nàng này hộ tỷ sốt ruột bộ dáng trong lòng ấm áp tính toán trở về khao một chút vị này tiểu kỵ sĩ sơn hạt dẻ cùng hạt dẻ bất đồng chỉ là quả tử cùng loại hạt dẻ thôi, loại này thụ lớn lên cũng không cao, đường ninh đứng ở bên cạnh liền cục đá đều không cần dẫm liền có thể trích đến trái cây. Nàng một cái người trưởng thành linh hồn làm khởi sống tới hiệu suất khẳng định sau so mấy cái hài tử mau, bất quá nửa canh giờ, bên người nàng này mấy viên sơn hạt dẻ thụ trừ bỏ mặt trên trích không đến, mặt khác đều mau bị nàng hái được cái sạch sẽ. Nhiều như vậy sơn hạt dẻ liền nàng này bối cá sọc khẳng định trang không xong, một bộ phận bị nàng tồn đến không gian kho hàng đi chờ tích cóc một lập phương nàng liền bán đi, lại tiếp tục trích, thẳng đến trong sọt tràn đầy, trong lòng ngực cũng trang đến phình phình nàng mới dừng lại, quay đầu nhìn lại, hảo gia hỏa, đường trung thế nhưng đi theo kẻ lỗ mãn mấy cái bò giả quả hồng, trên mặt đất kia đôi một đống giả quả hồng. Lúc này giả quả hồng chỉ là có chút hồng, còn không có mềm, mang về có thể phóng tốt nhất mấy ngày, mặc kệ là tồn vẫn là bán đều không tồi. Đang lúc đường ninh suy nghĩ như thế nào lộng một ít giả quả hồng bán cho hệ thống thời điểm, tiểu táo chủ động lại đây ước nàng đi trích giả quả hồng. Đường ninh ánh mắt sáng lên, sẵn khoái mà ứng, đem sọc cùng tiểu đồng bọn đặt ở cùng nhau, leo cây đi. Một đám người từ buổi sáng vội nói buổi trưa qua đi, nhìn thời gian không sai biệt lắm bọn họ mới thu tay lại, trên đường trở về đường ninh lưu luyến không rời mà vẫn luôn quay đầu lại, phía sau còn có không ít thứ tốt đâu. Đường trung thấy nàng mại không khai chân, vội khuyên nhủ, tỷ, chúng ta hôm nay trích đủ nhiều, tổng phải cho này trong núi động vật lưu một ít bằng không chúng nó không ăn sẽ chạy ra sơn tai họa lương thực. Ngươi cũng đừng nhìn, mấy thứ này phỏng chừng ngày mai liền không có, chúng ta lại đến cũng trích không đến cái gì. Đường ninh vẻ mặt mờ mịt. Kẻ lỗ mãn ở phía trước nói, những cái đó tiểu súc sinh tinh đâu, xem quả tử thiếu nhiều như vậy, chúng nó khẳng định sẽ nhanh hơn tốc độ độn đồ ăn, nơi nào còn sẽ cho chúng ta lưu trữ. Đường ninh bừng tỉnh, lại có chút thất vọng, tiểu táo so nàng còn thất vọng, dậm dậm chân, mắng vài tiếng tiểu súc sinh đoàn người dọc theo con đường từng đi qua nhanh hơn cước trình, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng ở Thái Dương xuống núi trước đi ra ngoài. Mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng có ý cười. Kẻ lỗ mãn mấy cái vỗ tay chúc mừng, cười hì hì nói, hôm nay lại là may mắn một ngày, chúng ta không ở trong núi đụng tới nguy hiểm, phải hảo hảo cảm tạ sơn thần. Nói kẻ lỗ mãn đi đầu, mấy người đối mặt núi lớn, thành kính đã bái tam hạ. Đường ninh nhập gia tùy tục, cũng học bọn họ bộ dáng đã bái bái, lúc này mới mang theo đường trung cùng bọn họ tách ra. Lần này đại gia thu hoạch pha phong, liền không có phân đồ vật này vừa nói, nên là chính mình cần lao được đến liền chính mình mang đi, ai cũng không cần mắc thèm ai. Vui vẻ nhất không gì hơn đường ninh, nguyên bản nàng còn ở rối rắm muốn hay không thăng cấp kho hàng không gian, ai biết liền thấy được kia một mảnh cánh rừng, ở giả thuyết tệ ngạch trống mãn 200 văn thời điểm nàng quyết đoán hoa 100 văn đem không gian thăng cấp đến 10 mét khối. Chương 13 trời tối người tới chương 13 trời tối người tới. Thăng cấp sau không gian có thể tồn trữ càng nhiều đồ vật, vì thế nàng cùng nổi điên dường như dùng sức lay, hận không thể đem 10 lập phương không gian đều chứa đầy. Hiện tại nàng sọt tất cả đều là sơn hạt dẻ, trong lòng ngực cũng trang đến tràn đầy, hai tay thượng còn sách theo đường trung lâm thời biên rổ, trang tất cả đều là giả quả hồng, tám phần không gian cũng tất cả đều là sơn hạt dẻ cùng giả quả hồng, còn có đường thượng ngẫu nhiên gặp gỡ tiểu quả dại cùng rau dại, trừ cái này ra, lại bán hảo chút cấp hệ thống đường trung cũng không nhường một tấc trên người có thể bối có thể đề tất cả đều là đồ vật hai người vào gia môn xác định trong nhà không người lập tức liếc nhau đem đồ vật lộng tới đường ninh phòng nhà bọn họ cũng liền đường ninh chính mình ngủ một gian mặt khác một gian phòng là cha mẹ phòng ngủ dư lại kia gian đường đang cùng đường trung cùng nhau trụ đồ vật chỉ có đặt ở đường ninh trong phòng mới sẽ không bị phát hiện tỷ đệ hai người đem đồ vật dở xuống sau thật dài nhẹ nhàng thở ra đường ninh lúc này mới phát hiện chính mình trước mắt biến thành màu đen lão đảo ngồi xuống, hoảng hoảng, phát hiện chính mình bụng đã đói bẹp, nàng từ buổi sáng ra cửa liền không lại ăn cơm quá, vội một ngày, lúc này đã là cực hạn. Bên người đường trung cũng giống nhau, bất quá tiểu tử này chắc nịch, đói bụng liền gặm giả quả hồng, cũng mặc kệ thứ này có thể hay không hạ miệng, hắn bụng có thể hay không tiêu hóa, ăn một cái thì tốt rồi, đường ninh ăn không vô, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cưỡng bách chính mình xem nhẹ đói bụng sự tình, cùng đường trung thấp giọng thương lượng. Tiểu đệ, Mấy thứ này chúng ta nếu muốn biện pháp bán, không thể lưu tại trong nhà, càng không thể làm cha mẹ biết. Lúc này Sơn bên ngoài có thứ gì đường tuấn sinh cùng Giang Thị so với bọn hắn rõ ràng, đồ vật một bại lộ, đôi vợ chồng này hai khẳng định biết bọn họ vào núi, chắc chắn tức giận đến đánh gãy bọn họ chân chó, liền tính không đánh gãy bọn họ chân, một đống măng xào thịt cũng là trốn không thoát. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này đường tuấn sinh cùng Giang Thị tâm tình không tốt, có thể hay không bởi vì bọn họ trộn vào núi đem lửa giận chuyển dời đến bọn họ trên người, vậy quá nghẹn khuất. Đường Trung hiển nhiên còn không biết những cái đó sự tình, bị đường ninh như vậy vừa hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tỷ ta còn tính toán cùng cha mẹ tranh công đâu. Không cho bọn họ biết chúng ta như thế nào giải thích. Ngày thường xem ngươi rất cơ linh, như thế nào lúc này như vậy bổn. Đường ninh hận sắc không thành thép, cắn răng đem tối hôm qua đường lão nhị nói sự tình nói cho đường Trung, trầm ngâm nói, cha mẹ hiện tại chính phiền làm cho bọn họ biết chúng ta vào núi khẳng định phải bị thu thập cùng với làm cho bọn họ lo lắng còn không bằng chúng ta trộn đem đồ vật xử lý đổi thành tiền đồng tương lai chạy trốn nói còn có thể có tác dụng đường trung nghe được trợn mắt há hốc mồm tỷ, ngươi đều bắt đầu vì chạy trốn chuẩn bị không không phải chúng ta thật sự muốn chạy trốn sao đường trung có chút luống cúng hắn lớn như vậy còn không có rời đi quá thị trấn đâu bên ngoài thế giới cái dạng gì hắn hoàn toàn không biết gì cả còn có nơi này tiểu đồng bọn hắn luyến tiếc đừng nên xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng thật mạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn cho hắn cổ vũ tỉnh lại một ít hết thảy nghe cha mẹ ý tứ chúng ta bất quá là sớm làm tính toán thôi ngươi nếu là tin được ta liền đem đồ vật giao cho ta xử trí ngày mai ngươi vào núi ta đi bán đồ vật thuận tiện lộng chút củi lửa trở về trong nhà củi lửa mau không có lại đi trích điểm rau dại đỡ phải cha mẹ tổng cảm thấy chúng ta sự tình gì cũng chưa làm. Đường Trung còn đang suy nghĩ rời đi thị trấn sự tình, có chút thất thần, tùy ý Đường Ninh an bài. Tỷ đệ hai ra phòng, Đường Ninh bắt đầu quét tước sân, thuận tiện thiêu một nồi nước ấm, không bao lâu, Giang thị trở về, vẻ mặt mệt mỏi vào nhà bếp, nhìn thấy trong nồi nước ấm, trong mắt khó được có chút ý cười, khen Đường Ninh hai câu liền bắt đầu buồn đầu nấu cơm. Giống nhau thái sắc lập lại làm, Đường Ninh nhắm hai mắt đều biết bước tiếp theo nên làm gì chờ hai mẹ con bận việc xong đường tuấn cha ruột tử cũng trở về nhà trên bàn cơm giang thị vài lần muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói chờ cơm nước xong giang thị thu thập thỏa đáng liền vô cùng lo lắng mà trở về phòng đường tuấn sinh cũng không giống ngày xưa như vậy ở trong sân tiểu tọa một lát không giống nhau bầu không khí lệnh đường trung càng thêm bất an hắn lôi kéo đường chính xiêm y nhỏ giọng nói thầm nói đại ca chúng ta thật sự muốn chuyển nhà sao đường chính nhìn thoáng qua cha mẹ phòng trũ mắt những việc này đại nhân sẽ xử lý, ngươi một cái hài tử không cần nhọc lòng, đừng già đi nguy hiểm địa phương là được. Nói đường chính đi nhà bếp nhìn thoáng qua lưu nước, xách theo cái thùng nước tính toán đi đề thủy. Đường trung chu chu môi, trì trừ một lát vẫn là đuổi theo đường chính đi. Đường ninh nhìn trong viện cũng chưa người, cũng đi theo trở về phòng, nàng phòng liền ở cha mẹ cách vách, hiện tại phòng ở căn bản không có gì cách âm hiệu quả, cách vách nói chuyện thanh âm lớn hơn một chút đều có thể nghe cái rõ ràng, nếu là cách vách nói chuyện thanh âm tiểu, dáng vách tường cẩn thận nghe cũng có thể nghe cái đại khái. Đường ninh tốt xấu cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng, căn bản kinh thường làm loại này nghe góc tường sự tình, bất quá phi thường thời kỳ phi thường đối đãi nàng cho chính mình làm tâm lý xây dựng sau, thật dáng ở trên vách tường nghe lén cha mẹ nói chuyện. Giang thị nôn nóng mà nói, hôm nay ta trên mặt đất làm việc, cùng thị trấn người hỏi thăm một chút mới biết được, chúng ta thị trấn thực sự có không ít người rời đi, có nói bà con xa thân thích cưới cháu dâu, có rất nhiều vội về chịu tang, còn có nói ra đi làm buôn bán, đều là một chỗ, thí chúc đại, ai không biết ai, những cái đó nói ra đi làm buôn bán cũng quá không đi tâm, đáng giận phía trước ta cũng chưa lưu ý. Đừng Tuấn Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, đừng nói ngươi không lưu ý, ngay cả ta cũng chưa nhận thấy được thị trấn thiếu hảo những người này, phần lớn đều là một nhà đi mấy cái, không rõ ràng, cho nên cũng sẽ không quá chú ý. Hiện tại là một nhà đi mấy cái, mặt sau liền tất cả đều tiếp đi rồi mà chúng ta này đó bị chẳng hay biết gì chỉ có chờ chết phần. Giang thị trong thanh âm tràn đầy uể oải cùng không thể nề hà. Không phải còn có rất nhiều nhân gia cũng chưa động tỉnh sao. Ngươi cũng đừng nghĩ đến quá bi quan, hôm nay ta đi theo đại ca nói một tiếng, đại ca lập tức viết thư làm tiệm vải đoàn xe đưa đi huyện thành, lão tứ bên kia phỏng chừng đã thu được tin tức, mau nói ngày mai nên đã trở lại. Đừng tuấn cuộc sống âm vừa ra, bên ngoài liền truyền đến thét to thanh, cẩn thận nghe còn không ngừng một người hai vợ chồng một trước một sau ra, chỉ thấy trong viện đứng năm người, cẩn thận nhìn lên, đường tuấn sinh kinh hỉ mà trừng lớn hai mắt, đại ca nhị ca tiểu đệ, các ngươi như thế nào lúc này lại đây? Đường đang cùng đường trung đem thủy nhắc tới nhà bếp, nói, trên đường đụng tới đại bá nhị bá tiểu thúc, liền cùng bọn họ cùng nhau đã trở lại. Đường tuấn nhị vuốt đường trung đầu, cười ha hả tiến lên, tam ca trước đừng nói nữa, ta bên này mang theo vài thứ trở về, làm tẩu tử làm điểm thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Giang thị lúc này mới phát hiện đường Tuấn Nghị trong tay còn sách theo một cái rổ, vội tiến lên tiếp nhận, quán trách nói, người trở về liền thành, còn mang đồ vật làm cái gì? Đường Tuấn Nghị lắc đầu, ha hả cười giải thích nói, ta lâu như vậy mới trở về một lần, tẩu tử cũng đừng cùng ta khách khí. Chương 14 xa xỉ một phen. Chương 14 xa xỉ một phen. Mọi người hàng huyên hai câu, đường Tuấn Sinh mang theo một đám người đi nhà chính, Giang thị đi tắt hướng nhà bếp đi đường tuấn tài vừa vào cửa sắt mặt liền trầm xuống dưới thật mạnh chụp hạ cái bàn mắng vài tiếng khó nghe nói mới nhìn về phía đường tuấn kiệt lão nhị đại chất nữ bị người khi dễ thành như vậy ngươi đều nhịn đem chúng ta này đó huynh để đương cái gì việc này lúc trước ngươi liền không nên gạt chúng ta hiện tại sự tình qua đi lâu như vậy chúng ta lại tìm tới môn có lý đều thành không lý đường tuấn tài lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy nghẹn khuất sự tình bị khi dễ vẫn là người trong nhà miễn bàn nhiều bực bội Đường Tuấn Sinh vội khuyên nhủ, đại ca, ngươi đừng mắng nhị ca, đại chất nữ sự đã như vậy, tái sinh khí cũng vô dụng, cũng may hai đứa nhỏ đều cùng chung gia đoạn tuyệt quan hệ, đại chất nữ cũng không cần lại nhớ bên kia, ta ngày hôm qua cùng nhị ca nói, nhiều này hai đứa nhỏ, nhị phòng cũng không tính nối nghiệp không người. Đánh rắm. Một mã sự về một mã sự, nếu là lão nhị cùng chúng ta nói, chúng ta không chỉ có có thể đoạt lại hai đứa nhỏ, còn có thể giữ được những cái đó bạc lại nói như thế nào kia cũng là đại chất nữ cùng hai đứa nhỏ, bạch bạch tiện nghi kia một qua xài lan. Đường Tuấn Tài hận sắc không thành thép mà trừng mắt đường Tuấn Kiệt. Một bàn tay chống nạnh, một bàn tay không ngừng gõ mặt bàn, tự hồ ở tính toán cái gì. Cùng Giang Thị chào hỏi qua sau đường lão tứ vẫn luôn không như thế nào mở miệng, thấy đại ca thật sự là khí tàn nhẫn, mới chậm rãi nói, đại ca, lúc trước đại chất nữ này việc hôn nhân vẫn là ta bảo môi, cũng là ta không biết nhìn người, nhị ca cái gì tính tình ngươi cũng rõ ràng, ngươi nếu muốn mắng liền mắng ta đi. Đường Tuấn sinh khí kết, tức giận nói, ngươi đi theo bọc cái gì loạn. Đường Tuấn tài nâng nâng mí mắt, hừ lạnh một tiếng, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi thiếu ba phải. Trong phòng huynh đệ bốn người nguyên nhân chính là vì đường nhu sự tình bẻ xả, trong phòng đường ninh đã lặng lẽ theo đuôi Giang Thị vào nhà bếp. Giang Thị đang muốn xốc lên rổ, bên cạnh liền quát ra một cái đen xì đầu, thiếu chút nữa không đem nàng dọa ra bệnh tim, tập trung nhìn vào, là nhà nàng xui xẻo hài tử, khí không đánh ra tới, hướng đường ninh mông chụp một chút, làm gì cùng làm tặc dường như, buổi tối không ăn no. Chúng ta khi nào ăn no quá? Đường ninh bất quá như vậy thuận miệng một tiếp. Giang thị dừng một chút, không có hé răng, đem trong rổ đồ vật nhất nhất lấy ra tới, đối với ánh trăng cẩn thận nhìn xem, đường ninh liếc mắt một cái hứng thú bừng bừng, nhìn chầm chầm thất thượng kia một miếng thịt đôi mắt đều sáng, hạ giọng hưng phấn mà nói, nương, ngươi mau xem, có thịt ngươi nương không mắt mù, xem tới được." Giang thị có chút dở khóc dở cười, xem hài tử này phản ứng chua sót đến không được, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, nói, "Trong chốc lát nương đem này thịt đều cấp hầm, chúng ta cùng nhau ăn thịt." Đừng nên ánh mắt tức khắc trở nên kinh tủng, "Nương, ngươi làm sao vậy?" Dựa theo Giang thị này keo kiệt. "Không, là tiết kiệm tính tình, này khối thịt hẳn là chỉ có thể cắt một tiểu khối xuống dưới, dư lại quải bọn họ phòng trên xà nhà, hoặc là làm thành thịt khô, một hơi toàn nấu." không khỏi cũng quá xa xỉ đi. Giang thị tổng không thể cùng đường ninh nói nhà bọn họ mau không có, muốn khóc không khóc muốn cười không cười mà kéo kéo khóe miệng, Chủ mắt nói, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều, ngươi đi ta phòng trang một ít gạo lứt, chúng ta nấu gạo lứt cháo đi, đậu phộng trong chốc lát quá thủy, cho ngươi cha bọn họ đương ăn vặt, trứng gà lấy ra hai cái, dư lại này đó thu hồi đi, sau này các ngươi huynh đệ tỉ muội một ngày ăn một cái. Giang thị đem trong rổ đồ vật an bài đến rõ ràng, chỉ là này không lưu đế cách làm làm đường ninh có chút chuyển bất quá công tới, chờ nàng đem trứng gà đề hồi gian thị phòng, sờ soạn lấy gạo lứt thời điểm mới phát hiện nhà bọn họ là thật sự không gì lương thực. Lưu gạo còn có nửa lưu lương thực, bao tải trang, đánh giá có gạo lứt hắc mễ tạp mặt hắc mặt, này đó lương thực chính là bọn họ một nhà tồn lương, nhìn nhiều, trên thực tế đều không đủ bọn họ một nhà ăn thượng hai tháng, hơn nửa sáu tháng cuối năm hạn đến lợi hại, trong đất thu hoạch chỉ sợ liền nộp thuế đều không đủ, tiệm lương lương thực lại quý đến thái quá, căn bản mua không nổi, trông cậy vào như vậy điểm tồn lương, bọn họ một nhà đó chết là chuyện sớm hay muộn. Đừng ninh giờ khắc này mới chân chính ý thức được lương thực đối nhà này ý nghĩa, nghĩ đến gian thị bọn họ đối nàng yêu quý, nàng cắn cắn môi, tiến vào hệ thống. Trải qua ngày này cần lao làm việc, nàng giả thuyết tệ khấu trừ phía trước dùng hết về điểm này, còn có thăng cấp không gian hoa đi ra ngoài 100 văn, bây giờ còn có 280 văn, đây cũng là vì cái gì hôm nay rời đi thời điểm nàng sẽ như vậy luyến tiếc, những cái đó nhưng tất cả đều là tiền A. À. Có này 280 văn, đối nàng mở ra thương phẩm lại nhiều một ít, phía trước nàng chỉ xem xét gạo giá cả, cũng chưa tâm tư đi xem mặt khác lương thực giá cả, sấn hiện tại có tiền, chạy nhanh nhìn kỹ. Không tra không biết, một tra đường ninh thiếu chút nữa cười oai mặt, hệ thống trừ bỏ gạo cùng bột mì tương đối quý một ít, mặt khác lương thực giá cả vẫn là rất công đạo. Tỷ như một cân trung phẩm bắp tra hệ thống bán 15 văn, hạ phẩm bắp tra chỉ cần 12 văn, một cân trung phẩm hắc mặt 10 văn, hạ phẩm hắc mặt 7 văn, một cân trung phẩm tạp mặt 11 văn, hạ phẩm tạp mặt 8 văn, một cân trung phẩm gạo lứt 12 văn, hạ phẩm gạo lứt 9 văn. Đường Ninh xem xong, khẽ cắn môi trước mua một cân hạ phẩm gạo lứt thử xem. Ngạch trống lập tức từ 280 văn biến thành 271 văn, nàng trong tay cũng nhiều một cân tiểu bao tải trang hạ phẩm gạo lứt. Tiếp theo cửa sổ chiếu vào ánh trăng, nàng cẩn thận đối chiếu một chút hệ thống bán ra gạo lứt cùng lưu gạo gạo lứt có cái gì khác nhau còn đừng nói hệ thống bán ra hạ phẩm gạo lứt nhìn so với bọn hắn gia lưu gạo gạo lứt còn muốn no đủ một ít chính là toái lợi hại muốn tìm được hoàn chỉnh đều không dễ dàng bất quá này đó gạo lứt hỗn đến nhà bọn họ lưu gạo nói vậy giang thì cũng sẽ không phát hiện vì thế đường ninh lại từ hệ thống mua hai cân gạo lứt một cân trung phẩm một cân hạ phẩm đối lập một chút trung phẩm gạo lứt hạt đều là tốt ở trong mắt nàng như vậy gạo lứt đã thực hảo, đến nỗi thượng phẩm là gì dạng, nàng hiện tại cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Đem gạo lứt hỗn hảo, đường ninh múc một phen chạy nhanh đi ra ngoài. Nhà bếp Giang Thị đã đem nước nấu sôi, xem đường ninh đi lâu như vậy, nếu mày hỏi, chính là không tìm được. Đường ninh lắc đầu, đem đồ vật buông, ngoan ngoãn mà trả lời, quá hắc, háo chút thời gian. Giang Thị không nói nữa, chờ nước sôi đem mễ buông đi, lại đem thịt cắt nát, lại đi thu thập rau dại đến nỗi đậu phộng, đã chuẩn bị cho tốt thượng bàn, nàng xem nhà bếp không có gì yêu cầu hỗ trợ, liền xoay người đi nhà chính, mới vừa vào cửa liền nghe đường Tuấn Nghị bất đắc dĩ mà nói, các ngươi đều đừng nói nữa, A Nhu hiện tại thực hảo, cũng không nghĩ lại cùng bên kia có cái gì liên quan, cùng với vẫn luôn rối rắm chuyện của nàng, không bằng ngẫm lại kế tiếp làm sao bây giờ. Nói lên cái này đề tài không khí càng thêm trầm trọng, nhà ở lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Đường ninh dọn một phen ghế lại đây bàn thính, ghế rơi xuống đất thanh âm đưa tới vài vị thúc bá chú ý. Đường lão tứ buồn cười mà trêu chọc nói, nhà của chúng ta A Ninh ngồi đến tứ bình bác ổn làm gì, nghe thư đâu. Chương 15 đi không xong. Chương 15 đi không xong. Đường Ninh lắc đầu, nghiêm trang mà nói, ta tính toán nghe một chút đại bá nhị bá tiểu thúc cùng cha ta thương lượng, nếu là các ngươi quyết định rời đi thị trấn, ta cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Một cái choai choai tiểu cô nương nói lão trầm ổn trọng nói, bốn người đại nhân đều có chút buồn cười, lại không có tiếp tục trêu đùa nàng. Đường lão tứ thu hồi vui đùa sắc mặt, trầm ngâm nói, hôm nay buổi sáng thu được đại ca tinh ta liền ngồi không được, cùng tử lầu trưởng quầy tố cáo cái giả, vội vội vàng vàng mà chạy về tới, các ngươi nói cái kia lộ dẫn, căn bản là làm không thành. Một câu cả kinh mọi người thiếu chút nữa bắn lên. Như thế nào liền làm không được? Trong thị trấn hảo những người này đều lộng tới lộ dẫn chạy. Đường Tuấn Sinh bạch mặt hoảng loạn nói. Đúng vậy, trấn trưởng nhi tử cũng rời đi, việc này thiên chân vạn sát, người vẫn là ta kéo. Đường lão nhị nóng nảy, hắn anh em kết nghĩa đều kêu trở về chính là vì lộ dẫn sự, hiện tại đường lão tứ một mở miệng liền tuyệt hắn trông cậy vào, thật sự làm người vô pháp tiếp thu. Xem đường lão nhị như vậy, đường lão tứ vội nói, nhị ca ngươi đừng vội, nghe ta nói, phía trước trấn trên người có thể đi là bởi vì rời đi ít người, hơn nữa nhân gia có lý do chính đáng, còn có thể khơi thông quan hệ, hiện tại tình huống không giống nhau. Mọi người đều không ngốc, đi người nhiều khẳng định có người đoán được nội tình, hơn nữa tiểu đạo tin tức nhiều như vậy, có điểm bản lĩnh đều tưởng rời đi, vạn nhất công văn xuống dưới nơi này người đều chạy hết, viện lệnh cũng biện pháp đuổi kịp đầu báo cáo kết quả công tác. Cho nên hiện tại nha môn đã không cho người làm lộ dẫn, trừ phi là bên ngoài tiến vào mới có thể rời đi. Này cũng quá không có nhân đạo đi. Vạn nhất nhân gia thực sự có sự tình muốn ra xa nhà cũng không được. Đường Ninh Thanh âm có chút đột ngột đường lão tứ đảo không để ý nhiều như vậy nói thẳng nói ra xa nhà có thể nhưng là không thể rời đi túc châu cảnh nội huyện nha cấp lộ vẫn chỉ có thể đến túc châu cùng cam châu biên giới chỉ cần người còn ở túc châu cảnh nội phía trên hạ ra lệnh cho ta nhóm liền trốn không xong vẫn là phải về tới đây là muốn tuyệt chúng ta đường lui a à. giang thị bưng một chậu thơm ngào ngạt cháo thịt tiến vào nước mắt lạch cạch lạch cạch mà rớt nửa điểm ăn thịt vui mừng đều không có nếu không phải này cháo quá trân quý nàng chỉ sợ đều phải tay run đem cháo cấp sái. Ngồi ở cạnh cửa thượng đường ninh thật đúng là sợ Giang Thị lấy không xong, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ đem cháu phóng tới trên bàn, đỡ Giang Thị ngồi vào nàng vị trí, thế nàng sát nước mắt, nương, cha bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp, ngươi đừng khóc. Đường Tuấn Sinh trong lòng cũng cấp, nhưng hắn là một nhà chi chủ, không thể loạn, lập tức nói, ngươi nhìn xem ngươi, còn không bằng một cái hài tử bình tĩnh, chúng ta sấn nhiệt ăn một chút gì, trong chốc lát lại nói hắn đến ngẫm lại làm thế nào mới tốt, nếu là đi phục binh dịch, cái này gia liền phải giao cho đại nhi tử. Đường Tuấn sinh tưởng có chút nhiều, ăn cháo đều có vẻ thất thần, một phòng người cũng liền đường ninh ăn đến nhất hoang, này bữa cơm chính là nàng xuyên qua sau ăn phong phú nhất một đốn, rải hoa chúc mừng một chút. Nàng này vô tâm không phổi bộ dáng xem đến đường chính hâm mộ không thôi, dư quan liếc đến bên người đường trung, cũng cùng đói chết quỷ dường như dùng sức lay, hắn đều hết chỗ nói rồi. Đường trung nhận thấy được đại ca tầm mắt, đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt, hắn bất quá là học đại tỷ ăn cháo mà thôi, rất kỳ quái sao? đại nhân căn bản không quản bọn nhỏ chi gian kiện tụng, nhanh chóng dùng cơm canh, gian thị đi thu thập cái bàn. đường lão tứ thở vào nhẹ nhõm mới nói tiếp, ta ở tử lầu nghe xong không ít chuyện, đại liêu đều mau đánh vào được, hoàng thượng còn nghĩ tu tránh nóng sơn trang, nói là bởi vì một cái nương nương không chịu nổi nắng nóng, mặt trên một câu, khổ chính là chúng ta này đó tiểu dân chúng phàm là bọn họ thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân dùng để phát trung ta đều không lời nào để nói. Nhưng hoàng thượng lấy mấy thứ này đi tu tránh nóng sơn trang lòng ta không thoải mái, hôn quân như vậy, đại chu sớm hay muộn là muốn vong, ta còn nghe nói có không ít dân gian tổ chức khởi nghĩa. Đường Tuấn Nghị trong mắt lóe tinh quang, đường ninh xem đến trái tim mảnh nhảy, tiểu thúc, ngươi không phải là nghĩ gia nhập những cái đó quần thể. Ngươi nhưng đừng làm việc ngốc. Lão Tứ, A Ninh nói đúng, loại chuyện này chúng ta không thể trộn lẫn, vạn nhất bại kia chính là tru chính tộc tội lớn đường tuấn sinh bạch mặt khuyên nhủ đường tuấn nghĩ bất đắc dĩ cười khổ tam ca ngươi xem ta giống có cái loại này người có bản lĩnh sao nói nữa ta còn có thê nhi muốn chiếu cố cũng không có khả năng đi mạo hiểm như vậy cùng các ngươi nói những việc này là muốn cho các ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu loạn chúng ta nơi này là biên thùy trấn nhỏ hoang vắng rời xa tây kinh tin tức cũng lạc hậu theo ta thấy hiện tại bên ngoài khẳng định có rất nhiều lưu dân mọi người đều có thể đi ra ngoài không đạo lý chúng ta đi không ra đi ta tưởng đại gia có thể đi làm cái lộ dẫn cũng không cần ra túc châu chỉ cần có thể rời đi trấn nhỏ này là được chờ đi ra ngoài sau lại hảo hảo ngẫm lại đi nơi nào này nếu không vào thành không có lộ dẫn cũng không sao đường tuấn tài nghe xong đường tuấn nghị kiến nghị sau chần chờ lắc đầu ngươi biện pháp này không đến vạn bất đắc dĩ không thể dùng quá mạo hiểm như vậy đi ra ngoài nửa đường bị kiểm tra đã có thể thành trốn dân Đại chu luật pháp quy định, phàm là trốn dân có thể ngay tại chỗ xử quyết. Đường Tuấn Kiệt cùng Đường Tuấn Sinh căn bản không dám đánh cuộc, càng không dám lấy thê nhi tánh mạng đi đánh cuộc. Liền ở đại gia hết đường xoay sở là lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến thê lương tiếng khóc, tại đây loại đại buổi tối nghe tới thật sự có chút thấm người. Đường Tuấn Sinh huynh để bốn người lao ra nhà chính, Giang thị cũng đi theo bọn họ phía sau hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn ra xa, không xác định mà nói, hình như là Lý Tam gia muốn hay không đi xem từ từ, bên kia giống như còn có cây đuốc. Đường Tuấn Sinh mắt sắc, nhìn không thích hợp không dám lập tức ra cửa. Tiếng khóc còn ở tiếp tục, chỉ chốc lát sau liền có một đám người dơ cây đuốc lại đây. Đường Tuấn Tài đứng ở trước nhất đầu, thấy rõ ràng người tới sau, lập tức nhấc chân chạy tới, Lý Mộc huynh đệ, này đại buổi tối chính là ra chuyện gì? Lý Mục mang theo này đám người bất quá là từ Đường Tuấn Sinh ra đi ngang qua thôi, nghe thấy Đường Tuấn Tài thanh âm, hắn kinh ngạc nghe xong xuống dưới, Tuấn Tài ca ngươi đã trở lại đường tuấn tài gật gật đầu hướng lý một phía sau tò mò mà ngó lý một theo hắn tầm mắt cao mày trầm trọng mà nói lý tam cùng máng đã chết ta là lại đây hỗ trợ đã chết bọn họ không phải đường tuấn tài vẽ mặt khiếp sợ nhớ không lầm nói hắn hôm nay từ tiệm vải ra tới thời điểm còn nhìn đến này hai người ở chợ kia đầu đi dạo hảo hảo người nói như thế nào không liền không có không chỉ có đường tuấn tài khiếp sợ ngay cả cùng lại đây đường tuấn sinh mấy cái cũng ngốc này hai người là thị trấn có tiếng ham ăn biến làm, ăn trộm ăn cắp không thiếu làm, đi ngang qua đồng ruộng hai đầu bờ ruộng còn có thể thuận tay rút nhân gia mấy viên đồ ăn kia đầu, cơ hồ tới rồi người chê chó ghét nông nổi. Đều nói người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, này hai người bị đánh không phải một lần hai lần, nghiêm trọng thời điểm chân đều bị đánh gãy, chính là căng lại đây, kia sinh mệnh lực quả thực so con dáng còn ngoan cường, gần nhất cũng không nghe nói bọn họ làm gì chuyện xấu, vô bệnh vô tai, nói không liền không, Đại gia trong lúc nhất thời thật đúng là không thể tiếp thu. Lý một lắc đầu, một bộ giữ kính như bưng bộ dáng Chương 16 Đường Ninh xuống bếp. Chương 16 Đường Ninh xuống bếp. Đường gia mấy. Người liền như vậy nhìn theo Lý một bọn họ rời đi, thi thể từ mọi người trước mặt nâng đi, đại gia còn có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên bao trùm vải bố trắng vết máu loang lỗ, ở như vậy đêm khuya, người xem khắp cả người phát lạnh. Tuy là thân cường thể tráng háng tử lúc này cũng nhịn không được đánh cái rùng mình. Đường Tuấn Tài trước hết phục hồi tinh thần lại, lôi kéo Đường Tuấn Sinh mấy cái hướng nhà ở đi, Muộn Thanh nói, ngày mai ta lại đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Lý Mộc là trấn trưởng con thứ hai, trấn trưởng Đại Nhi tử khoảng thời gian trước cử gia rời đi, hiện tại trấn trưởng đem sự tình đều giao cho con thứ hai xử lý, Đường Tuấn Tài trước kia cùng Lý Mộc ở một cái tư thuộc niệm thư, có vài phần cùng Trường Tình Nghĩa ở nơi đó, hơn nữa hắn là tiệm vải phòng thu chi, cũng coi như là thể diện người nghĩ đến cùng Lý một Lân La làm quen vẫn là có thể biết được một ít nội tình. Mọi người thương lượng xong liền tan, đường lão đại cùng đường lão tứ đi theo đường lão nhị trở về, bên kia phòng nhiều, trụ khai, đường tuấn sinh đưa bọn họ đưa ra sân, chạy nhanh giữ cửa cài chốt cửa, xoay người cùng ba cái nhi nữ dặn dò nói, buổi tối ngủ cảnh giác một ít, cửa sổ đều quan hảo, không có việc gì đừng mở cửa. Đường đang cùng đường trung thành thật gật đầu, hai cái đều là nam hài tử, đường chính vẫn là thiếu niên, đường tuấn sinh không phải thực lo lắng, nhất không bỏ xuống được vẫn là đường ninh. Đường ninh còn ở đắm chìm ở nhìn thẳng thi thể thật lớn bạo kích trung, đột nhiên đối thượng đường tuấn sinh lo lắng hai tròng mắt, vội vàng liều mạng gật đầu, cha yên tâm, ta vào phòng khẳng định sẽ không ra tới, đánh chết ta đều không ra. Đường tuấn sinh há miệng, vốn định làm đường ninh đi bọn họ phòng ngủ, bị đường ninh một đổ, nhưng thật ra chưa nói xuất khẩu. Đường ninh trở lại phòng sau, không nói hai lời cấm môn, sờ soạn chui vào ổ chăn, đem chính mình gắt gao ôm làm một đoàn, thẳng đến trên người nổi da gà tiêu đi xuống thân mình mới dần dần thả lỏng lại, cẩn thận hồi tưởng vừa mới phát sinh sự tình. Bọn họ nơi này là biên thùy, tuy rằng muốn cái gì không có gì, nhưng an toàn phương diện tuyệt đối là địa phương khác so ra kém, rốt cuộc nơi này là nhất tới gần biên quan thành trấn, trên chiến trường tướng sĩ quan quân ở bên này đều có phủ đệ, chỉ là thủ vệ liền có mấy ngàn người, lại không phải cái gì dồi dào nơi, làm chuyện xấu người trừ phi luẩn quẩn trong lòng, bằng không không có khả năng ở chỗ này hành động. Lý Tam cùng máng là trấn trên nổi danh lưu manh, nhiều năm như vậy làm không ít trộm cắp sự, vẫn luôn không bị lộng chết, chết vào báo thù khả năng tính không lớn, hơn nữa này hai người tích mệnh thực, nguy hiểm, vất vả địa phương tuyệt đối sẽ không tới gần, càng không thể chết vào ngoài ý muốn, hơn nữa Lý Một ngay lúc đó biểu tình rất khó xem, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì không thể cho ai biết ẩn tình. Đường Ninh càng nghĩ càng bất an, liếc liếc mắt một cái chính mình hệ thống ngạch trống, liền thừa 250, đồ ngốc chạy nạn nói chút tiền ấy thật đúng là chỉ có thể tắt kẻ răng, nói đến nói đi vẫn là kiếm tiền tương đối quan trọng. Nghĩ nghĩ, nàng liền như vậy mơ mơ màng màng ngủ rồi, thẳng đến đường trung lại đây gõ cửa mới từ từ chuyển tỉnh. Hôm nay đường gia không giống trước kia chỉ có bọn họ tỷ đệ hai người, đường tuấn cha ruột tử đã đem hoàng viên ngoại gia sống làm xong, một cái xuống ruộng làm việc, một cái ở trong nhà giúp đỡ gánh nước phách xài, còn có gian thị ngẫu nhiên trở về một chuyến, nhưng thật ra rất náo nhiệt, bất quá bởi vì như vậy Đường Ninh vô pháp đem trong phòng đồ vật làm ra đi bán, Đường Trung cũng không thể vào núi. Tỷ đệ hai người trong lòng sốt ruột đến không được, mắt thấy ngày đều mau thăng lên đi, Đường Trung nhìn chuẩn cơ hội lưu, Đường Ninh tức giận đến thẳng dậm chân, chạy là chạy không thoát, nàng còn muốn lưu lại thế hắn tìm lấy cớ viên qua đi, cũng may vài thứ kia phóng được, thật sự không được liền bán cho hệ thống đổi thành khác vật tư, tùy tiện tìm cái lấy cớ cũng có thể lừa gạt Đường Trung. Hạ quyết tâm Đường Ninh không chút hoang mang mà giúp phách xài đường chính thu thập củi lửa, huynh muội hai người đang ở làm việc thời điểm đường lão nhị mang theo đường nhu hòa hai cái cháu ngoại tiến vào. Đường đang cùng đường Ninh vội vàng đứng dậy tiếp đón. Cô gái bởi vì lần trước được đường Ninh mấy viên quả dạy tử, đối nàng rất là thân mật, còn hướng nàng cười cười. Đường Ninh cũng đi theo nhất miệng cười, lãnh đường nhu hòa ni ngồi vào bối dương địa phương, cho các nàng đổ nước. Đường nhu trong lòng ngực trẻ con rầm rì một tiếng, đường Ninh đi theo xem qua đi, nhoảng miệng cười, Thái tử chính là hảo, vô ưu vô lự. Đường Tuấn Kiệt hướng trong phòng nhìn thoáng qua, cùng Đường Chính hỏi, cha mẹ ngươi đều trên mặt đất. Đường đúng giờ gật đầu, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhị bá trước ngồi, ta đi tìm bọn họ. Hắn đánh giá Đường Tuấn Kiệt là tới đưa tin tức, lập tức đem rìu buông ra bên ngoài hướng, Đường Tuấn Kiệt kêu đều kêu không được, gấp đến độ thẳng dậm chân, đứa nhỏ này như thế nào cùng pháo đốt dường như, một điểm liền trúng, ta cũng chưa hé răng đâu. Đường Ninh trong lòng buồn cười nhị bá, ta đại ca mấy ngày nay lo lắng đâu, một chút động tĩnh liền nghi thần nghi quỷ, ngươi đừng nói hắn, chạy nhanh lại đây bên này ngồi, tuy rằng nhập thu, nhưng ngày đi lên vẫn là phơi thật sự, ta đi cho các ngươi lộng điểm ăn. Lúc này đường tuấn kiệt nhưng thật ra không cùng đường ninh khách khí, thuận miệng nói, cho ngươi đại bá tiểu thúc cũng là một chút, ta đánh giá bọn họ hẳn là mau trở lại. Bọn họ bên này là không có ăn cơm trưa thói quen, bất quá hôm nay đại gia khắp nơi bôn ba, buổi sáng đường tuấn tài cùng đường tuấn nghị liền ăn một chút khi gạo lứt cháo lăn lộn cái thủy no trở về khẳng định đói đến trước ngực dán phía sau lưng đường ninh sản khoái mà đồng ý đứng dậy đi giang thị phu thê phòng hoa chính văn tiền từ hệ thống mua sáu cái trứng gà riêng tuyển cái loại này nhan sắc cùng trong nhà trứng gà không quá giống nhau lại mua mấy viên quả dại tử đem một văn tiền cấp dùng thấu cái số nguyên nàng nhìn cũng thoải mái mua xong đồ vật sau nàng chỉ lấy ba cái trứng gà dư lại ba cái đặt ở đại lưu lại lấy một ít gạo lứt cùng hát mặt cuối cùng mang lên kia bao quả dại tử đi ra ngoài đem quả dại tử đặt ở cô gái trước mặt thời điểm tiểu nha đầu đôi mắt đều sáng đường ninh từ ái mà sờ sờ nàng đầu ôm nhu nói đều cho ngươi từ từ ăn đường nhu bất đắc dĩ lắc đầu cười ngươi liền sủng nàng đi về sau không có quả tử ăn nàng còn không được khóc a à? sẽ không đường ninh ngạo kiều mà dơ dơ lên đầu xoay người đi nhà bếp đường nhu cho rằng nàng nói cô gái sẽ không khóc trên thực tế đường ninh ý tứ là này quả tử nàng có rất nhiều, như thế nào cũng không thể làm tiểu nha đầu khóc không phải. Vào nhà bếp đường ninh trước đem nồi thiêu khai, phóng thủy, lại vo gạo, chờ mễ bỏ vào đi lại đi cùng mặt ngực đáp, cuối cùng mới là xử lý rau dại, không sai biệt lắm chính lại bỏ vào đi đánh tan trứng gà dịch, toàn bộ mùi hương toàn đi lên. Bên này cơm tập thể không sai biệt lắm chính, bên kia tiểu ấm sành hầm canh trứng cũng hảo. Đường Tuấn Sinh cùng Giang Thị Đường Chính bước vào sân đã nghe đến mùi hương, ba người hai mặt tương khuy cùng đường tuấn kiệt chào hỏi giang thị tiến nhà bếp liền nhìn đến đường ninh bận việc thân ảnh qua đi liền phải hỗ trợ lại bị đường ninh đuổi ra đi nương ngồi một chút ta đều chuẩn bị cho tốt Người nấu cái gì như vậy hương giang thị tò mò mà sốt lên nắp nồi nhìn đến này một nồi rắn chắc cơm chỉ sửng sốt một chút cũng không có trách cứ nữ nhi đường ninh nhìn nàng này phản ứng liền biết giang thị đau lòng nhỏ giọng giải thích nói nhị bá nói đại bá cùng tiểu thúc một lát liền đã trở lại bọn họ buổi sáng khẳng định không như thế nào ăn, ta liền nhiều thả chút lương thực, trứng gà là ta cùng A Trung nhặt về tới, ta thả hai cái đi vào, bên kia còn lộng một cái canh trứng cấp đại đường tỷ nhi tử ăn, dư lại ba cái đều đặt ở luôn. Chương 17 Nguyên nhân chết Chương 17 Nguyên nhân chết Giang thị kinh ngạc với nữ nhi thế nhưng còn để lại trứng, tức khắc vui mừng mà cười, nhà ta an ninh càng ngày càng có thể làm, khi nương hôm nay liền chờ nếm thử thủ nghệ của ngươi. Nếu là trưởng tử trưởng nữ đều có thể đứng lên tới, tương lai liền tính bọn họ hai vợ chồng có cái vạn nhất cũng không cần như vậy lo lắng giang thị nghĩ khóc mắt lại đỏ không dám làm đường ninh thấy liền xoay người đi ra ngoài bất quá một lát công phu đường tuấn tài cùng đường tuấn nghị cũng đã trở lại chỉ là hai người sắc mặt không được tốt xem mới tiến sân liền mang theo một đám người đi nhà chính đường tuấn tài trầm khuôn mặt cùng đường chính nói a chính đi trong viện thủ đừng làm người nghe lén chúng ta nói chuyện này tư thế Đường chính nghe lời mà đi ra ngoài đừng ninh nhưng thật ra trà trộn vào phòng đường tuấn tài cũng không quản nhiều như vậy hạ giọng run rẩy mà nói ta từ lý một bên kia nghe được lý tam cùng máng tình huống bọn họ hai cái là bị liêu nhân giết hại cái gì trong phòng người trừ bỏ đường tuấn nghị tất cả đều hoảng sợ mà hô ra tới đường nhu càng là sợ tới mức thân mình đều run rẩy lên may mắn cô gái ở trong sân ăn quả dại tử không theo vào tới bằng không lại đến bị dọa nhảy dựng đường tuấn sinh hoảng đến nói chuyện đều nói lắp sao như thế nào sẽ là liêu nhân chẳng lẽ liêu binh đã đánh vào được chúng ta đây một khi biên quan thất thủ bọn họ nơi này sẽ trở thành cái thứ nhất bị quân địch tàn sát thành trấn tin tức này so binh dịch thuế má còn muốn mệnh lão tam ngươi trước đừng hoảng hốt đại ca đến tột cùng sao lại thế này đường tuấn kiệt bạch mặt không chớp mắt nhìn chằm chằm đường tuấn tài đường tuấn tài mày nhíu chặt chậm rãi nói Lời này cũng là Lý Mộc bên người thân tính lộ ra, ta hôm nay đi tìm Lý Mộc, hắn liền biết ta ý đồ đến, thường lui tới còn sẽ hàng. Khuyên vài câu, hôm nay lại trắng ra nói cho ta làm ta không cần hỏi thăm Lý Tam cùng máng sự tình, bất quá hắn mịt mờ nhắc nhở ta một câu, nếu là có họ hàng xa, nhưng đi xem. Ta ngay từ đầu không minh bạch, đi ra Lý Phủ thời điểm vừa lúc đụng tới hôm qua nâng thi thể hai cái hộ vệ từ bên ngoài trở về, lẩm nhẩm lầm nhầm nói cái gì miệng vết thương binh khí, ta liền thả chậm bước chân dựng lỗ tai nghe xong trong chốc lát, bọn họ ý tứ là Lý Tam cùng máng là bị giết. Giết bọn hắn binh khí là đại liêu, binh khí loại đồ vật này, từ trước đến nay là triều đình nghiêm quản chi vật, dân gian nhiều lắm có chút dao phay chủy thủ triều đốn củi đao hoặc là nông cụ, lại lợi hại chút chính là đại đao cùng trường kiếm, cung tiễn, mấy thứ này còn muốn cùng quan phủ thông báo, dân gian vô pháp tư tàn. Hiện tại đại liêu binh khí ở đại chu cảnh nội giết người, mặc kệ cầm binh khí chính là người nào đều thuyết minh chúng ta bên này quan đã không xong, tốt nhất tình huống là có người đem trên chiến trường lưu khí trọng mang về tới, lại không biết như thế nào chảy đi ra ngoài, mới có này lưu khí giết người một chuyện. Nhất hư tình huống lưu nhân đã lẻn vào đại chu, hơn nửa liền ở chúng ta trong thị trấn. Loãng xoảng một tiếng, giang thị chân mềm ngã xuống ghế. Đường Tuấn sinh vội đem người nâng dậy tới, nông nóng mà cùng đường Tuấn tài hỏi, đại ca, ngươi cảm thấy loại nào khả năng tính lớn hơn một chút. Đường Tuấn Tài không có hé răng, đường Tuấn Sinh một lòng chìm vào đáy cốc chúng ta lúc này thì phi đi không thể. Vẫn luôn trầm mặt đường Tuấn Nghị sâu kín nói, hôm nay đại ca đi lý một gia trung, ta liền đi quen biết mấy cái bạn tốt trong nhà, này vừa đi mới biết được, hảo những người này đều dọn đi rồi, đã hai ba ngày, lặng yên không một tiếng động, ai cũng chưa nói, đó là hàng xóm đều không biết tình, còn tưởng rằng chỉ là có việc không ở nhà thôi. Đây là ít người mà đại chỗ hỏng, từng nhà đều có khoảng cách nhất định, phát sinh điểm chuyện gì không có nháo ra đại động tỉnh cũng chưa người biết bọn họ là đi như thế nào không phải không thể rời đi túc châu đường tuấn sinh nóng nảy tính toán như thế nào rời đi đường tuấn nghĩ lắc đầu thở dài khẩu khí không biết a à. mặc kệ bọn họ đi như thế nào ta ý tứ vẫn là trước lộng cái lộ dẫn mặc kệ đi nơi nào trước rời đi lại nói bên này quá nguy hiểm núi lớn liền ở phía sau liêu nhân khi nào lại đây giấu ở nơi nào cũng không biết không thể đãi đường ninh trong lòng căng thẳng đường trung còn ở trong núi đâu vội hỏi nói, tiểu thúc, liêu nhân sẽ phiên sơn lại đây chúng ta bên này. Đường Tuấn Nghị sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, chúng ta trấn trên này phiến núi non chính là đại chu cái trắng, ngăn cách hai nước lui tới, nếu không lấy đại chu này binh lực, như thế nào cùng đại liêu chống lại nhiều năm như vậy? Ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, đó là gặp gỡ lại nghiêm trọng thiên tai nhân họa đại gia cũng không nghĩ hướng trong núi đi là vì cái gì, giả thú vẫn là tiếp theo, nguy hiểm nhất thường thường là những cái đó không biết chi tiết người. Đường Ninh nghe được mặt mũi trắng bệch, hiện tại nàng mới hiểu được vì cái gì mọi người đều mau đói chết cũng không có gì người vào núi, rõ ràng bọn họ chạy như vậy xa cũng không gặp phải nhiều lợi hại giả thú, như thế nào mọi người đều không có can đảm đi thử thời vận, hiện tại xem ra là nàng tưởng quá đơn giản. Nhưng hiện tại đường Trung còn ở bên trong, làm sao bây giờ? Nàng muốn thành thật công đạo sao? Liền ở đường Ninh lo sợ bất an thời điểm, đường Tuấn Sinh trấn an giang thị đi đem đồ ăn bưng lên, kêu đường đang cùng cô gái tiến vào ăn cơm đường nhu nhìn lên còn có cho nàng hài tử làm cho canh trứng thủ sủng nhược kinh mà thẳng lắc đầu tam bá nương lưu trữ cấp đường đệ đường muội ăn ta nhi tử còn nhỏ ăn nải liền thành giang thị một mặt lắc đầu an à ninh chuyên môn cấp hài tử hầm ngươi đừng cự tuyệt ăn này đốn còn không biết hạ đốn ở nơi nào đâu giang thị bi quan cảm xúc chọc đến đường nhu đỏ mắt vẫn chưa lại nói cự tuyệt nói bên này đường ninh lại vô tâm tư lưu ý các nàng cảm xúc tùy ý lay mấy khẩu cơm liền đến trong viện thậm chí còn hướng phía sau cao sườn núi chạy một đoạn, nhìn chầm chầm núi lớn phương hướng cầu nguyện đường trung bình an trở về. Mắt thấy thiên liền phải hắt, vẫn là không có thể thấy đường trung bóng người, đường ninh càng thêm nôn nóng lên, đang định đem đường trung vào núi việc nói cho đường tuấn sinh bọn họ kia tiểu tử liền đã trở lại. Cùng làm tặc dường như rón ra rón rén mà đem cái sọc lộng tiếng nàng phòng, lại cùng giống như người không có việc gì đi ra, nếu không phải đường ninh vẫn luôn lưu ý thật đúng là không phát hiện hắn động tác nhỏ. Người bình an trở về, nàng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, không đợi đường trung khoe ra hôm nay thu hoạch liền đem người hướng trong phòng túng, nên lỗ tai hắn tức giận mà giáo huấn nói, còn biết trở về, ta đều mau lo lắng gần chết ngươi có biết hay không, thiếu chút nữa liền cùng cha mẹ nói ngươi vào núi đi. Đường trung nhe răng trợn mắt mặt nháy mắt trở nên hoảng sợ vô cùng, tỷ, ngươi đem ta bán. Cha mẹ sẽ đánh chết ta. Xong rồi xong rồi, xong đời. Đường ninh xem hắn bộ dáng này, lại đại khí cũng tan, tính ngươi vận khí tốt, ta còn không có tới kịp nói, bất quá không có lần tới. Chưa nói liền hảo, chưa nói liền hảo, đường trung vừa nghe đường ninh còn chưa nói lập tức nhẹ nhàng thở ra, căn bản không đem nàng cuối cùng câu nói kia để ở trong lòng, hiến vật quý dường như đem cái sọt dọn đến nàng trước mặt, nhà, hôm nay ta lại đi kia cánh rừng, phát hiện còn có chút giả quả hồng liền cấp hái được, chúng ta còn tìm tới rồi một qua gà rừng trứng, mười mấy, đại gia phân một phân, đến ta bên này liền dư lại bốn cái, đều cho ngươi. Chương 18 không rõ chi vật chương 18 không rõ chi vật. Đúng rồi, ngày hôm qua đồ vật không phải nói muốn bán, như thế nào còn ở. Đường Trung Tiến Phòng liền phát hiện ngày hôm qua những cái đó thu hoạch đôi ở trong góc, trong lòng có chút sốt ruột. Đường Ninh đều hết chỗ nói rồi, khi nào ngươi còn nghĩ này đó, cùng ngươi nói, không thể lại vào núi, không chỉ có là ngươi, kẻ lỗ mãn bọn họ cũng không thể đi. Theo sau đường Ninh đem Lý Tam cùng máng sự tình trộm nói cho đường Trung, thuận tiện còn dọa hù hắn sau núi bên trong có giết người không chết mắt liêu nhân. Đường Trung nghe được mặt không có chút máu, một đôi mắt giống như sẽ không xoay giống nhau, này phút ngốc ngốc bộ dáng thực sự đem đường ninh khiếp sợ, cho rằng chính mình đe dọa quá mức, vội trấn an nói, ta chính là nói cho ngươi trong núi rất nguy hiểm, không thể đi, chỉ cần không vào núi liền sẽ không có nguy hiểm, thật sự, ngươi đừng sợ. Đường Trung xoay chuyển trong mắt, trong mắt có hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, còn có một tia giải dụa bởi vì đứng ở trước mặt hắn chính là hắn tín nhiệm nhất nhất ỷ lại tỷ tỷ cuối cùng đường trung vẫn là khẽ cắn môi từ trong lòng ngực lấy ra một cái quấn quanh dây mây lá cây đồ vật đây là cái gì đường ninh tò mò mà cởi bỏ một phen chủy thủ nơi nào tới nói nàng lại cúi đầu cẩn thận nhìn nhìn một phen chủy thủ trà lau quá nhìn ra được thủ công tinh xảo mũi đao không giống thường thấy cái loại này thẳng tim mà là uống lượng lưỡi dao trung gian hậu hai sườn mỏng như cánh ve còn có phó nhận sắc nhọn bị ngoạn ý nghi này nhẹ nhàng một tước, đầu ngón tay nháy mắt không rớt. này thủ công, thời đại này có thể làm ra lợi hại như vậy, chủy thủ cũng là không đơn giản a. À. đường trung bạch mặt thẳng lắc đầu, ở trong núi nhặt, ta chính là nhìn đến khe đá có cái gì phản quang, tò mò đào một chút. đường ninh nghe vậy, mày thật sâu nhíu lại, lại cẩn thận nghiên cứu một chút, chủy thủ tay cầm điêu khắc phức tạp hoa văn, mặt trên còn có nàng không quen biết văn tự. này không phải đại chu đồ vật. đường thà rằng định nói đường trung sắc mặt càng thêm khó coi hắn đã sớm đoán trước đến hiện tại xem đường ninh đến ra cùng hắn giống nhau kết luận lập tức nói ta hiện tại liền đem thứ này ném trở về núi đương việc này không phát sinh quá nhìn hắn núi lửa lông mày tư thế đường ninh vội đem người ngăn lại tới hiện tại đi ra ngoài quá nguy hiểm ngươi nếu là tin tưởng tỉ tỉ liền đem đồ vật phóng ta nơi này ta giúp ngươi xử lý bảo đảm sẽ không làm thứ này xuất hiện trước mặt người khác bất quá việc này còn có ai biết thứ này một cái không hảo chính là sẽ cho nhà bọn họ đưa tới họa sát thân. Đường trung đầu diêu đến cùng trống bỏi dường như, không không không, không ai biết. Nói đường trung tâm hư mà rủ xuống đầu, ngươi cũng biết chúng ta quy củ, vào núi mặc kệ được đến cái gì đều phải chia đều, thứ này liền một phen, ta thực thích, làm kẻ lỗ mãn bọn họ đã biết nó liền sẽ không chỉ thuộc về ta. Đường ninh giật mình lập tức phản ứng lại đây, nam hài tử ai không thích dơ đao múa kiếm khát khao đương cái đại anh hùng, đường trung bất quá chừng 10 tuổi, vẫn là cái hài tử, nhìn thấy như vậy tinh xảo chủy thủ trộn giấu đi cũng là nhân chi thường tình. May mắn hắn trộn giấu đi không có làm cho mọi người đều biết, nếu không nàng cũng không có biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Đường Trung thấy đường ninh biểu tình âm tình bất định, cho rằng nàng sinh khí, sợ hãi mà ôm lấy đầu, liên tục nhận sai, tỷ ta không phải cố ý, chính là ta sai rồi. Đường ninh lắc đầu, sắc mặt trầm tĩnh ngươi làm như vậy không sai, duy nhất sai một chút là không nên đem lai lịch không rõ đồ vật mang về tới, ngoạn ý nhi này không phải chúng ta gia có thể có, sự tình hôm nay coi như không phát sinh quá, ngươi không nhặt được này chủy thủ, dư lại giao cho ta tới xử lý, biết không? Ngươi xử lý như thế nào? Đường trung theo bản năng mà hoài nghi, đảo không phải hắn không tin đường ninh, mà là đường ninh một cái cô nương gia còn không có nàng giả, thân thủ cũng không được, hắn không thể tưởng được đường ninh xử lý biện pháp. Ngươi đừng động, đồ vật cho ta là được. Đường Ninh tránh mà không đáp, đem đồ vật thu được trong ngăn tủ, xoay người đẩy đường Trung đi ra. Ngoài, chạy nhanh tẩy tẩy đi ăn cơm, trong nồi còn có một chén buổi trưa làm thức ăn, cho ngươi lưu trữ, cha mẹ thúc bá tâm tình đều không tốt, ngươi nhưng đừng đi treo chọc bọn họ. Nhắc đến ăn đồ vật, đường Trung mới phát hiện chính mình bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, lập tức cái gì đều không nghĩ, hướng nhà bếp toản. Thừa dịp đường Trung rời đi công phu, Đường Ninh đem chủy thủ thu vào không gian kho hàng, hiện tại hệ thống đối nàng mở ra thu mua loại chỉ có thiên nhiên thực vật cùng thiên nhiên động vật, chủy thủ loại đồ vật này tạm thời bán không ra đi, chỉ có thể tồn trứ. Xem đồ vật vững vàng mà đặt ở kho hàng một góc, hơn nữa những cái đó giả quả hồng, đều mau đem 10 lập phương không gian cấp tể bạo, Đường Ninh mới ý thức được không gian đối nàng tới nói có bao nhiêu quan trọng, nếu có thể lại đi lên trên một bậc thì tốt rồi, nhưng lại lần nữa thăng cấp muốn 1000 văn, nàng giả thuyết tệ chỉ có 240 văn kém không phải cực nhỏ. Huống chi chạy trốn thời điểm nơi trốn đều phải tiền, nàng cũng không thể đem sở hữu giả thuyết tệ đều cấp hoa, ai. Nếu có thể lại vào núi vài lần thì tốt rồi. Cái này ý niệm chỉ chợt lóe, đừng ninh liền lắc đầu, cưỡng bách chính mình xem nhẹ, kia sơn hiện tại liền cùng dương bồn máu mồm to yêu quá dường như, tùy thời có thể muốn mạng người, nói cái gì đều không thể đi vào. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là trước đem phòng mấy thứ này bán cho hệ thống mới là, lại buông đi đã có thể không đáng giá tiền, đến nỗi đến lúc đó như thế nào lừa gạt đường trung đến lúc đó lại nói, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hạ quyết tâm, đường ninh đem trong phòng sơn hạt dễ cùng giả quả hồng tất cả đều bán cho hệ thống, bao gồm đường trung hôm nay mang về tới kia một cái sọc. Hệ thống thu mua giới là sơn hạt dễ trung phẩm 1 cân 12 văn, hạ phẩm 1 cân 5 văn, giả quả hồng trung phẩm 1 cân 8 văn, hạ phẩm một cân lượng văn, trên tay nàng phần lớn đều là trung phẩm quả, sơn hạt dễ có 10 cân nhiều, giả quả hồng đánh giá có 20 tới cân, hạ phẩm chỉ là chút ít, hệ thống cho nàng thấu cái số nguyên 300 văn, như vậy nàng giả thuyết tệ liền có 540 văn. Khoảng cách 1.000 văn đã qua nữa, nhưng mà nàng vẫn là không thể mơ ước thăng cấp không gian, mà là muốn cân nhắc như thế nào đêm này đó ngạch trống đổi thành vật tư, ít nhất lương thực đến quản đủ, bằng không dựa theo đường tuấn sinh bọn họ nói cái loại này tình huống, rời đi nơi này thật sự 8-9 phần 10 là không sống được đường ninh ở trong phòng đem sự tình xử lý thỏa đáng mới bình tĩnh mà đi ra ngoài đi ra cửa phòng thời điểm còn tùy tay tướng môn gắt gao kéo lên đường trung lúc này đã cơm nước xong mắt trông mong chờ nàng bước tiếp theo động tác đường ninh đi triều hắn đưa mắt ra hiệu nói chạy nhanh rửa cái mặt trở về ngủ điên chạy một ngày cũng không biết mệt kia đồ vật ngươi yên tâm ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh tuyệt đối sẽ không bại lộ ra đi lại nàng luôn phiên bảo đảm hạ đường trung mới nửa tin nửa ngờ mà trở về phòng không bao lâu đường ninh vào phòng xem xét, nhìn đường trung Ngũ trầm mới lặng lẽ lui đi ra ngoài. Không bao lâu, đường tuấn sinh cùng giang thị lãnh đường đang từ bên ngoài trở về, ba người trên người đều cổng đồ vật, đường ninh cẩn thận nhìn lên, giật mình không nhỏ, cha mẹ, các ngươi như thế nào đem cây đậu đều cấp thu lên đây? Không phải còn chưa tới thời điểm sao? Chương 19 quan phủ người tới. Chương 19 quan phủ người tới. Quản không được như vậy nhiều, hôm nay ngươi nhị bá lôi kéo ngươi đại bá cùng tiểu thúc đi huyện nha làm lộ dẫn, nếu có thể làm xuống dưới, chúng ta quá hai ngày muốn đi, mấy thứ này mang không đi, lưu tại bên này cũng là tiện nghi những cái đó con mọc lộc. Đường Tuấn Sinh khẽ cắn môi, đem đồ vật hướng che mưa trắng gió dưới mái hiên một ném, vỗ vỗ tay, lúc này mới hướng bốn nhìn xung quanh một vòng, a à trung kia tiểu tử thúi đâu. Còn không có trở về. Xem đường Tuấn Sinh có tức giận khuynh hướng, đường Ninh vội thế đường Trung giải thích nói, đã trở lại, đã ăn cơm, đi ngủ. Đường Tuấn Sinh sửng sốt một chút, cười mắng, tên tiểu tử thúi này nhưng thật ra vô tâm không phổi. Hảo, hài tử trở về là được, chúng ta chạy nhanh nắm chặt thời gian đêm này đó lương thực phơi, có thể thu nhiều ít thu nhiều ít. Giang thị nói chêm chọc cười, sợ đường tuấn sinh truy cứu đường trung điên chơi việc, dù sao cũng là tiểu nhi tử, vẫn là liều mạng mới sinh hạ tới, nàng đau lòng. Ngươi liền quán hắn. Đường tuấn sinh lại nhảy một câu, nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Đường ninh cũng gia nhập làm việc đội ngũ, cùng cha mẹ đại ca cùng nhau bận việc đến đêm khuya mới trở về nằm xuống. Đường trung một giấc này ngủ đến cũng không kiên định, từ đi vào giấc ngủ sau liền bắt đầu làm các loại khủng bố ác mộng, hơn nữa trong viện đường ninh bọn họ làm việc thanh âm, phản phất tự tấp hắn mộng phối nhạc dường như, hư hư thật thật, phân thông rõ thật giả, vì thế trời còn chưa sáng hắn đã bị dọa tỉnh. Một người ngốc ngốc mà ngồi ở trên giường, cửa sổ nhắm chặt, trong phòng một mảnh đen nhánh, bên người còn có đường chính đều đều tiếng hít thở truyền tới, có lẽ là hắn động tác quá lớn, đường chính trở mình, lại tiếp tục ngủ say. Đường trung lúc này mới tỉnh táo lại, thở vào khẩu khí, rón ra rón rén mà đứng dậy mở cửa, hắn đến đi tìm đại tỷ hỏi một chút chuyện thủ sự tình, bằng không hắn liền ngủ đều không yên ổn. Kết quả chờ hắn đi đến trong viện mới phát hiện lúc này trời còn chưa sáng, bốn phía im ắng, đại tỷ phòng liền ở cha mẹ cách vách, hắn nếu là đi gõ cửa, khẳng định sẽ kinh động cha mẹ, đến lúc đó giải thích đều giải thích không rõ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải khẽ trắng môi trở về tiếp tục nằm, trận tròn mắt đến hừng đông thẳng đến bên ngoài truyền đến mở cửa thanh hắn mới lên chính đại quang minh mà đi gõ đường ninh phòng giang thị từ nhà bếp dò ra đầu nhỏ giọng chặn lại nói đừng đi nháo tỉ tỉ ngươi tối hôm qua nàng làm việc làm đến đã khuya đường trung tay rung lên thông minh mà thu tay cho rằng đường ninh tối hôm qua tìm lấy cớ đem thủy thủ xử lý vẫn chưa hỏi nhiều cao hứng mà lại nhảy lại nhảy ở trong sân xoay vòng vòng ngày lên đường ra bên ngoài tới một đám người cầm đầu đúng là lý một Lý Mộc mang theo một đám người không khỏi phân trần vào đường Gia Sơn, đường Tuấn Sinh tối hôm qua bận việc đến đã khuya, hôm nay lên cũng vãn, nhìn đến này tư thế vội tiến lên, khẩn trương hỏi, nhị công tử mang theo nhiều người như vậy lại đây là. Lý Mộc xem đường Tuấn Sinh một nhà khẩn trương, đạm cười trấn an nói, làm theo phép, kiểm kê mỗi nhà mỗi hộ thiết khí, các ngươi phối hợp một ít, quý trọng đồ vật có thể trước thu một chút, trong chốc lát nha sai đi vào xem, sẽ không loạn phiên, các ngươi yên tâm. Vừa nghe là kiểm kê thiết khí, đường tuấn sinh thần sắc lập tức hòa hoãn xuống dưới nhưng thật ra đường trung cả người đều khẩn trương rất nhiều lần cấp đường ninh đưa mắt ra hiệu đường ninh hình như có sở cảm quay đầu lại bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói đường trung thế nhưng mặt danh tâm an không hề nôn nóng lý một phía sau nha sai ở giang thị tiến vào phòng sau liền bắt đầu hành động đi trước nhà bếp lại đi phòng chất củi theo sau là nhà chính cùng ba cái hài tử ngủ phòng cuối cùng mới là giang thị bọn họ nhà chính Đường ninh ỉ vào người tiểu, đại nhân khoan dung, chính là đi theo nha sai phía sau vào phòng, xem bọn họ không chỉ có đem gian thị phòng tủ quần áo ngăn kéo tất cả đều khai, liền khả năng trang thiết khí cái hộp nhỏ cũng khai, có chút bố bao đồ vật bọn họ nhưng thật ra không sốc lên xem, bất quá tất cả đều nhéo một lần, còn có trên xà nhà cùng đáy giường vách tường khe hở. Này cẩn thận kính nghi xem đến đường ninh gia đầu tê dại, may mắn nàng có kho hàng không gian, bằng không hôm nay nhà bọn họ khẳng định muốn giao đãi một đám nha sai kiểm kê xong, đến trong viện cùng Lý một hội báo nói, đại nhân, này hộ có thiếu một gốc dao phay một phen, đống củi đao một phen, triều một phen, trường bính cái quốc một phen, đoạn bính cái quốc một phen, lưỡi hái một phen, chảo sắt một cái, trừ cái này ra còn có răng cưa một phen, khắc đao hai thanh, một cái cái bào, hai căn kim may áo. Lý một nhìn bên người văn chức tiểu lại đem đồ vật tất cả đều ký lục trong danh sách, lúc này mới hỏi, có không lộ chút sơ hở? Không có cầm đầu nha sai khẳng định mà nói, bọn họ đã đem đường gia trong ngoài ra xét cái biến, liền kém đào ba thước đất, vừa mới dạo qua một vòng, đường gia không có xới đất dấu vết, không tồn tại đào hố vùi lấp việc. Lý một gật gật đầu, cùng đường Tuấn Sinh nói chuyện ngữ khí càng thêm ôn hòa, giải thích nói, này không phải phụ cận vừa mới ra án mạng, trấn trưởng đem tình huống cùng huyện nha bên kia hội báo, huyện lệnh đại nhân muốn tra rõ việc này, cho nên trấn trên từng nhà đều phải cẩn thận kiểm tra, chỉ cần các ngươi cùng việc này không quan hệ liền không cần lo lắng, lời nói không nói nhiều, chúng ta muốn đi tiếp theo gia. Đường Tuấn Sinh không lại hỏi nhiều, thông minh mà đem người đưa ra sân, xem đám người đi xa mới vịt một tiếng đóng cửa lại, còn dùng một xuyên cấp xuyên lên. Giang Thị lo lắng mà nhỏ giọng nói thầm nói, đương gia, ngươi nói bọn họ có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật. Dĩ vãng mỗi năm đều phải kiểm kê vài lần thiết khí, thông thường người tới chính là đơn giản chuyển một vòng, đâu giống hôm nay không chỉ có khai tủ quần áo, liền ngăn kéo cùng cái hộp nhỏ cũng chưa buông tha, thậm chí xà nhà cùng đáy giường đều cấp viên, quả thực muốn mệnh. Đường Tuấn Sinh nghĩ đến đường Tuấn Tài lời nói, sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm nói, ta đoán bọn họ khả năng ở tra hung thủ, tìm hung khí, cũng không biết như vậy tra có thể hay không tra được. Nói đường Tuấn Sinh nhìn về phía núi lớn phương hướng, căn bản không chú ý tới tiểu nhi tử trắng bệch sắc mặt. Đường Ninh lặng lẽ lôi kéo đường Trung, ý bảo hắn cùng nàng vào nhà. Tỷ đệ hai người trở về phòng đóng cửa đường trung lập tức nhảy dựng lên hạ giọng nôn nóng hỏi tỷ kia đồ vật ngươi lộng chạy đi đâu đường ninh đem người đè nặng ngồi xuống làm cái hư động tác ngươi nói nhỏ thôi đừng nơi nơi ồn ào yên tâm đi ngươi sẽ không lại nhìn thấy thứ đồ kia còn có chúng ta trích quả dạy tử ta cũng cấp xử lý yên tâm không ném cùng người ta nói hảo đổi lương thực quá hai ngày tiếng gió qua ta lại đi lấy ai a à? đường trung quả thực mau tò mò đã chết đường ninh lại không chịu nhiều lời trực tiếp đem người đẩy ra phòng, làm hắn vào nhà chỉ là nhìn một cái tình huống bên trong, an an hắn tâm thôi. Tra thiết khí khủng hoảng còn không có qua đi, đường lão đại mấy người đã từ huyện thành bên kia đã trở lại. Đường lão tứ tiến phòng liền nói, nhị ca, các ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta đến nhanh lên đi, chậm khả năng liền thị trấn đều ra không được. Lại lại ra gì sự? Đường tuấn sinh hoảng loạn hỏi, đầu kia căn huyền đều mau banh chặt đứt. Đường lão đại vẻ mặt ngưng trọng, còn không phải Lý Tam cùng máng sự, hiện tại huyện lệnh ra lệnh, đem chúng ta thị trấn phiên cái đế hướng lên trời cũng muốn bắt được hung thủ, đánh giá thực mau liền sẽ phong thị trấn, không cho đi rồi. Chương 20 trước khi đi. Chương 20 trước khi đi. Này một phong cũng không biết sẽ phong tới khi nào, nếu là binh dịch sự tình chính thức xuống dưới chúng ta còn bị nhốt ở cái này trong thị trấn liền tất cả đều xong rồi. Đường lão nhị vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức trở về thu thập hành lý lúc này đường lão đại đem xe lừa thượng một cái tay nải giao cho đường tuấn sinh đây là chúng ta phí thật lớn công phu mới làm ra lộ dẫn thị trấn không có chính thức phong phía trước có thể đi hảo 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 chúng ta hiện tại lập tức thu thập hành lý lập tức đi đường tuấn sinh hiện tại cũng vô tâm tư truy vấn này đó lộ dẫn là như thế nào làm ra cùng giang thị quay đầu liền hướng trong phòng hướng liên quan ba cái hài tử đều bị sai sử đến xoay quanh đường ninh xem cha mẹ cùng ruồi nhặn không đầu dường như không có chủ ý trong lòng cũng sốt ruột lại không cùng đại gia cùng nhau làm bậy, quay đầu lại cùng đường lão đại đường lão tứ hỏi, đại bá tiểu thúc, các ngươi cũng đi sao? Đường Tuấn Tài gật gật đầu, ta trong chốc lát sau khi trở về làm ngươi đại bá nương cùng hai cái đường ca đi trước, tiệm vải bên kia ta còn phải xử lý, chờ sự tình vội xong lại đi huyện thành tìm ngươi tứ thúc. Đường lão tứ nói, tứ thúc tạm thời không đi, nhà ta ở huyện thành vùng ngoại ô, không ở này trấn trên, tạm thời còn tính an toàn, hơn nữa tiểu thúc liền một cái nhi tử, còn nhỏ, liền tính binh dịch xuống dưới nhà của chúng ta cũng không cần ra đầu người. Chúng ta đây một nhà hướng đi nơi nào? Đường Ninh hỏi ra trong lòng lớn nhất hoang mang. Đường lão đại cùng đường lão tứ nhìn nhau liếc mắt một cái, vấn đề này bọn họ trở về trên đường liền thảo luận qua, đường lão đại trầm ngâm nói, tạm thời đi trước tới gần Cam Châu Tuy Ninh, nếu là có thể từ đứng đắn con đường rời đi Túc Châu liền chạy nhanh đi, nếu là không được, tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm cũng muốn nghĩ cách trốn, đi quan đạo đi tiểu đạo đều được, chỉ cần không vào thành liền không quan hệ, gặp gỡ quan binh nói có thể trốn liền trốn, không thể trốn cũng không cần cứng. Đối cứng. Đường lão đại lại nhảy dặn dò rất nhiều, hồn nhiên đã quên đường ninh chỉ là cái chưa cập kê cô nương gia. Đường ninh cũng không hướng này mặt trên tưởng, đại đường lão đại nói xong lại hỏi tiếp nói, nói như vậy đại bá cùng tiểu thúc không cùng chúng ta cùng nhau đi. Đến lúc đó chúng ta còn có thể liên hệ thượng sao. Đường lão đại sửng sốt, bên cạnh đường lão tứ trịnh trọng mà nói, nguyên bản ta cùng ngươi đại bá là tính toán cho các ngươi đi trước Tuy Ninh, nếu là Tuy Ninh đãi không được liền đi Tây Kinh, nhưng chúng ta ở bên ngoài hỏi thăm một vòng, bởi vì phát rung, hướng Tây Kinh cái kia nói kiểm tra đến lợi hại, chúng ta làm ra lộ dẫn căn bản đi không được, còn vô cùng có khả năng nửa đường bị xử trí. Nếu là hướng Giang Nam kia đầu đi cũng là có thể, bất quá nghe nói Giang Nam bên kia nháo lũ lục, dân chạy nạn đều ra bên ngoài chạy, chỉ sợ đi Giang Nam cũng là không thành. Cho nên hiện tại chúng ta cũng không biết hướng nơi nào chạy mới thích hợp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đường lão đại, chúng ta ở trên đường thương lượng một cái liên hệ biện pháp, chúng ta ở trong nhà nhiều biên một ít dây cỏ hoặc là dây thừng, bệnh biện pháp muốn cùng người khác bất đồng, mặt trên làm tốt đánh dấu, bên đường treo ở thấy được chi đầu, có thể nhiều quải một ít, như vậy chúng ta về sau muốn tìm người cũng có cái phương hướng. Đường ninh ánh mắt sáng lên, không thể không nói đây là cái hảo biện pháp, cho dù đại gia tách ra hành động, cũng có thể ở trên đường tìm được đại thể phương hướng, cho dù cuối cùng không ở cùng cái địa phương tương ngộ cũng có thể ngắn lại khoảng cách, như vậy chờ đại gia ổn định xuống dưới cũng dễ dàng tìm được đối phương. Đường lão tứ lại nói, thật sự phân tán lại nhìn không tới chỉ lộ dây thừng cũng không quan hệ, tương lai không được chúng ta liền đi Lạc Dương Phong Vân Các quải tin tức liền thành. Đường lão đại cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Đường Ninh nghe được không hiểu ra sao, cái gì Lạc Dương Phong Vân Các, cái gì quải tin tức, đó là gì? đáng tiếc đường lão đại cùng đường lão tứ căn bản không có cùng nàng giải thích ý tứ hai anh em đem tính toán nói cho đường tuấn sinh lại cùng đường tuấn sinh nghiên cứu một chút dây cỏ đấu pháp khi đầu gian thị đã đem hành lý đều thu thập hảo lương lưu sở hữu lương thực tất cả đều cất vào bao tải to đừng nhìn trong nhà thừa lương thực không nhiều lắm này tất cả đều trang ở bên nhau nhìn vẫn là không ít ít nhất có thể chiếm hơn phân nửa xe lừa trừ bỏ lương thực ngoại lớn nhất hành lý chính là đệm chăn còn có nhà bếp chảo sắt cùng với bồn gỗ bồn gỗ còn phóng cả nhà dùng chén đũa, mấy thứ này trực tiếp đem xe lừa cấp chiếm đầy. Dư lại sim y cùng tiểu kiện bên người chi vật tắt đóng gói lên bối ở trên người. Giang thị đem đồ vật tất cả đều lộng tới trong viện, đường đang cùng đường trung cũng đem chính mình tay nải thu thập ra tới, chỉ có đường ninh hai tay trống trơn. Giang thị nhíu mày hỏi, ngươi hành lý đâu? Đường ninh đánh cái giật mình, vội hướng trong phòng chạy, thực mau thì tốt rồi. Giang thị lắc đầu, thật là không bớt lo, đều khi nào còn như vậy qua loa đại khái kết quả giang thị chỉ một cái nhắc mãi công phu đường ninh liền đem hành lý chuẩn bị cho tốt từ phòng ra tới thời điểm phía sau còn cổng một cái sọc phía trước treo một cái phá bố bao xem giang thị nhíu mày đường ninh vội nói đều là ta tiểu ngoạn ý nhi ta chính mình bối sẽ không chiếm địa phương giang thị bất đắc dĩ lắc đầu rốt cuộc không miệt mài theo đuổi nàng còn có rất nhiều sự tình muốn bận việc chờ đường lão nhị vội vàng xe lừa tới đường tuấn sinh trong nhà tiếp người thời điểm đường ninh phát hiện đại đường tỷ cùng nàng một đôi hài tử đều ở xe lừa thượng mặt trên còn có rất nhiều hành lý quan nhị phòng người cùng đồ vật liền đem xe lừa cấp chiếm hơn phân nữa, căn bản trang không được đường tuấn sinh một nhà hành lý đang lúc giang thị phát sầu thời điểm lại có một người vội vàng xe lừa lại đây ngụy chí lớn đem xe lừa đình ổn ở đường tuấn sinh một nhà nghi hoặc dưới ánh mắt cười ha hả mà cùng đường lão tứ nói tuấn nghị lão đệ xe lừa chính là cho ngươi làm ra nói tốt ta không cần tiền bạc muốn lương thực hành hành hành, tiền đặt cọc đều cho ngươi, trong chốc lát ta liền đem lương thực lộng qua đi đổi, ta làm người ngươi còn không tin được. Đường Tuấn Nghị cười ha hả mà cùng Ngụy Chí Lớn hàng huyên. Ngụy Chí Lớn tươi cười gia tăng không ít, kia khẳng định là tin ngươi, thành, ta đi về trước chờ ngươi. Ngụy Chí Lớn cùng mọi người chào hỏi liền đi, dứt khoát lưu loát đến làm người ghé mắt. Đường Tuấn Sinh còn lại là nóng nảy, lão tứ, ngươi mua này xe lừa hoa nhiều ít. Phải cho nhiều ít lương thực thời buổi này lương thực mới đáng giá nhà bọn họ cũng chưa gì lương thực dư cũng không biết đường tuấn nghị cho phép đối phương nhiều ít lương thực đem đường tuấn sinh cấp cấp đến độ không được đường lão tứ nhân thật ra không chút hoang mang lại nhiều lương thực cũng muốn cấp bằng không các ngươi đi như thế nào một chiếc xe lừa trang các ngươi hai nhà hành lý đều không đủ nói nữa cũng không thể đem lừa cấp mệt chết bằng không còn như thế nào lên đường ta này không phải còn có xe đẩy sao đường tuấn sinh lẩm bẩm nói hắn phía trước đều nghĩ kỹ rồi lão nhị trong nhà đều là phụ nữ và trẻ em hài tử, đi không được lộ, căn bản không tưởng cho hắn gia tăng gánh nặng, dùng xe đẩy là được, cùng hai cái nhi tử luân đẩy, cũng là có thể đi. Đường lão tứ lắc đầu, nhiều như vậy đồ vật dùng đẩy, ngươi trời tối đều đi không ra cái này thị trấn, bất quá xe đẩy nhưng thật ra có thể mang lên, trang chút nhẹ không thành vấn đề. Chính là này lương thực, đường tuấn còn sống ở rối rắm, bởi vậy thiếu lão tứ đã có thể nhiều. Chương 21 lương thực ta ra chương 21 lương thực ta ra. Đường lão tứ trấn an nói, kỳ thật cũng không nhiều ít, đối phương liền phải 30 thăng mễ, thời buổi này người ăn đều thành vấn đề càng đừng nói gia súc, ngụy gia gia dưỡng tam đầu lừa, nếu là năm được mùa đây là kiếm tiền hảo gia hỏa, nhưng mùa màng biến đổi, tình huống liền bất đồng, hắn đem xe lừa bán cho ta xem như cấp gia súc một cái đường sống, rút cuộc dưỡng lâu như vậy, cũng là có cảm tình. 30 thăng, đường tuấn sinh khó xử, hiện tại 30 thăng lương thực chỉ sợ muốn 1.000 nhiều văn, bọn họ hai vợ chồng đỉnh đầu thượng dư tiền không sai biệt lắm cũng liền như vậy điểm. Đường Ninh thấy đường Tuấn sinh mặt ủ mày trao, khắc sâu nhận thức đến cái gì gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hán, cũng may nàng có hệ thống, cũng không nghĩ nhà bọn họ thiếu tiểu thúc quá nhiều tiền, rốt cuộc. Tiểu thúc cũng là muốn dưỡng gia sống tạm. Trong lòng tính toán một phen, đường Ninh lôi kéo đường trung nhỏ giọng hỏi, cái kia ngụy trí lớn gia ở nơi nào? Tỷ! Ngươi đang nói cái gì a? À? Ngụy bá bá chính là kẻ lỗ mãn cha A. Nhà bọn họ liền ở nhị thúc gia đằng trước, chúng ta không phải thường đi sao. Đường trung một bộ khiếp sợ bộ dáng. Đường ninh trong lòng căng thẳng, cười mỉa nói, ta là hỏi ngươi hắn hiện tại có thể hay không ở trong nhà, phía trước không phải theo như ngươi nói ta lấy vài thứ kia cùng nhân gia đổi lương thực, hiện tại cha lấy không ra mua xe lừa lương thực, ta có A. Như vậy, ngươi đi trước kẻ lỗ mãn gia nói một tiếng, ở bên kia chờ ta, ta đi lộng lương thực, chúng ta chính mình ra, không cho tứ thúc tiêu pha, đến lúc đó cha mẹ hỏi tới liền nói thật ra, dù sao đều phải đi rồi, về sau cũng sẽ không lại vào núi, cha mẹ sẽ không ở ngay lúc này tấu chúng ta. Liền ở đường Tuấn Sinh cùng mấy cái huynh để chuẩn bị lương thực thời điểm, đường An Hòa đường Trung chạy. Đường Ninh liền đi theo đường Trung phía sau, xa xa xem hắn vào một hộ nông gia tiểu viện lúc này mới chậm rì rì mà trốn đến một cái sườn núi sau, mọi nơi nhìn xung quanh, xác định không ai mới từ hệ thống hạ đơn, mua 45 cân trung phẩm hắc mặt, lập tức 450 văn liền không có, đem nàng đau lòng đến co giật. Hiện tại ngạch trống liền dư lại 90 văn, thật là một đêm trở lại trước giải phóng. Cũng may thay đổi một chiếc xe lừa, đường ninh như vậy tự mình an ủi, rủ đầu vào ngụy gia. Đường trung cùng kẻ lỗ mãn tiểu táo ở trong sân chơi, hôm nay huynh muội hai không đi ra ngoài, nhìn đến đường ninh lập tức cùng nàng chào hỏi. Đường ninh chạy nhanh đem sọc cùng trong tay bao tải buông, thở hổn hển nói, ta tới đưa lương thực, ngụy bá bá ở sao? nói đến lương thực vị trí lớn liền cùng phong giống nhau xuất hiện ở đường ninh trước mặt cười ha hả mà nói như thế nào khiến cho ngươi đã đến rồi cha mẹ ngươi cũng thật tâm đại đường ninh cười mỉa tránh đi vấn đề này nói ngụy bá bá ngài xem xem này đó lương thực trọng lượng đúng hay không ngụy chí lớn lập tức xoay người đi trong phòng cầm một phen đại sưng, kêu kẻ lỗ mãn cùng nhau hỗ trợ chờ sưng xong ngụy chí lớn nhếch miệng cười thật đúng là 30 thăng không nhiều không ít ai ta nhìn xem nói ngụy chí lớn mở ra bao tải cẩn thận phiên phiên gật gật đầu vừa lòng mà cười nói không tồi không tồi ngươi từ từ ta đem tiền thế chấp trả lại cho ngươi nói ngụy chí lớn về phòng cầm một cái túi tiền có chút phân lượng lấy hảo nơi này là một ngàn văn ta còn không có động trở về làm ngươi tiểu thúc hảo hảo đếm đếm lúc sau ngụy chí lớn lại làm kẻ lỗ mãn hộ tống bọn họ tỷ đệ trở về trên đường kẻ lỗ mãn hỏi các ngươi là muốn chuyển nhà sao cha ta nói các ngươi mua xe lừa chính là muốn xuất viện môn cùng những người khác giống nhau đường ninh trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc biết kẻ lỗ mãng người này cũng không tệ lắm cũng không giấu hắn gật đầu nói là phải đi nơi này đã chết người không an toàn nàng không đem thâm tầng nguyên nhân nói ra kẻ lỗ mãng cũng không hỏi nhiều một bộ như suy tư gì bộ dáng đường ninh không thể không lại lần nữa cảm thán cổ nhân thông tuệ liền cái choai choai hài tử đều như vậy sẽ tưởng ai cùng nàng nói cổ nhân ngu muội nàng liền đánh chết ai. Ba người tới rồi đường gia, đường tuấn sinh huynh để mấy cái rốt cuộc đem lương thực phân hảo, cho rằng kẻ lỗ mãn là ngụy chí lớn phái lại đây thúc giục lương thực, liền phải đem đồ vật cho hắn. Giang thị trong mắt tràn đầy không tha, dứt khoát đừng xem qua không xem. Nào biết kẻ lỗ mãn lại nói, đừng tứ thúc, cha ta đem tiền thế chấp đều trả lại cho đường ninh, ngươi hiện tại số nhìn xem có phải hay không một ngàn văn, không có vấn đề nói ta liền đi về trước. Mọi người. Đường Ninh lúc này đem túi tiền giao cho đường Tuấn Nghị, Thanh Thúy mà nói, tứ thúc, chúng ta đã đem lương thực cấp ngụy bá bá, ngươi tiền đồng cũng mang về tới. Mọi người kinh hãi. Đường Tuấn Sinh càng là vội vàng hỏi, các ngươi từ đâu ra lương thực? Đường An Hòa đường Trung nhìn nhau liếc mắt một cái, chột dạ đến hai chân tim cho nhau đánh nhau, chúng ta lấy quả dại tử trộn đổi. Từ đâu ra quả dại tử? Giang thị kinh ngạc, buộc miệng thốt ra, mọi người sửng sốt một lát mới nghĩ vậy hai đứa nhỏ tám chín phần mười là vào núi kẻ lỗ mãn nhìn hướng gió không đúng lập tức nói thúc thúc thẩm thẩm đừng nóng giận chúng ta là kết bè kết đội vào núi a ninh cùng a trung không có đơn độc hành động ta thề đường tuấn sinh giang thị chuyện lớn như vậy bọn họ như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa nghe được này mấy cái hài tử là muốn trời cao sao đường ninh sợ bị tấu vội nhận sai cha mẹ chúng ta về sau không bao giờ sẽ vào núi Giang thị trừ trừ khóe miệng, ha hả nói, còn có về sau. Tỷ đệ hai cùng lắc đầu. Đường lão tứ vội ba phải, tam ca tam tẩu, các ngươi cũng đừng giáo huấn hài tử, dù sao hiện tại liền đi, về sau bọn họ liền tính tưởng vào núi cũng chưa chiêu, có phải hay không? Đường lão đại kinh ngạc qua đi cũng đi theo gật đầu, lão tứ nói đúng, hài tử tuy rằng to gan lớn mật, cũng may không xảy ra chuyện gì, còn có thể vô thanh vô tức mà tích cốc hạ nhiều như vậy lương thực, cũng là bản lĩnh. Đại ca, ngươi còn khen bọn họ. Giang thị đều mau tức chết rồi. Đường lão đại xua xua tay, một mã sự về một mã sự, này hai đứa nhỏ thật đúng là rất làm người giật mình, hảo, hiện tại này đó lương thực cũng không cần đưa ra đi, các ngươi chính mình thu, thừa dịp sắc trời thượng sớm, chạy nhanh xuất phát, có lẽ có thể trước khi trời tối đuổi tới huyện thành. Bị Đường lão đại như vậy vừa nói, những người khác đều không dám trì hoãn, nhanh nhẹn mà đem trọng đại kiện hành lý trang thượng xe lừa tính cả trong nhà những cái đó nông cụ dụng cụ cắt gọt không thiếu loại nào. Nhiều mấy thứ này, xe lừa mặt trên tội liên đối người chỗ ngồi đều không có, cũng may đường gia còn có xe đẩy. Đường Tuấn Sinh quyết đoán làm đường đang theo đường Tuấn Nghị học như thế nào đuổi xe lừa, chính mình tắt đi đẩy xe đẩy tay. Đường Ninh đường Trung cùng Giang Thị Thượng đường Lão Nhị ra xe lừa, bên kia lại đem một ít thoải mái đồ vật phóng tới xe đẩy tay thượng, mọi người chuẩn bị tốt, lập tức xuất phát rời đi thời điểm đường tuấn sinh cùng giang thị không tha mà liên tục quay đầu lại nhìn dáng vẻ giống như dây tiếp theo liền sẽ đổi ý dường như thẳng đến đi đến nhìn không thấy đường gia địa phương đoàn người mới nhanh hơn bước chân đường lão đại ở nửa đường cùng bọn họ tách ra nhìn theo xe lừa đi xa hốc mắt dần dần phím hồng lên đường đường tuấn sinh huynh để ba người cũng không chịu nổi huynh để bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên mặc dù là đường lão tứ thành gia sau dọn đi huyện thành vùng ngoại ô vẫn sẽ thường thường trở về một chuyến rốt cuộc hắn thân nhân ở chỗ này, căn ở chỗ này. Hiện tại mọi người đều đi rồi, quãng đời còn lại phỏng chừng là sẽ không lại trở về, loại này mất mát mê mang cảm giác là bọn họ chưa bao giờ từng có. Chương 22 Du Thị Chương 22 Du Thị Dọc theo đường đi, tâm tình mọi người hạ xuống, vội vàng lên đường, liền nói chuyện tâm tư đều không có, đừng ninh mừng rỡ tự tại, ít nhất không cần bị truy vấn lương thực sự tình. Tâm tình một hảo, nàng cũng có tâm tư hảo hảo đánh giá bốn phía hoàn cảnh, từ xuyên qua lại đây đến bây giờ, nàng hoạt động phạm vi chỉ có gia, xa nhất chính là trong núi, mặt khác vùng hoa náo nhiệt địa giới chưa bao giờ đặt chân, lúc này có thể đi kiến thức kiến thức không giống nhau phong thổ vẫn là rất chờ mong. Bất quá loại này hảo tâm tình chỉ liên tục đến hạ buổi liền không có, nhìn mênh mông vô bờ hoang vắng hoàng thổ sườn núi cùng càng cổi lõa lồ đỉnh núi, nàng này tâm cũng đi theo thật lạnh thật lạnh, bởi vì vẫn luôn ngồi ở xe lừa mặt trên, nàng cũng không biết đến tục cùng đi rồi rất xa không nín được liền quay đầu lại cùng đường tuấn sinh hỏi cha chúng ta ra thị trấn sao đường tuấn sinh ngẩng đầu xoa xoa trên đầu hãng nhìn nhìn bốn phía thở dốc nói mới ra không lâu dựa theo cái này tốc độ đánh giá trời tối mới có thể đến ngươi tứ thúc gia nói đường tuấn sinh lại thở hổn hển hai hạ nói cũng may ngươi tiểu thúc gia ở huyện thành vùng ngoại ô không cần vào thành bằng không chúng ta đêm nay đến ăn ngủ đầu đường lâu lời này nữa là vui đùa nữa là chua xót hiện giờ bọn họ còn không cần ăn ngủ đầu đường, sau này đã có thể nói không hảo, bất quá đường tuấn sinh không đem lời này nói ra. Đường ninh nhìn hắn mệt đến quá sức, lại là không trên một tiếng mà kéo xe đẩy tay, lập tức dãy dụa từ xe lừa thượng lên, bởi vì con lừa đi được chậm, nàng thông dong mà nhảy xuống, thẳng đến đường tuấn sinh. Nha đầu, ngươi làm gì, chạy nhanh làm tốt. Đường tuấn sinh cao mày nôn nóng mà hô. Bởi vì là khuê nữ luyến tiếc mắng, này nếu là nhi tử hắn sớm trống đi qua đường ninh lại là không ngừng chạy đến đường tuấn sinh mặt sau giúp hắn đẩy xe đẩy tay cha ta ngồi một ngày chân cũng đã tê rần hoạt động hoạt động ngươi đừng động ta đứa nhỏ này đường tuấn sinh khuyên hai câu đường ninh không dao động chỉ có thể tùy nàng còn đừng nói nhiều đường ninh hỗ trợ hắn xác thật nhẹ nhàng không ít đường trung nhìn lên cũng đi theo nhảy xuống hỗ trợ tiểu tử này càng tin một ít thuận tay đem xe đẩy tay thượng một ít đồ vật cấp dọn đến xe lừa thượng qua lại chạy mấy tranh, đường tuấn sinh bên này lập tức thoải mái rất nhiều, đều không cần ra cái gì đại lực khí là có thể đem xe đẩy đi. Giang thị xem một đôi tiểu nhi nữ như vậy hiểu chuyện, khóc mắt ửng đỏ, trong lòng vui mừng cái quá mờ mịt cùng sợ hãi, thấp thỏm bất an tâm tình cũng dần dần vững vàng xuống dưới. Phía trước đường tuấn nghị thỉnh thoảng quay đầu lại xem một cái, triều giang thị cười nói, tam tẩu, ngươi cùng tam ca đem bọn nhỏ dưỡng đến thật tốt, mặc kệ tương lai đi nơi nào, nhật tử quá đến thế nào, có bọn họ ba cái ở khẳng định không thành. Vấn đề. Giang thị lộ ra một mặt cười nhạt, nặng nề mà gật đầu. Đường ninh ở phía sau lớn tiếng đáp, tiểu thúc yên tâm, ta khẳng định đem cha mẹ chiếu cố đến hảo hảo, làm cho bọn họ ăn sung mặt sướng. Phúc. Đường Tuấn Nghị nhịn không được cười lên tiếng, phối hợp treo gẹo nói, thành. Tương lai nếu là A Ninh phát đạt cũng đừng quên ngươi tứ thúc A. Đến liệt. Thúc cháu hai người liền cùng hát đôi dường như, đậu đến mọi người ha hả cười không ngừng, liền đi ở phía trước đường Tuấn Kiệt một nhà cũng có ý cười. Nặng nề không khí giảm bớt qua đi, đoàn người rốt cuộc phi tinh đái nguyệt mà đuổi tới đường lão tứ gia. Sắc trời quá mờ, đường ninh cũng thấy không rõ bốn phía hoàn cảnh, chỉ biết đường lão tứ gia nơi thôn này so với bọn hắn thị trấn đều phải phồn hoa một ít, ít nhất phòng ốc dày đặc, nhìn liền an tâm, hơn phân nửa đêm nhập thôn còn có thể nghe được một ít phòng ốc truyền ra động tĩnh, ngẫu nhiên có chó sủa. Thanh âm này đem đường trung nghe được đôi mắt đều thẳng, trong bóng tối chỉ thấy một đôi trừng đến cùng chung đồng dường như trong mắt sáng ngời đến kỳ cục. Sao mà, ngươi còn muốn ăn cậu A? Đường ninh hạ giọng nhìn về phía đường trung. Đường trung chạy nhanh lắc đầu, ta nhưng không cái này ý tưởng, cậu A. Tỷ, kia chính là cậu A. Cậu lại như thế nào? Giang thị mở mệt mỏi hai mắt, ngơ ngẩn nhìn về phía đường trung, một ngày này nàng cùng đường tuấn sinh luân đẩy xe đẩy tay, mệt đến tội liên đới đều ngồi không được, chỉ có thể dựa vào đường ninh oai thân mình nghỉ ngơi. Đường trung nhấp nhấp miệng, kích động mà lộ ra một loạt hàm răng, ta chưa thấy qua cậu. Giang thị cùng đường ninh đều là sửng sốt một chút. Giang thị nói, ta cũng chưa thấy qua. Đường ninh. Thấy một đôi nhi nữ giật mình bộ dáng, kiến thức đương nhiên mà nói, chúng ta trấn trên cũng liền gia đình giàu có sẽ nuôi chó, nhà khác liền hài tử đều mau dưỡng không sống, nhà ai còn nuôi chó. Ở phía trước lên đường đường chính đột nhiên nói, hoàng viên ngoại gia có cẩu ta đã thấy hoàng viên ngoại là chúng ta trấn trên trừ bỏ trấn trưởng duy nhất nhà giàu nhà bọn họ không dưỡng mấy cái cẩu mới kỳ quái đường lão tứ ở bên cạnh không chút để ý mà nói đang lúc đường trung hứng thú hừng hực mà tính toán tiếp tục dò hỏi xe lừa ngừng đoàn người nhìn về phía trước mặt nửa người cao tường viện xuyên thấu qua tường viện loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong nhà ở chỉ là xem đến không rõ ràng đường lão tứ hạ xe lừa liền gõ cửa há mồm hô hai câu không bao lâu một phụ nhân ra tới mở cửa, hô, chạy nhanh vào nhà. Nói nàng còn về phòng lộng một con ngọn nến ra tới, một bàn tay từ đường nhu trong lòng ngực tiếp nhận trẻ con, một bàn tay giúp đỡ đề ra hảo chút tay nải hướng nhà chính trời đi, vừa đi vừa nói, các ngươi đuổi một ngày đường, hẳn là mệt mỏi cũng đói bụng, ta đây liền đi cho các ngươi lộng ăn. Du thị đem hài tử đặt ở nhà chính tiểu giường tử mặt trên, lại dùng tiểu rổ ngăn trở bên cạnh, lại đem tay nải buông, vô cùng lo lắng mà hướng nhà bếp đi, duy nhất nhi tử cũng bị nàng kéo tới hỗ trợ làm việc. Giang thị nhìn nàng hấp tấp bộ dáng cũng mang theo đường ninh đi nhà bếp hỗ trợ, đệ mùi, ngươi không vội sống, tùy tiện lộng điểm nhiệt liền thành, ta bên này có lương thực. Các ngươi lại đây còn ăn chính mình lương thực, truyền ra đi ta đều không cần làm người, tam tẩu, ngươi đừng cùng ta khách khí, đi bên ngoài nghỉ ngơi, thực mau thì tốt rồi. Du thị quyết đoán đánh gãy Giang thị nói, làm khởi sống tới đặc biệt nhanh nhẹn. Liền như vậy trong chốc lát công phu, Du thị nhi tử đường lượng đã đem hỏa sinh hảo, ngoan ngoãn mà ở bên kia thiêu xài. Nương ánh lửa đường ninh cẩn thận đánh giá đường lượng, phát hiện tiểu tử này cùng đường trung không sai biệt lắm đại, nhìn so đường trung chắc nịch rất nhiều, không thể không nói tứ thúc một nhà nhật tử xác thật quá đến so với bọn hắn mấy nhà hảo. Liền ở đường ninh thất thần thời điểm, du thị đột nhiên hướng miệng nàng tắt một tiểu khối đồ vật, đường ninh theo bản năng mà cắn một chút, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, đường. Du thị nhoảng miệng cười, trong chốc lát thím lại cho ngươi một khối, đi ra ngoài chơi đi. Đừng Ninh phục hồi tinh thần lại, vội lắc đầu, thím không cần cho ta, một khối là đủ rồi. Giang thị cũng đi theo chối từ, như vậy tinh quý đồ vật nhưng đừng cho hài tử đạp hư. Biết là đường sau, Giang thị liền đau lòng đến triều triều, nàng tuy rằng cũng đau hài tử, nhưng còn chưa tới tùy tiện đem đường tắt hài tử trong miệng nông nổi. Du thị không để bụng, tam tẩu, ngươi nhưng đừng đau lòng, này đó đường đều là đương gia từ tử lầu mang về tới, ta đại ca ở tử lầu làm đầu bếp, này đó bếp thượng đồ vật tổng có thể được một ít, hơn nữa đương gia cũng ở bên trong làm việc, còn có thể phân một chút, trong nhà ở thức ăn phía trên thật đúng là so nhà người khác tốt một chút. Nhân gia xem chúng ta ăn ngon, cái gì đều có, còn tưởng rằng nhà của chúng ta điều kiện thật tốt, kỳ thật cũng liền những cái đó thôi, cho nên ở ta nơi này khác thứ tốt khả năng lấy không ra, này ăn, tuyệt đối quản đủ. Chương 23 hài tử sửa họ Chương 23 hài tử sửa họ Bị du thị như vậy vừa nói, giang thị cũng không hề tiếp tục chối từ vốn định giữ xuống dưới trợ thủ lại xem du thị một người đem sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp liền thức thời mà dẫn dắt đường ninh đi nhà chính nhà chính chỉ có cô gái cùng nàng kia thượng ở tả lót đệ đệ hai đứa nhỏ lăn lộn một ngày đều mệt mỏi một tả một hữu tể ở tiểu trên giường mặt ngủ trên người cái một kiện tiểu đệm giường đường ninh trong lòng chính nghi hoặc giang thị liền hình như có sở cảm giống nhau nhỏ giọng cùng nàng nói người tiểu thúc một nhà là ngoại lai hộ ở cái này trong thôn mua không được quá nhiều địa, trông cậy vào chấm đất tiền đồ là không thành, may mắn ngươi thím khéo tay, sẽ chút khâu khâu vá vá sống, ngày thường sẽ tiếp một ít sống ở trong nhà làm, nhiều ít trợ cấp một ít. Cái này dường tử chính là ngươi thím làm sống dùng, lúc trước vẫn là ngươi tiểu thúc tìm cha ngươi đánh, bằng không người bình thường mọi nhà nhưng không có loại đồ vật này. Tiểu dường tử loại này gia cụ tuy rằng không tính nhiều quý, nhưng cũng muốn nguyên liệu cùng tiền công, người bình thường gia nhưng luyến tiếc hoa cái này tiền tiêu uổng phí, cũng liền đường lão tứ có một cái thợ một huynh đệ mới có thể như vậy lăn lộn. Đường ninh hiểu rõ gật gật đầu, thông minh mà ngồi ở bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ, chờ đường lão tứ mang theo một đám người vào nhà thời điểm, đường ninh mới biết được bọn họ vừa mới đi trong phòng đem giường đệm chỉnh. Đường lão tứ gia sân còn tính có thể, có một gian chính họa, hai gian phòng ngủ phụ, đường ninh bọn họ lại đây đường lượng liền phải đem chính mình nhà ở nhường ra tới, cùng cha mẹ cùng nhau ngủ, còn lại hai cái phòng, nữ nhân một gian, nam nhân một gian, vừa lúc. Du thị cần mẫn, liền tính không người ở phòng cho khách cũng sẽ quét tước, vừa mới đường tuấn sinh bọn họ chỉ là đi trong phòng phóng đồ vật, tốc độ thực mau. Đường Du tiến phòng liền ngồi vào đường An Hòa Giang Thị bên người, ấy nấy mà nói, tam thẩm nương, A à Ninh, nhà ta đứa nhỏ này nửa đêm sẽ khóc nháo, đêm nay muốn ủy khuất các ngươi cùng ta trụ một gian. Giang Thị xua xua tay, trái lại khuyên nhủ, hài tử khóc nháo là bình thường, ngươi đừng tâm tư như vậy trọng, nếu là quá mệt mỏi liền kêu ta, ta giúp ngươi mang sẽ không mệt. Đường Nhu cảm kích mà cười cười. Đường Ninh nhìn hài tử tò mò hỏi, đường tỷ, ngươi cấp cái này tiểu nhân lấy tên sao? Nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nào biết đường Tuấn Sinh cùng đường Tuấn Kiệt mấy cái đều dừng lại nói chuyện với nhau nhìn lại đây. Đường Ninh vẻ mặt vô tội. Đường Nhu nhấp miệng khẽ lắc đầu, rủ đầu không hé răng. Vừa lúc Du Thị bưng nhiệt nước đường vào nhà, lập tức lớn tiếng nói, không lấy tên vừa lúc. Làm cha ngươi cùng ngươi hai cái thúc thúc tấp tưởng một cái vang dội tên hay, chúng ta họ đường, cùng họ chung không quan hệ, chính là cô gái cũng đến sửa họ đường. Du thị thái độ cường ngạnh, thuận miệng nhìn về phía đường lão nhị, nhị bá ca, ngươi nói có phải hay không? Đường lão nhị cảm kích mà xoa xoa khóe mắt, nặng nề mà gật đầu, đúng vậy, đối. Lại nói tiếp đường nhu chỉ là cái ngoại gã bị hưu về nhà mẹ để nữ tử, nàng hài tử có thể hay không bị đường gia tiếp nhận. Có thể hay không tùy đường gia họ cũng không phải đường lão nhị một người có thể quyết định, đến bọn họ huynh đệ mấy nhà đều đáp ứng mới được. Đại phòng tam phòng bên kia phía trước đều tỏ thái độ quá, đường lão nhị không lo lắng, liền tứ phòng bên này bởi vì chưa thấy được Du thị, cũng không biết Du thị là ý gì, đường lão nhị cũng không dám đề, liền sợ Du thị trong lòng không thoải mái, ngại với đường lão tứ quan hệ không hé răng, tương lai ảnh hưởng nhân gia phu thê cảm tình. Hiện tại Du thị minh xác tỏ thái độ đường lão nhị treo tâm cũng thả xuống dưới, đường nhu càng là kích động đến che mặt khóc thúc thích. Đường ninh hoảng sợ, vội khuyên nhủ, đại đường tỷ, ngươi nhưng đừng khóc, còn ngại ngày này không đủ mệt sao. Chính là, có khóc công phu còn không bằng lại đây uống chén nước đường, ngọt tư tư. Du thị vừa dứt lời, ngủ đến cùng tiểu trư dường như cô gái liền cùng mộng du dường như ngồi dậy, uống nước đường. Mọi người sửng sốt một chút, toàn cười ha ha. Đường Nhu cũng đi theo nín khóc mỉm cười, liên tục lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ dãy dụa xuống đất cô gái, như thế nào thèm ăn thành như vậy. Du thị giả vờ sinh khí trừng mắt nhìn đường nhu liếc mắt một cái, đau lòng mà triều cô gái vẫy tay, đến tiểu bà thím bên này, cho ngươi một chén lớn nhất. Cô gái tức khắc lúng đồng tiền như hoa, thanh thúy nói, cảm ơn tiểu bà thím. Nha! Tiểu gì cho ngươi quả tử cũng chưa gặp ngươi kêu đến như vậy ngọt. Đừng ninh treo đùa mà nhéo nhéo tiểu nha đầu khuôn mặt. Cô gái lại chỉ là hì hì ngây ngô cười. Bị, tiểu nha đầu như vậy một nháo đại gia tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít đường lão nhị vừa mới ngồi xuống liền nói ta nghĩ kỹ rồi a nhu nhi tử về sau liền kêu đường tạ cô gái kêu đường tiểu ni thành không thành khá tốt đại gia tốt năm tốt ba mà mở miệng vì thế đường nhu này một đôi nhi nữ tên cũng định rồi xuống dưới đường lão nhị một cao hứng liền nói quay đầu lại ta cấp đại ca viết thư nói với hắn một tiếng đường lão tứ xua xua tay được rồi nhị ca ngươi cũng đừng lăn lộn việc này ta đi theo đại ca nói hoặc là ngươi lưu cái tờ giấy quay đầu lại ta giao cho đại ca bọn họ loại này gia đình bình dân không giống gia đình giàu có như vậy chú trọng còn có gia phả từ đường gì đó giống thêm nhân khẩu loại việc lớn này cũng chỉ là cho nhau báo cho một tiếng thôi du thị tâm tình không tồi theo sau lại bưng một nồi cơm ngủ cốc cùng một nồi bay hành thái canh trứng mặt khác còn có một chậu lát thịt hầm đồ ăn tuy rằng đồ ăn nhiều thịt thiếu Bình quân đến mỗi người trong chén liền như vậy hai ba phiến, đại gia lại ăn đến kia cơ một cái hương, hận không thể liếm chậu. Ăn chầu này cơm, đừng nên kiếm tiền ý niệm càng thêm kiên định, không vì cái gì khác, liền vì về sau mỗi ngày có thể ăn này một mụn thịt cũng muốn liều mạng. Ăn cơm xong thực, đoàn người liền lời nói cũng chưa nói liền về phòng ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai sắc trời hơi lượng Đường Ninh đã bị Giang thị kêu đi lên. Nàng hít lại mở một cái mắt phùng ánh vào trong tầm mắt chính là đường nhu kia trương mang theo ý cười khuôn mặt. Tiểu trư chạy nhanh lên, cô gái đều tỉnh đến so ngươi sớm. Đường nhu hôm nay tâm tình tự hồ hảo rất nhiều, nhìn liền so thường lui tới rộng rãi, không đợi đường ninh đáp lời, cô gái cũng đi theo ồn ào. Nàng dãy dụ ngồi dậy, giang thị đã đem sở hữu đồ vật thu thập thỏa đáng, ở một bên toái toái thì thầm, người thiếm cấp chúng ta lại chuẩn bị hảo chút thức ăn, xe lừa thượng là không bỏ xuống được, liền phóng xe đẩy mặt trên, đại gia vất vả một chút, chờ tới rồi tuy ninh thì tốt rồi. Đường ninh vừa nghe, nháy mắt thanh tĩnh, nương, đến tuy ninh muốn bao lâu. Này, Giang Thị bị hỏi đến nghẹn họng. Đường ninh xem nàng này phản ứng lập tức nhanh chóng mặc quần áo lao ra phòng, ở trong sân tìm được đường tuấn sinh, lo lắng mà truy vấn nói, cha, chúng ta còn muốn mấy ngày mới có thể nói tuy ninh. Đường tuấn sinh vội vàng trói xe lừa, cũng không quay đầu lại mà đáp, dựa theo chúng ta này cước trình, thế nào cũng muốn ba bốn ngày mới được đường ninh tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc liền không thể lại mau một ít sao ngày hôm qua đi rồi một ngày nàng cảm giác chính mình tay chân đều mau phế đi nếu là hợp với ba bốn ngày còn muốn hay không sống đường tuấn sinh lắc đầu chúng ta muốn đẩy xe đẩy tay liền tính dùng chạy cũng mau không đến chạy đi đâu huống chi một xe đồ vật cũng chạy không được không thể lại mua đầu lừa sao lời kia vừa thốt ra đường ninh liền hối hận hận không thể phiến chính mình một cái bàn tay trong nhà trứng chọi đá nàng như thế nào còn dám đề Chương 24 hệ thống hồi quỷ Chương 24 hệ thống hồi quỷ Đường Tuấn Sinh nhưng thật ra sắc mặt như thường, cùng đường ninh nhỏ giọng nói, không có khả năng, liền tính chúng ta có tiền bạc cũng không thể mua, quá chói mắt, dễ dàng bị theo dõi. Hiện tại mọi người đều khó, bọn họ này đoàn người lại có tam chiếc xe lừa, những cái đó đói đến sống không nổi người khẳng định sẽ bí quá hóa liều đối bọn họ xuống tay. Đường ninh ngẩn ra, nàng vẫn là tưởng quá đơn giản. Bởi vì cùng đường Tuấn Sinh nói chuyện một chút, nàng không nói cái gì nữa vất vả nói giúp đỡ giang thị cùng đường nhu đem đồ vật thu thập hảo đoàn người đơn giản ăn cơm sáng liền khởi hành du thị mang theo đường lượng đem bọn họ đưa ra môn đem một cái đại đại tay nải phóng tới xe lừa thượng nói đường gia sáng sớm đi tửu lầu không thể đưa các ngươi đoạn đường đây là ta buổi sáng lên cho các ngươi chuẩn bị bánh bột bắp đừng nóng vội cự tuyệt này một đường cũng không biết có thể hay không có cái đặt chân ngừng lại địa phương nếu là không có các ngươi nấu thực cũng không có phương tiện mang theo tốt xấu có cái chuẩn bị Giang thị hống hốc mắt, lôi kéo du thị tay nước nở nói, đệ muội cảm tạ nói ta liền không nói, nhớ kỹ chúng ta ước định tốt đánh dấu, nếu là các ngươi đến lúc đó cũng muốn rời đi nhớ kỹ lưu ý trên đường đánh dấu. Yên tâm, ta đỡ phải. Du thị liên tục bảo đảm. Xe lừa ở du thị cùng đường lượng chúc phúc trong ánh mắt chậm rãi ra thôn, sáng sớm sương mù còn chưa tan đi, trong không khí tất cả đều là khô ráo lạnh lẽo, hô hấp một ngụm đề thần tỉnh não. Đường đang ở phía trước đánh xe, không có đường lão tứ ở bên cạnh chỉ đạo, hắn căn bản không dám phân tâm, toàn bộ hành trình khẩn trương, liền lời nói cũng không dám nói. Đường Ninh thừa dịp chính mình tinh thần hảo, cùng đường Trung nói, ta trước đi xuống giúp cha xe đẩy, ngươi đừng nhúc nhích, chờ cha mẹ trao đổi thời điểm ngươi lại xuống dưới giúp nương. Không thành vấn đề. Đường Trung vỗ ngực đồng ý. Phía trước đường chính lại luống cuốn, hét lên, tiểu muội, ngươi đừng sàng bậy, ta còn không thế nào sẽ khống chế con lừa. A. À ở đường đang bối rối kêu la trong tiếng đường ninh đã nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe lừa cọ đến đường tuấn ruột biên không nói hai lời dùng ra toàn thân sức lực bởi vì đường ninh hỗ trợ đường tuấn sinh rõ ràng nhận thấy được xe đẩy nhẹ không ít kinh ngạc không thôi nha đầu ngươi nhưng đừng không biết dùng ít sức như vậy đẩy không trong chốc lát ngươi liền đẩy bất động cha ngươi yên tâm ta cảm giác cả người đều là sức lực sẽ không thoát lực cũng không biết có phải hay không tối hôm qua cùng hôm nay sáng sớm ăn no no Đường Ninh thật cảm thấy chính mình cả người có sự không xong kính nghi. Này ý niệm chỉ chợt lóe mà qua, nàng cũng không miệt mài theo đuổi, thẳng đến từ sáng sớm đi đến mặt trời lên cao nàng cũng không cảm thấy mệt, nàng mới ý thức được không thích hợp. Không ngừng nàng chính mình cảm thấy kỳ quái, Đường Tuấn Sinh so nàng càng nghi hoặc, rốt cuộc ở buổi trưa dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Đường Tuấn Sinh mở ra ống trúc, hỏi dò, "Nha đầu, ngươi có mệt hay không?" Đường Ninh thành thật mà lắc đầu, giống nhau, cảm giác còn có thể tiếp tục giúp cha xe đẩy. Loãng xoảng một tiếng, đường tuấn sinh bị dọa đến một môn ngồi ở cỏ dại đôi. Giang thị bị hoảng sợ, đương gia, không có việc gì đi. Đường tuấn sinh nhìn mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, có chút mất mặt, vội lên, không rảnh lo giải thích, vây quanh đường ninh xoay hai vòng, vẻ mặt hiếm lạ khó hiểu, ngươi thật sự không mệt. Đường ninh chắc chắn mà mảnh gật đầu, rất là vô tội, thật không mệt, cảm giác có sự không song kính. T. Đường Tuấn Sinh nghĩ trăm lần cũng không ra, nhìn về phía đường lão nhị hỏi, Nhị ca, chúng ta hiện tại đến chỗ nào rồi? Đường lão nhị, ra huyện thành địa giới, so với ta dự đánh giá muốn mau một canh giờ. Như vậy vừa nói Đường lão nhị tức khắc trừng lớn đôi mắt, biểu tình cơ hồ cùng Đường Tuấn Sinh đồng bộ, kinh hô, chúng ta hôm nay nhanh rất nhiều. Một bên Đường Chính đều mau khóc, nhị bá, ngươi mới phát hiện a. À. Ta này sáng sớm thượng đánh xe đại khí cũng không dám xuyển một chút. Ngày hôm qua bọn họ kia tốc độ nói trắng ra là cùng đi đường không sai biệt lắm hôm nay tốc độ này không sai biệt lắm cùng chạy giống nhau hắn toàn bộ hành trình không dám phân thần liền sợ một cái vô ý trảo không được dây thừng đem con lừa hướng mương mang những người khác là đã kinh hỉ lại cảm thấy không thể tưởng tượng cuối cùng ánh mắt tất cả đều dừng ở đường ninh trên người đường ninh nhún vai các ngươi đừng nhìn ta ta cũng không biết hôm nay là chuyện như thế nào chẳng lẽ là trước kia không ăn no cho nên không phát hiện ta như vậy có sức lực nàng như vậy vừa nói giang thị cùng đường tuấn sinh là đã đau lòng lại chua xót liền miệt mài theo đuổi tâm tư cũng chưa. Đường ninh trong lòng buông lỏng, ở phát hiện kỳ quái lúc sau nàng liền trực tiếp tìm tới hệ thống quản gia, tên kia chỉ biết sống tạm, đường ninh vừa hỏi mới nói đây là không gian kho hàng thăng cấp khen thưởng, cũng chính là nàng đem hệ thống cấp bậc thăng đến càng cao, tự thân cũng sẽ được tương ứng hồi quỷ, đến nỗi cụ thể hồi quỷ là cái gì nó lại không nói. Nếu không phải đường ninh phát hiện chính mình không giống bình thường nó thật đúng là sẽ trầm mặt rốt cuộc. Nghĩ đến đây, Đường Ninh ở trong lòng đem hệ thống quản gia mắng một đốn, quyết định về sau liền kêu nó cẩu hệ thống. Bất quá sinh khí về sinh khí, được như vậy cái kỹ năng nàng trong lòng vẫn là thực mừng thầm, ít nhất không cần lo lắng đụng tới nguy hiểm liền tự bảo vệ mình sức lực đều không có. Đường Trung bởi vì Đường Ninh lợi hại như vậy, không phục, thay ra thời điểm cũng muốn học nàng, kết quả chỉ kiên trì 30 phút liền không được, mọi người rõ ràng nhận thấy được đi tới tốc độ chậm lại. Đường Ninh ngồi ở xe lừa thượng lo lắng suông, dứt khoát nhảy xuống, không nói hai lời ra tay. Nàng này nhất bang, Giang Thị rõ ràng cảm giác chính mình nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí có chút theo không kịp xe đẩy tốc độ. Đường Trung một bộ thấy quỷ biểu tình, Giang Thị cũng là kinh ngạc lại khó hiểu, nhà nàng nha đầu này sức lực. Từ ngày chính thịnh đi đến mặt trời lặng Tây Sơn, trong lúc đường Ninh liền dừng lại uống lên hai lần thủy, mặt khác thời điểm đều ở xe đẩy, tốc độ mau đến bay lên, thế cho nên tới rồi mặt sau nàng thành xe đẩy chủ lực, Giang Thị cùng đường Trung tưởng hỗ trợ, lại chỉ có thể đuổi theo xe đẩy chạy. Đường Trung rất nhiều lần tưởng kêu đường ninh, làm nàng chậm một chút, lại nói không nên lời, tỷ tỷ đẩy xe đều có thể đi được bay nhanh, hắn một cái nam đuổi không kịp không nói, còn phải tỷ tỷ thả chậm tốc độ chờ hắn, cũng quá mất mặt. Vì thế hắn nghẹn một hơi chính là cắn răng đi đến trời tối. Lúc này đường Trung cũng không biết bọn họ tới nơi nào, mãn đầu óc đều. Là bọn họ khi nào dừng lại nghỉ ngơi liền ở hắn mau chịu đựng không nổi thời điểm đằng trước dẫn đường đường lão nhị rốt cuộc kêu ngừng. Đường Trung lập tức chân mềm ngồi vào trên mặt đất, thở dốc vài tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh, đen thùi lùi, rừng núi hoang vắng, tình huống như thế nào. Không đợi đường Trung mở miệng dò hỏi, phía trước đường lão nhị cùng đường Tuấn Sinh đã nhanh nhẹn mà vào một cái hầm động. Hầm động là bọn họ nơi này đặc sắc, rất nhiều người gia sẽ ở thích hợp địa phương đào hầm động trữ nước, rốt cuộc này địa giới hàng năm khô hạn, không trữ nước nói trong đất hoa màu đều loại không sống. Năm nay dị thường hạn, đại gia chứa đựng thủy căn bản không đủ dùng, hầm trong động không có thủy, cũng liền không có khóa lại ý nghĩa, đừng lão nhị bọn họ tìm cái này hầm động chính là mở ra thức, có môn vô khóa, bên trong liền một dọc thủy đều không có, đặc biệt khô ráo, trụ thượng một đêm vẫn là rất an toàn. Quan trọng nhất chính là ở nơi này không cần giao tiền đồng, còn có thể tiết kiệm được một bút, bất quá rừng núi hoang vắng an toàn cái vấn đề lớn đường lão nhị cùng đường tuấn sinh thương lượng một chút đại gia thay phiên gác đêm. Chương 25 đến Tuy Ninh Chương 25 đến Tuy Ninh Nửa đêm trước từ đường tuấn sinh cùng giang thị đường trung thủ, nửa đêm về sáng đổi thành đường lão nhị đường chính, đường nhu muốn chiếu cố hài tử, nửa đêm sẽ tỉnh lại vài lần, cũng có thể giúp đỡ xe một ít, chỉ có đường ninh gì cũng không cần làm, đại gia còn chỉ vào nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục xe đẩy, như vậy cước trình cũng có thể mau thượng rất nhiều. Tuy rằng có thể ngủ chỉnh giác thực thoải mái nhưng đường Ninh vẫn chưa cảm thấy nhiều vui vẻ nàng tổng cảm thấy chính mình hiện tại liền cùng kia hai đầu lừa dường như liền đãi ngộ đều không sai biệt lắm vì đến no no ăn đến hương hương như vậy mới có tinh thần cùng sức lực kéo xe đơn sơ hầm trong động gì đều không có chỉ phô bọn họ mang ra tới mấy giường chiếu ngay từ đầu đường Ninh còn mặt cũ mày e cảm thấy chính mình đêm nay muốn mất ngủ nào biết một nằm xuống đi liền cùng chết ngất qua đi dường như bất tỉnh nhân sự chờ nàng tỉnh lại bên ngoài đã có chút mông lung ánh sáng, bốn phía đệm giường đều thu thập hảo, Giang thị đem trên người nàng kia đệm giường tử sốc lên, nói, đi ra ngoài uống điểm nước ấm, ăn chút bánh bột bắp, chúng ta muốn xuất phát. Nói Giang thị cùng Đường Nhu nhanh nhẹn mà đem chiếu cúng lên tới, đi ra hầm động mà thời điểm còn quay đầu lại cẩn thận xem xét hai lần, nhìn xem hay không có cái gì rơi xuống. Đường Ninh lúc này còn không có hoàn toàn thanh tĩnh, ngồi ở lửa trại đôi bên cạnh máy móc mà gặm bánh bột bắp, bên cạnh cô gái gắt gao mà ôm đệ đệ đường ninh nhìn nàng trong chốc lát, bẻ một tiểu khối bánh bột bắp uy nàng. Hai người cứ như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm, đem một cái bánh bột bắp cấp phân. Đang lúc đường ninh tính toán đứng dậy thời điểm đường chính đột nhiên cho nàng đưa qua nửa cái bánh bột bắp, nhỏ giọng nói, ăn no một ít, hôm nay còn muốn đuổi một ngày đường, cha nói, phỏng chừng muốn ngày mai buổi tối mới có thể đến tuy ninh, chậm một chút đến hậu thiên mới có thể đến. Đường ninh lắc đầu, kiên quyết không ăn, gần nhất nàng mới vừa tỉnh ngủ không phải rất đói bụng, thứ hai này bánh bột bắp thật không thế nào ăn ngon, tam tới bọn họ lương thực hữu hạn, có thể tỉnh liền tỉnh, nếu không phải hiện tại vội vàng lên đường, nàng khẳng định muốn thấp nơi đi một chút, nói không chừng sẽ có mặt khác thu hoạch. Đường ninh không ăn đường chính đành phải đem nửa cái bánh bột bắp thu hồi tới. Đoàn người thu thập xong lại tiếp tục xuất phát, ngày hôm sau buổi tối bọn họ giống nhau ngủ ở hầm trú ẩn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ngày thứ ba buổi tối mới tiến vào tuy ninh địa giới, mới đến, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, muốn tìm hầm trú ẩn lại chắp vá một đêm lại phát hiện lúc này bọn họ không giống trước hai ngày vận khí như vậy hảo gặp gỡ mấy cái hầm trú ẩn đều là treo khóa bọn họ cũng không thể bạo lực bài trừ đường lão nhị cao mày cùng đường tuấn sinh thương lượng nói lão tam nếu không chúng ta đi trong thôn hỏi nhìn xem có thể hay không tìm cá nhân gia tá túc một đêm đường tuấn sinh chần chờ một lát liền đáp ứng rồi hắn không đáp ứng cũng không được bọn họ này nhóm người nữ nhân hài tử chiếm đại bộ phận có thể dùng được nam nhân cũng liền bọn họ huynh đệ hai cái, đừng chính miễn cưỡng thấu cái số, những người khác ở người ngoài trong mắt chính là trói buộc, vì đại gia an toàn, chỉ có thể tá túc. Đoàn người tới rồi khoảng cách tuy ninh trấn gần nhất thôn, đi đến cửa thôn, đường Tuấn Sinh cùng đường Lão Nhị cộng lại một chút, từ đường Tuấn Sinh mang theo đường An Hòa đường Trung vào thôn nhìn xem, nếu có nhân gia nguyện ý thu lưu những người khác lại đi vào. Trên đường đường Trung khó hiểu hỏi, cha, vì cái gì mang ta cùng tỷ tỷ cùng nhau vào thôn? Bổn, nhân gia xem chúng ta hai nửa đại hài tử tương đối dễ dàng mềm lòng, nếu không phải cô gái quá nhỏ khiến cho nàng cùng nhau tới. Đừng ninh thế đừng tuấn sinh nói. Đừng tuấn sinh bị một đôi nhi nữ đối thoại chọc cười, ha hả cười nói, cũng không được đầy đủ là, mang các ngươi nhân gia cảnh giác sẽ không như vậy trọng, tương đối dễ nói chuyện. Nói chuyện với nhau giang, đoàn người tới rồi thôn đầu đệ nhất hộ nhân gia. Chỉ xem này một người rất cao tường viện đường tuấn sinh ra được có chút trì trừ, thấp thỏm tiến lên gõ gõ môn, Nửa ngày bên trong cũng không ai đáp lại. Phụ tử ba người hai mặt tương khuy. Đường Trung, có phải hay không nhân gia đều ở nghỉ ngơi, không nghe thấy? Đường Ninh, tính, cha, chúng ta đi tiếp theo gia nhìn xem đi. Đại buổi tối gõ cửa, chỉ cần không phải ngủ chết qua đi đều có thể nghe được động tĩnh, ít nhất có thể đáp lại một hai câu, cái gì phản ứng đều không có muốn sao bên trong không ai, muốn sao thuyết minh này hộ nhân gia không phải dễ đối phó. Đường Tuấn Sinh cũng là như vậy tưởng lập tức mang theo một đôi nhi nữ đi xuống một hộ người đi đến. Liên tiếp trải qua 7, 8 hộ nhân gia, không phải không muốn chính là trong nhà điều kiện không cho phép. Liền ở đường Tuấn Sinh đều mau từ bỏ thời điểm, Đường Ninh gõ khai thứ chín hộ nhân gia, đang định mở miệng dò hỏi, lại phát hiện người tới thế nhưng vẫn là bọn họ quen biết đã lâu. Ngụy Bá Bá. Đường Ninh một bộ thấy quỷ biểu tình, trong chớp nhoáng, nàng hiện lên rất nhiều ý niệm, hay là Đường lão nhị lạc đường đem bọn họ trở về mang theo Ngụy Chí lớn cũng là khiếp sợ không thôi, đường gia nha đầu, như thế nào là ngươi? Liền ngươi một cái sao? Ngụy Chí lớn nóng nảy, đi ra cửa nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn thấy đi tới đường Tuấn Sinh cùng đường Trung, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo còn hảo, không phải một người. Một phen lăn lộn, đường lão nhị mấy cái bị đưa tới Ngụy Chí lớn trụ này hộ nông gia, đại gia ngồi ở nhà chính mắt to trừng mắt nhỏ. Đường lão nhị không nín được hỏi, ngươi sao tới Tuy Ninh? Ngụy Chí lớn có như vậy trong nháy mắt ngượng ngùng, thực mau lại khôi phục bình thường, đại gia ra tới nguyên nhân đều không sai biệt lắm, hỏi như vậy nhiều làm gì? Đúng rồi, các ngươi tính toán đi nơi nào? Còn có thể đi nơi nào, lộ dẫn xa nhất chỉ có thể đến Tuy Ninh, đường lão nhị có chút nhục chí. Ngụy Chí lớn thở dài, mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, ta còn tưởng rằng các ngươi có biện pháp lộng tới ra túc châu lộ dẫn đâu, cảm tình mọi người đều giống nhau. Đường Tuấn Sinh nghe vậy, trong lòng không thoải mái, tức giận nói ngươi xem thường ai đâu liền tính không có lộ dẫn chúng ta cũng là phải rời khỏi ngụy chí lớn đôi mắt tức khắc sáng ngời đi như thế nào đường tuấn sinh sụ mặt nâng nâng mí mắt khô cằn nói trực tiếp đi bái chẳng lẽ lưu tại bên này chờ chết a à? ngụy chí lớn một ngàn, nóng nảy lời nói là nói như vậy không sai nhưng không đến vạn bất đắc dĩ cũng không thể đi a à? không có lộ dẫn bước ra túc châu địa giới chúng ta liền thành lưu dân vậy ngươi có thể như thế nào chiêu? Đường Tuấn Sinh một mặt hỏi. Ngụy Chí lớn không hé răng, ở một bên thở ngắn than dài. Đường Ninh lúc này mới hỏi nói, Ngụy Bá Bá, liền ngươi một người ra tới sao? Ngụy Chí lớn héo héo mà lắc đầu, hữu khí vô lực mà chỉ vào sân bên ngoài một cái nhà ở, hài tử mẹ hắn, cùng kẻ lỗ mãn tiểu táo cũng ở, bọn họ ngủ hạ, chúng ta hôm nay buổi trưa đến nơi này, vốn dĩ muốn trực tiếp tiến thị trấn, lại lo lắng vào thị trấn vạn nhất xuất hiện tình huống liền chạy đều chạy không thoát liền đến gần nhất thôn tìm cái điểm dừng chân viện này là ta cùng thôn dân thuê hiện tại có điểm bản lĩnh hoặc là có điểm năng lực tất cả đều sớm đi rồi nơi này ly cam châu gần hảo những người này hướng bên kia đi trong thôn không không ít phòng ở chỉ cần một chút lương thực là có thể trụ thượng 10 ngày nửa tháng vị trí lớn đây là nói cho bọn họ tuy ninh bên này tình huống nhưng mà này tin tức cũng không có làm đường ra mọi người vui vẻ ngược lại lệnh đại gia tâm tình càng thêm trầm trọng đừng nhu bất an mà nhỏ giọng nói thôn này chạy rất nhiều người sao nguy trí lớn gật gật đầu rất nhiều cơ hồ nửa cái thôn người chạy lưu lại phần lớn là niệm căng luyến tiếp đi lão nhân bất quá đây cũng là có thể lý giải binh dịch lại thế nào cũng lan đến không đến mấy năm nay lão thể mại lão nhân đến nỗi thuế má mọi người đều giống nhau giao không nổi muốn bắt cùng nhau trảo muốn chết liền cùng chết cũng không gì sợ quá